chương 991, Hắc Ngọc Hồng quan tài. Hình như là, có người ở công kích tổng đàn phòng hộ đại trận. Đương làm tiếng thứ hai ầm ầm nổ mạnh truyền đến, tiêu phàm đã muốn làm ra phán đoán. Không thể nào, cái này không đại khả có thể a hát. Cơ lụa mỏng đã có điểm không dám tin. Thậm chí có người dám tại Kim Châu Thành đánh tổng đàn, quả thực chính là hay nói giỡn. Trừ phi đã xảy ra quốc chiến, nếu không tuyệt không khả năng bảy đại tông môn tại Kim Châu thành khống chế địa vị, tuyệt không cho xâm phạm. Ra đi xem, tiêu phàm chợt làm ra quyết định. Lập tức ống tay áo run lên, đem hắc lân thu vào linh thú hoàn, dừng bước, độn quang lóe sáng, cùng cơ lụa mỏng cùng một chỗ, hướng ngoài mật thất bay đi, tiện tay đem mật thất dưới đất đại môn giấu thượng, khởi động toàn bộ cấm chế. Mặc dù nói ngoại nhân đánh tổng đàn khả năng không lớn, lại cũng không khỏi không dùng phòng ngừa vạn nhất. Sự thật chứng minh, tiêu phàm phán đoán hoàn toàn chính xác. Thật sự có người tại đánh tổng đàn phòng hộ đại trận. Rất xa phía chân trời, một đạo cao tới mấy trượng bóng người, chạm tại trong hư không, dưới cao nhìn xuống, tay cầm thiết quyền, hướng trên điện không tầng một màn sáng mãnh liệt nện xuống đi. Tại đạo nhân ảnh này bên người, còn có mấy cái thật nhỏ thân ảnh, cùng người bình thường không sai biệt lắm chiều cao, bất quá đạo kia bóng người cao lớn quá mức thấy được, cơ hồ không nhân để ý bên cạnh hắn mấy người kia liếu tương đương anh. Audio điện tử võ tấn bền. Bóng người cao lớn một quyền nện xuống, cả màn sáng đều kịch liệt mà run rẩy lên, hào quang loạn tránh, một bộ trống nở không nối, tùy thời đều bạo liệt ra đến bộ dạng. Tổng đàn phòng hộ pháp trận cùng thiên môn bất đồng, không có trực tiếp hấp thu dưới mặt đất linh lực trèo chống pháp trận, bởi vậy ngày bình thường cũng không phải toàn bộ mở ra đích, có mấy cái mấu chốt nhất chỗ mở ra bộ phận phòng hộ, hơn nữa mở ra cơ bản nhất phòng hộ đa số thời điểm chỉ có thể khởi cái báo động trước tác dụng. Cần biết như vậy quy mô chấn phái đại trận, tùy thời tùy khác toàn lực mở ra lời mà nói. Mỗi ngày muốn tiêu hao linh thạch tuyệt đối là một cái cực kỳ kinh người số lượng. Mặc dù nói tài đại khí thô tiền nhiều như nước có thể phụ gánh chịu nổi, nhưng kim châu thành đã muốn thái bình rất nhiều năm, không có phát sinh quá lớn chiến, cần gì phải như thế lãng phí. Thật muốn phát sinh đại chiến, cũng sẽ có cũng đủ báo động trước thời gian sẽ không bị người bỗng nhiên liền gờ iota s đến tổng đàn đến nhưng là hiện tại hết lần này tới lần khác tựu gặp loại này khó có thể thuyết phục cổ quái tình hình người nào dám đến tổng đàn quấy rối? một tiếng nổi giận hô quát vang lên vài cái bóng người theo điện thả người mà dậy hướng về trong hư không đạo kia cao lớn bóng người bay nhanh mà đi hùng hổ cầm đầu đúng vậy mã trưởng lão đệ tử truyền cái kia hạ tính tráng hán hôm nay đến phiên hắn tại điện đang trực bảo vệ tổng đàn an toàn, chính là là của hắn đương nhiên chức trách. Oanh! Cái kia bóng người cao lớn nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc, lại là một quyền nện xuống. Lúc này đây, kinh lực trực tiếp thông qua ảm đạm màn sáng, trực tiếp hướng hạ tính tráng hán bọn người nện đem xuống. Hạ tính tráng hán kinh hãi, vội vàng bật hơi thanh âm, song trưởng toàn lực trên lên đón đánh mà đi. Sau đó chính là vài tiếng kêu đau đớn, chỉ thấy hạ tính tráng hán đợi mấy tên đại điện vệ sĩ giống như bị cự trùy đập chúng, không hề kháng cự chi lực, đảo bổ nhào từ giữa không trung thẳng rất xuống đến, tốc độ cực nhanh, xa khi bọn hắn xông đi lên tốc độ phía trên, phảng phất giống như giống như sao băng. Tiêu phàm ám ăn cả kinh, thủ đoạn một phen, viêm linh chi lưỡi kiếm đã muốn cầm ở trong tay, lập tức nhanh hơn đột nhanh chóng, về phía trước kích bắn đi, đem cơ lụa mỏng lưu tại sau lưng. Tiêu phàm chính là như vậy tính cách, như là đã gia nhập liền tự động tự giác mà đem giữ gìn trở thành trách nhiệm của mình, tuyệt không bởi vì chính mình là khách khanh trưởng lão. liền đối với lần này ngoảnh mặt làm ngơ, khoanh tay đứng nhìn. Hồng Thiên, Đinh Sán còn không mau mau đi ra thấy ta. nếu không hiện thân, lão tử đem bọn người cái này trùng ổ tử cho hủy đi. ngay sau đó, một tiếng kinh thiên động địa giống to vang lên, thanh âm cực kỳ hào phóng, giống như phía chân trời sấm sét cuồn cuộn mà qua, chấn đắc mỗi người màng nhĩ đều ôm ôm tác hưởng. Vừa nghe lời ấy, tiêu phàm dưới chân thoảng qua một trầu. Nghe đi lên, người này cùng Hồng Thiên Đinh Sán rất thuộc, chẳng lẽ là bằng hữu trong lúc đó hay nói giỡn hay sao? Kháo đắc cận chút ít, thần niệm chi lực đi phía trước tìm tòi, không khỏi trong nội tâm kinh hãi, cái này bóng người cao lớn khí tức trên thân, thâm bất khả chắc, tuy nhiên cách đắc xa như vậy, không thể 100% kết luận, nhưng tiêu phàm cảm thấy người này vô cùng có khả năng là một gã nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ khó trách xem như không có gì, trực tiếp tự đánh lên cửa. Bất quá, tiêu phàm trong nội tâm lập tức lại có mới nghi kỵ, Kim Châu Thành cũng không có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Ngay được xưng Kim Châu Thành đệ nhất cao thủ hạnh lâm giúp đỡ chủ phương phi dương, cũng gần kề chỉ là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, chưa đặt chân hậu kỳ cảnh giới. Vị này nếu thật là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, hơn phân nửa cũng không phải là Kim Châu Thành cư dân. Đang tại tiêu phàm do dự muốn không cần tiếp tục tới gần đi điều tra đến tột cùng thời điểm, ba đạo cầu vòng một trái phải, theo phương hướng bất đồng kích xạ mà đến, tiêu phàm nhìn chăm chú nhìn lại, đúng vậy giúp đỡ chủ hồng thiên, ngũ độc đường trưởng lão thanh phu nhân cùng mã trưởng lão. Đường đại lang trung ninh sán đang tại bế sinh tử quan, tự không biết lộ diện. Ta nói là ai, nguyên lai like là vũ văn huynh đại giá quang lâm. Rất xa, hồng thiên liền cười lên ha hả, hai tay ôm quyền, cao giọng nói ra. Vũ Văn Huynh, hôm nay như thế nào có rảnh đến ta để làm khách? Còn cùng tiểu bối như vậy vui đùa. Phi, cái kia bóng người cao lớn một ngụm phun ra, đầy ngập lửa giận. Ta với người cái dám vui đùa, mau mau, hãy bớt xàm môn đi, tranh thủ thời gian buông ra cấm chế, con của ta chúng kịch độc, cần lập tức trị liệu. Người ngược lại nhanh lên a hát. Hồng Thiên vừa nghe lời này cũng là quá sợ hãi, cái này mới nhìn rõ bóng người cao lớn bên người mấy cái, tiểu nhân, mang một cụ tối như mực ngọc hòm quan tài, vốn là mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười thoáng cái chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, kêu lên, vũ văn công tử bị thương. Chuyện gì xảy ra, ai lá gan lớn như vậy? Vừa nói vừa cử động giơ tay lên, một đạo pháp quyết đánh vào phía dưới màn sáng bên trong, vốn là ảm đạm vô cùng màn sáng, run đắc hai cái, liền là lên tiếng mặt toái, hóa thành điểm một chút bọt nước, tan biến tại vô hình, lộ ra phía dưới xanh tươi điện. Nhanh, Vũ Văn Huynh, bên trong mời cái kia bóng người cao lớn cũng không nói chuyện thân thể một hồi vặn vẹo đảo mắt liền biến thành thường nhân chiều cao ống tay áo nhất quyền đem cái kia khẩu hắc ngọc hòm quan tài cuốn bắt đầu đứng dậy giống như lưu tinh kinh trải qua thiên loại xuống phía dưới nhanh rơi mà đi hồng thiên thanh phu nhân mã trưởng lão lướt nhau lập tức chăm chú đuổi kịp tiêu phàm cũng gấp nhanh chóng bay vụt tới đi theo phía sau cùng một chỗ vào điện đến trong đại điện tiêu phàm mới xem như nhìn rõ ràng vị này, đại náo tổng đàn Vũ Văn Huynh. Chỉ thấy người này ước chừng năm mươi mấy năm tuổi, một thân áo đen, miệng đầy dâu quai nón chuẩn bị đứng đấy, làn da ngăm đen, một mắt nhìn đi, cùng tam quốc diễn nghĩa ở phía trong mãng trương phi có bảy tám phần rất giống. Bất quá dưới mắt, người này nhưng lại mặt mũi tràn đầy hồn hển thần sắc, có vẻ cực kỳ bất an. Cách đắc tới gần, tiêu phàm rõ ràng cảm ứng được đi ra, vị này Vũ Văn Huynh, thật là một gã nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, luận đến khí thức mạnh, có lẽ so sánh với chấn nhạc thần quân còn hơi có không bằng, nhưng là hàng thật giá thật nguyên anh hậu kỳ, nhân loại tu sĩ so sánh với cùng gia yêu thú, vốn sẽ phải hơn một chút. Cái kia khẩu tối như mực ngọc hòm quan tài, tự bày ở điện ở giữa, muốn nhiều trói mắt thì có nhiều trói mắt. Tiêu phàm từ đó ngửi được một cổ nhàn nhạt chua xót hương vị. Mau mau, hồng đạo Hữu lập tức thỉnh đinh sán đinh đạo Hữu đi ra, con của ta bên trong độc này quá lợi hại, một lát đều trì hoán cực kỳ khủng gây ết yêu ta ép. Vũ Văn Huynh cũng không ngồi, tự đứng ở ngọc hồng quan tài bên cạnh, một chồng thanh âm mà thúc giục. Trong đại điện, ngoại trừ Vũ Văn Huynh, Hồng Thiên, Thanh Phu Nhân, Mã Trưởng Lão bên ngoài, còn có một tên Nguyên Anh Tu Sĩ, 40 tuổi khoảng chừng gì đó, dáng người cao gầy, thân mặc một bộ màu xanh ra trời vải bào, tay áo thượng thêu lên một mảnh xanh tươi ướt át lá cây, đúng vậy hạnh lâm tiêu chí lại không biết hạnh lâm nguyên anh trưởng lão, làm sao sẽ đi theo vũ văn huynh sau lưng đi vào điện. Trong lúc này, tự cũng không phải truy cứu những này việc nhỏ không đáng kể thời điểm. Hồng Thiên vừa nghe vũ văn huynh thoại ngữ, trên mặt hiện lên một vòng vẻ xấu hổ, thấp giọng nói ra, vũ văn huynh, thật có lỗi đắc rất, đinh sư huynh đã muốn bế quan ba năm liếu tương đương. Vũ văn huynh ống tay áo vung lên, không chút khách khí mà cắt đứt Hồng Thiên lời mà nói, kêu lên, ta đây mặc kệ, không chỉ nói là đang bế quan coi như là trời sập xuống rồi hắn cũng phải lập tức ra đến cho ta nhi tử chữa bệnh giải độc rốt cuộc là hắn bế quan quan trọng hơn nếu con của ta tánh mạng quan trọng hơn nhưng hắn là lang trung vũ văn huynh đinh sư huynh bế là sinh tử quan hồng thiên cười khổ nói cái gì vũ văn huynh lại là kêu to một tiếng con mắt tử đều cơ hồ muốn chừng đi ra hồng thiên cười khổ nói vũ văn huynh Ta và ngươi bao nhiêu năm bạn tri kỷ, ta sẽ lừa ngươi sao? Huống chi là thế chất trúng độc trong người, phàm là có một chút biện pháp, Hồng Ngũ cũng sẽ đem hết toàn lực như thế nào ngăn trở Đinh sư huynh cho thế chất xem bệnh. Tại sao có thể như vậy? Vũ Văn huynh ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Kim Châu thành đại thần y, Bính Đạo Hữu Vân Du chưa về, Đinh Sán tại Bế Sinh Tử Quan. Các ngươi là cố ý muốn gài bẫy ta sao? Cái gọi là Bính Đạo Hữu tự nhiên chỉ chính là hạnh lâm đại trưởng lão, hạnh lâm huyền thủ tịch đại lang trung bính lão tiên sinh, thanh danh vẫn còn tại đinh sán phía trên, đều đều dùng am hiểu giải độc nổi tiếng. Khó trách có một vị hạnh lâm nguyên anh trưởng lão cùng theo một lúc tới, liệu vị này vũ văn huynh vốn là đi tìm hạnh lâm huyền bính lão tiên sinh, rất không xảo, bính lão tiên sinh vân du chưa về, liền lập tức đuổi tới tại đây đến liễu tương đương. Tiêu phàm không để ý tới hội vũ văn huynh gào thét, chậm rãi hướng cái kia chiếc cụ hắc ngọc hòm quan tài đi đến, trước giò xét đến tột cùng, nhìn xem Vũ Văn Huynh công tử, bên trong là cái gì độc nói sau. Vừa mới tới gần hắc ngọc hòm quan tài, bên tai liền vang lên Vũ Văn Huynh gào thét, đừng dựa vào vãi lúa thân cận quá, độc tính quá liệt, hội lây bệnh đích. Cùng lúc đó, Vũ Văn Huynh ống tay áo run lên, một cổ bàng nhiên sức lực mãnh liệt tới, muốn đem tiêu phàm đẩy ra. Có thể thấy được vị này Vũ Văn Huynh tuy nhiên hồn hền, nóng vội nhi tử bệnh tình nhưng thủy trung ý nghĩ thanh tịnh hơn nữa tâm địa không xấu không muốn liên lụy người vô tội không sao tại hạ cũng là lang trung để ý tới đắc tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng lạnh nhạt nói ra vẻ này bàng nhiên sức lực gần người lập tức trong cơ thể hạo nhiên chính khi bắt đầu khởi động đem vẻ này sức lực nhẹ nhàng đẩy ra theo bên cạnh mình trượt tới dưới chân không ngừng chút nào đã đi tới hắc ngọc hòm quan tài trước ừm Phú Văn Huynh hai hàng lông mày có chút sơ lên, hiển nhiên không nghĩ tới xuất thủ của mình sẽ bị một gã kim đan hậu kỳ tu sĩ phá giải, đây là hắn muốn đều chưa từng nghĩ tới đích. Nguyên Anh hậu kỳ cùng kim đan hậu kỳ ở giữa tranh lệch, tuyệt đối có thể nói là cách biệt một trời. Chính mình mặc dù chỉ là tiện tay một kích, ngay năm phần kinh lực đều không vận dụng, nhưng đối với mới có thể đủ như thế cử trọng nhược khinh mà phá giải, không lộ ti hào bối rối, đủ thấy tu vi tại phía xa bình thường kim đan tu sĩ phía trên, thẳng truy nguyên anh tu sĩ cảnh giới. Bất quá mắt thấy tiêu phàm đã muốn đứng ở hắc ngọc hòm quan tài trước, Vũ Văn Huynh thì không lại ra tay ngăn trở liếu tương đương. chương 992, vô danh kỳ độc. Hắc ngọc trong quan nằm một gã hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, toàn thân hắc khí, ngay làn da đều trở nên nước sơn đen như mực, chỉ có cổ bộ vị còn bảo trì da thịt bình thường nhan sắc, bất quá trên chán, cũng đã đen, tối khí lượn lờ. Hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt hàm răng, hô hấp cực kỳ yếu ớt. Nhìn qua có thể biết ngay là chúng vô cùng lợi hại độc. Thậm chí cả hắc ngọc trong quan đều tràn ngập tầng một mắt thường có thể thấy được hắc khí, có thể thấy được người này chúng độc quả thật có rất mạnh lây bệnh tính. Không biết cái này hắc ngọc hòm quan tài vậy là cái gì bảo bối, lại có thể đem độc khí gắt gao giam cầm tại ngọc hòm quan tài trong, không để tiết ra ngoài. Thật là lợi hại độc tính. Lúc này, Hồng Thiên, Thanh Phu Nhân, Mã Trưởng Lão đều vây quanh tới, đứng ở hắc ngọc hòm quan tài trước xem, thanh phu nhân bật thốt lên kinh hô. Thanh phu nhân là ngũ độc đường đường chủ, ngày ngày cùng các loại độc trùng độc vật liên hệ, ngay nàng đều bị cái này kịch độc kinh trụ, có thể thấy được người này chúng độc sâu chi liệt. Vũ Văn Huynh lập tức hỏi, thanh phu nhân, người cũng là dụng độc người trong nghề, người có thể phân biệt ra được đến, đây là loại độc chất nào vật sao? Thanh phu nhân chưa trả lời, Hồng Thiên cũng đã kinh ngạc hỏi, như thế nào, Quảng Đạo Hữu các người hạnh lâm huyền chư vị bác sĩ, đại phu cũng không phân biệt ra được loại độc chất này vật độc tính. Những lời này nhưng lại hướng về phía vị kia ống tay áo thượng thêu lên hạnh lâm lá xanh dấu hiệu nguyên anh tu sĩ hỏi đích. Vị kia quảng đạo hiếu cười khổ một tiếng, nói ra, hổ thẹn, loại độc chất này vật chúng ta chưa bao giờ thấy qua. Hừ, nói cái gì Kim Châu thành đệ nhất y quán, đều là chút ít phế vật, ngay cái độc vật đều nhận không ra. Phú Văn Huynh nôn nóng kêu lên, ngôn từ trong lúc đó, chút nào cũng không lưu tình mặt. Cái kia quảng đạo hiếu sắc mặt hơi đổi, lập tức cười khổ một tiếng, nhưng cũng không dám giảm mồm. Cần biết hắn giờ phút này đối mặt, chính là là một gã nổi giận nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, như tử tánh mạng nguy tại sớm tối, cho dù hàm dưỡng lại người tốt, cũng sẽ lửa giận bừng bừng phấn chấn. Lại càng không cần phải nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần vị này Vũ Văn Huynh bên ngoài, chỉ biết hắn cũng không phải một cái tính tình bình thản người giờ phút này đi trêu chọc hắn, tuyệt đối rất không sáng suốt. Thanh phu nhân lại mặt lạnh, mất thăng bằng nói, Vũ Văn Tông Chủ, thiên hạ độc vật thiên thiên vạn vạn, ai cũng khó có thể tất cả đều nhận ra. Lệnh công tử bên trong độc này, lão thân cũng không nhận ra được. Hừ, Vũ Văn Huynh lập tức sắc mặt lập biến, tựa hồ lập tức muốn trở mặt, rốt cục vẫn phải cưỡng ép hát yêu ta ép đem lửa giận đè ép xuống dưới, nặng nề hừ một tiếng. Cuối cùng đây là đang kim châu thành, tại tổng đàn hắn tu vi cao tới đâu cũng phải nhường nhịn ba phần huống chi hắn không phải đến thăm đến nháo sự đích là tới cầu người vì con của hắn cứu mạng đích một lời không hợp liền là vung tay chỉ sợ trước hết nhất vứt bỏ đích tự là con mình tánh mạng hồng thiên vội vàng đi ra hòa giải nói ra động này tính tuy lợi hại nhưng vũ văn huynh truyền thừa bí thuật lại càng rất cao minh một mực bảo vệ chú ý mạch nếu không chỉ sợ kiên trì không được cái này hồi lâu Vũ Văn Huynh hừ lạnh một tiếng, nói ra, hồng bang chủ khen nhầm, cũng đảm đương không nổi, cái này không phải là cái gì bí thuật, chỉ là một kiện dị bảo mà thôi. Nói xong, ống tay áo run lên, một cổ vô hình kinh lực Phật ra, lập tức đem hắc ngọc trong quan người trẻ tuổi hờ khép phạt áo bỏ qua một bên rồi, chỉ thấy lồng ngực của hắn treo một kiện tâm hình treo lủng lẳng, ước chừng ngón cái loại lớn nhỏ, toàn thân đỏ thấm như máu, chính tản ra từng vòng hồng sắc quang hoa, đem mãnh liệt mà đến hắc khí gắt gao ngăn tại dưới ngực không lệnh lan tràn lên phía trên. Bằng không thì y độc này vật độc tính chi liệt, Vũ Văn công tử đã sớm đi đời nhà ma rồi, yên có thể kiên trì đến hiện tại. Thật sự là tốt bảo bối." Hồng Thiên liền tán thán nói. Vũ Văn huynh khẽ nói, bảo bối dù cho cũng cứu không được con ta tánh mạng, nhiều nhất chỉ có thể lại để cho hắn nhiều kiên trì vài ngày. Đây là linh lung thú lưu ly tâm sao?" Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại, nhìn qua cái kia ngón cái loại lớn nhỏ tâm hình treo lủng lẳng, thấp giọng hỏi. Phú Văn Huynh hai hàng lông mày mãnh liệt dương lên, kinh ngạc nhìn sang, nói ra, làm sao người biết đây là linh lung thú lưu ly tâm. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói ra, trong truyền thuyết, linh lung thú ưa thích thôn phệ thiên hạ nhất vật kịch độc, toàn thân huyết nhục đều đều ẩn chứa kịch độc, chỉ có một khỏa lưu ly tâm bách độc bất xâm. Cái này treo lủng lẳng thần kỳ như thế, tại hạ nghĩ đến nên vậy chính là trong truyền thuyết lưu ly tâm liễu tương đương. Bất quá nhìn về phía trên, cái này khỏa lưu ly tâm cũng không hoàn chỉnh. Đây là tự nhiên, đây bất quá là lưu ly tâm một ít tấm mà thôi, nếu thật là nguyên vẹn một khỏa lưu ly tâm, con ta như thế nào lại trúng độc. Nói sau, linh lung thú là trong truyền thuyết trời sinh thánh linh, chỉ tồn tại ở huyền linh thượng giới. Tại chúng ta thoi ma giới, có thể có được như vậy một ít tấm không trọn vẹn lưu ly tâm, đã muốn xem như hiếm thấy cơ duyên liễu tương đương. Nói đến đây, Vũ Văn huynh lại đốn một chút trở nên nôn nóng bắt đầu đứng dậy, gắt gao nhìn thẳng tiêu phàm. Ngươi là ai, cũng là đệ tử sao? Ngữ khí cực kỳ vô lễ. Hồng Thiên vội vàng nói, Vũ Văn Huynh, vị này chính là tiêu phàm tiêu đạo hiếu, là bỉ trước đó không lâu vừa mới gia nhập liên minh khách khanh trưởng lão. Khách khanh trưởng lão, các người bảy đại tông môn khách khanh trưởng lão không đều là nguyên anh tu sĩ sao? Như thế nào lúc này ngay kim đan tu sĩ cũng có thể đem người đám bọn họ khách khanh trưởng lão rồi? lúc nào các người khách khanh trưởng lão trở nên như vậy không đáng giá. Vũ Văn Huynh vừa nghe, liền là bắn liên hồi giống như nói, chút nào cũng không cho tiêu phàm lưu mặt mũi. Bất quá dùng tu vi của hắn mà nói, hắn xác thực đã có như vậy tư cách, ta muốn nói cái gì tự nói cái gì. Người không phục, không phục nghẹn lấy. Hồng Thiên cười cười, nói ra, Vũ Văn Huynh, tiêu trưởng lão tuy nhiên tạm thời có lẽ hay là kim đan tu vi, nhưng Vũ Văn Huynh tuệ nhãn như đuốc, chắc hẳn cũng có thể nhìn ra được, tiêu đạo hữu chân thật tu vi, xa tại đồng bậc tu sĩ phía trên, chỉ kém nửa bước có thể bước vào nguyên anh cảnh giới. Lần này, Vũ Văn Huynh chỉ là hừ một tiếng, nhưng không có lại thêm bác bỏ. Hắn là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, tiêu phàm tu vi sâu cạn, hắn chỉ có so Hồng Thiên nhìn càng thêm gia tăng tinh tường. Hồng Thiên lập tức cho tiêu phàm tiến cử, tiêu trưởng lão, vị này chính là hoác đô tông Vũ Văn Tông Chủ, chúng ta Hoắc Sơn Quốc đại danh đỉnh đỉnh nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, Hoắc Sơn Quốc chư vị tu chân đồng đạo núi dựa lớn. Tiêu Phàm lắp bắp kinh hãi. Nguyên lai like người này chính là Hoắc Đô Tông tông chủ Vũ Văn Chu. Tại cả Hoắc Sơn Quốc, Hoắc Đô Tông cùng Vũ Văn Chu đều có thể nói đại danh đỉnh đỉnh. Hoắc Đô Tông là Hoắc Sơn Quốc lớn nhất tông môn, sơn môn chỗ trên mặt đất, cách Kim Châu thành chỉ có hai mươi mấy ngàn dặm, được coi là là phi thường chi tới gần. Mà Vũ Văn Chu thì là Hoắc Sơn Quốc duy nhất một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng là Hoắc Sơn Quốc tu chân đồng đạo công nhận đại minh chủ. Tiêu Phàm đến Kim Châu thành không đến một năm thời gian, cũng thường xuyên nghe người ta nâng lên vị này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ hiển hách uy danh, nguyên lai tưởng rằng thân phận như vậy địa vị người, nhất định tư văn hữu lễ, khí độ ung dung, không nghĩ tới vừa thấy phía dưới, lại là như thế này một vị mãnh liệt trương phi giống như nhân vật. Bất quá Tiêu Phàm cũng không dám chậm trễ, bề bộn tức hai tay ôm quyền vái chào khiêm tốn nói tại hạ tiêu phàm bái kiến vũ văn tông chủ vũ văn chu dơ lên cổ hư một tiếng xem như trả lời thuyết phục tiêu trưởng lão vũ văn chu chính là như vậy thối tính tình làm người vẫn còn không xấu rất giảng nghĩa khí người không cần phải để vào trong lòng liền vào lúc này tiêu phàm vang lên bên tai hồng thiên truyền âm thanh âm tiêu phàm không khỏi cười khổ một tiếng cho dù hắn muốn để vào trong lòng chẳng lẽ người ta Vũ Văn Chu sẽ quan tâm sao? Tu chân thế giới, vốn là người mạnh là vua. Mã trưởng lão ở một bên hỏi, Vũ Văn Tông Chủ, thiếu Tông Chủ rốt cuộc là như thế nào chúng độc? Hồng Thiên tựa hồ cùng Vũ Văn Chu giao tình không cạn, thanh phu nhân cùng mã trưởng lão tại xương hô thượng nhưng vẫn là chung quy chung củ đích. Nhắc tới cũng không kỳ quái, không chỉ nói Vũ Văn Chu là nguyên anh hậu kỳ đại thu sĩ, tung tính toán dưới mắt nằm ở hắc ngọc trong quan, hấp hối người trẻ tuổi, theo trên người linh lực chấn động để phán đoán, cũng có Nguyên Anh Sơ Kỳ Tu Vi. Bình thường Nguyên Anh Sơ Kỳ Tu Sĩ tại Vũ Văn Chu trước mặt, còn thật không dám tùy tùy tiện tiện dùng ngang hàng tự cho mình là. Vũ Văn Chu lại nặng nặng, hư, một tiếng, sắc mặt âm trầm. Một gã đi theo mà đến môn hạ đệ tử, liền là kính cẩn mà đáp, hồi bẩm tiền bối, chúng ta thiếu tông chủ là đi trước thần Long Nguyên phụ cận săn bắt yêu thú lúc chúng độc, đồng hành người đều đều chết, chỉ có thiếu tông chủ quay trở về trong cửa, rốt cuộc như thế nào chúng độc, chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Xem chừng thiếu tông chủ cũng là cường chống trở lại tông môn đích, chỉ sợ sớm đã nói không ra lời. Tất cả mọi người lông mày đều nhăn bắt đầu đứng dậy. Cái gọi là thần Long Uyên, tiêu phàm cũng là biết đến, trong khoảng thời gian này hắn tìm đọc không thiểu điển tịch, biết rõ thần Long Uyên là Kim Châu Thành Đông Bắc trăm vạn dặm bên ngoài một chỗ hiểm địa. Mặc dù nói Nam Châu Đại Lục góc Tây Nam man hoang thế giới là lớn nhất hoang dã chi địa, các loại chim quý hiếm yêu thú qua lại ở giữa, lại cũng không nói là Nam Châu đại lục địa phương khác sẽ không có cùng loại hoang dã chi cảnh. Thần Long Uyên cực kỳ quanh thân mấy vạn dặm đầm lầy núi rừng, chính là một chỗ cùng loại hoang dã chi địa, trong đó cuộc sống các loại chim quý hiếm yêu thú tuy xa không bằng Man Hoang thế giới nhiều như vậy, thực sự không tính quá ít, thường xuyên có tu sĩ xâm nhập trong đó đi săn bắt yêu thú cùng các loại linh trùng. Nghe nói Thần Long Uyên nối thẳng Nam Dương biển cả, trong đó sinh hoạt rất nhiều thời kỳ thượng cổ còn sót lại đại thần thông giao long không ít tinh thông thủy độn thuật tu sĩ ý đồ xâm nhập thần long nguyên tìm tòi đến tột cùng đa số đều là có đi không về nhưng thần long nguyên phụ cận đầm lầy núi rừng nổi danh nhất cũng không phải trong truyền thuyết giao long cũng không phải mặt khác lợi hại yêu thú mà là các loại độc trùng chỗ đó địa thế thấp bé đầm lầy rậm rạp quanh năm âm u ẩm ướt đúng vậy sinh sôi các loại độc trùng thượng giai hoàn cảnh Ngũ độc đường thậm chí ngay tại thần Long Uyên phụ cận thành trấn ở phía trong thiết lập phân đà, tại đó trường kỳ thu mua các loại quý hiếm độc trùng. Trừ lần đó ra, ngũ độc đường còn có thể phái trong nội đường đệ tử, xâm nhập đầm lầy, bắt độc trùng. Thường xuyên sẽ có không tưởng được thu hoạch. Tại thần Long Uyên chúng độc, mã trưởng lão loát tròm dâu, thấp giọng nói ra. Ở đây mọi người đại khái trong lòng hiểu rõ, phòng trừng vị này vũ văn thiếu tông chủ, là bị nào đó không biết tên độc trùng cắn bị thương. Thần Long Uyên trung quanh trong ao đầm, các loại quý hiếm độc trùng tầng tầng lớp lớp tung xem như thanh phu nhân như vậy chăn nuôi độc trùng đại hành ra cũng không thấy đắc có thể nhận thức toàn bộ tất cả độc trùng như thế nào. Tất cả mọi người nhận thức không xuất ra loại độc chất này và tới sao? Không lão đệ, ta xem người có lẽ hay là vội vàng đem đinh sán kêu đi ra, a trì hoãn không dậy nổi liếu tương đương. mắt thấy mọi người hai mặt nhìn nhau, chưa kết luận được, Vũ Văn Chu lập tức nôn nóng vô cùng hướng về phía Hồng Thiên kêu lên. Hồng Thiên không khỏi lộ ra cực kỳ khó xử thần sắc. ninh Sán đang tại bế sinh tử quan, thật sự quấy dày không được, nhưng nhìn Vũ Văn Chu Nhi từ cái này tình hình, xác thực cũng là trì hoãn không dậy nổi liếu tương đương. Quả nhiên là hai đầu khó xử. chương 993, thập tuyệt độc xà bị độc chết. Lão thân thử xem, đang tại khó xử chi tế, thanh phu nhân mở miệng, thanh âm như trước rất nặng, nghe vào mọi người trong tai lại giống như âm thanh thiên nhiên giống nhau. Hảo hảo, thanh phu nhân chỉ dùng để độc đại hành ra, thỉnh, thỉnh. Vũ Văn Chu liên tục không ngừng nói, âm trầm vô cùng trên mặt lập tức tách ra dáng tươi cười. Thanh phu nhân lạnh lùng nói ra, ta cũng vậy không có nắm chắc, chỉ có thể trước thử xem xem. Đương nhiên đương nhiên, cái này đương lúc, Vũ Văn xung quanh thái độ đến cái 180 độ đại chuyển biến, một chồng thanh âm đáp. Chỉ cần có người chịu ra tay, dù thế nào cũng là hy vọng. Nếu thật là ngay thử đều không ai dám thử, vậy thì triệt để không có đùa giỡn liễu tương đương. Thanh phu nhân thủ đoạn một phen, một cái đen xì đồng hình dáng vật di động hiện ra, dài ước chừng 6-7 thốn, bất quá to bằng ngón tay. Nhìn kỹ lại, cái này đồng hình dáng vật chính là một tiết ống trúc, bất quá màu đen ống trúc tương đối hiếm thấy. Cái này ống trúc vừa vừa phù hiện, lập tức tụ lại để cho người xung quanh sinh ra nào đó cực kỳ cảm giác quỷ dị trong nội tâm chít bông đích, tựa hồ cái này trúc trong ống cất giấu mấy cái gì đó, cực kỳ nguy hiểm. Hồng Thiên cùng mã trưởng lão lại càng sắc mặt biến hóa. Sư muội Hồng Thiên nhịn không được nhắc nhở một câu. Rất hiển nhiên, hắn biết rõ cái này ống trúc bên trong chứa lấy là vật gì. Thanh phu nhân mặt âm trầm, đối với Hồng Thiên nhắc nhở hờ hứng, trầm giọng nói ra, đoàn người đều lui ra phía sau chút ít, đây là lão thân chăn nuôi nhiều năm ô rắn cạp nong. Lời vừa nói ra, những kia tu vi khá thấp các đệ tử lập tức liền lên tiếng kinh hô, ảo ảo lui về sau mở. Ngay hồng thiên mã trưởng lão bọn người, cũng đều mặt sắc mặt ngưng trọng như lâm đại địch giống nhau. Vũ Văn Chu chấn động, nói ra ô rắn cạp nong. Chính là được xưng thập tuyệt độc một trong ô rắn cạp nong. Kỳ thật cái gọi là tu chân giới, thất tuyệt độc, thập tuyệt độc các loại. Bài danh, các nơi cũng không tận giống nhau. Mảnh bàn về đến, các nơi thất tuyệt độc, thập tuyệt độc, gia tăng cùng một chỗ, nên vậy có mấy chục chủng trồng. Nhưng bất kể là loại nào bài danh, có thể đứng vào thập tuyệt độc, bên trong đích, nhất định đều là độc nhất độc vật, cơ hồ đều đều là trong người chết ngay lập tức, không có thuốc nào chữa được cái chủng loại kia. Ngay Vũ Văn Chu như vậy Nguyên Anh Hậu kỳ đại tu sĩ cũng như lần này khẩn trương, cái này ô rắn cạp nong chi độc, có thể nghĩ. Đúng vậy, cái này ô rắn cạp nong có thể đứng vào thập tuyệt độc bên trong, cũng là bởi vì hắn ưa thích thôn về các loại độc vật, càng là kỳ độc vô cùng mấy cái gì đó, tiểu gia hỏa này càng là ưa thích. Thanh phu nhân hơi một điểm ngạo nghễ nói, hơn nữa theo ngữ khí của nàng bên trong cũng có thể nghe được đi ra, nàng đối với chính mình dưỡng cái này đầu ô rắn cạp nong, thật sự cực kỳ yêu thích. Phú Văn Chu lập tức đại hỉ, lập tức nói ra, hảo hảo, thanh phu nhân, thỉnh động thủ đi. Cái này ô rắn cạp nong thích ăn các loại kỳ độc ngược lại cùng linh lung thú có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu có lẽ có thể dùng loại phương pháp này vì vũ văn công tử giải độc cũng chưa biết chừng bất quá tiểu gia hỏa này tính tình không được tốt đoàn người đều nhiều hơn gia tăng vài phần chú ý a à. thanh phu nhân lại cố ý dặn dò một câu coi hắn đường đường nguyên anh tu sĩ năng lực cái này ô rắn cạp nong lại là mình chăn nuôi linh trùng còn cẩn thận như vậy tiểu gia hỏa này tính tình há dừng lại là không được tốt mà thôi chỉ sợ tùy thời cũng có thể bạo khởi đả thương người, ngay thành phu nhân đều không nhất định có thể khống chế được nổi. Đã muốn thối lui đến hơn 10 bước bên ngoài cái kia chút ít để tử cấp thấp, lại lại lui ra vài bước, cực cá biệt người nhát gan, thậm chí bắt đầu ức chế không nổi nhẹ nhàng phát run. Tiêu Phàm hướng phải di động một bước, ngăn ở cơ lụa mỏng chính phía trước. Nhìn qua Tiêu Phàm cao ngất bóng lưng, cơ lụa mỏng khóe miệng hiện lên một tia ấm áp mỉm cười, trong nội tâm tất cả đều là an tâm bình yên thanh phu nhân lúc này mới cẩn thận mở ra màu đen ống trúc nút lọ. Không hề có động tĩnh gì. Ống trúc ở phía trong ngay một điểm động tính đều không có, tựa hồ bên trong rỗng tuếch. Thanh phu nhân sắc mặt càng thêm ngưng trọng, chậm rãi đem ống trúc để sát vào hắc ngọc hòm quan tài, ngay tại ống trúc tiếp xúc hắc ngọc hòm quan tài lập tức, veo, mà một tiếng, giống như mũi tên nhọn phá không loại thê lương chấn vang lên, ống trúc khẩu bóng đen lé lên, một đạo dài vài tấc bóng dáng bắn ra, trực tiếp xuất vào ngọc trong quan. Tiêu Phàm đáy mắt lục mang lóng lánh, Thiên Nhãn thần thông vận dụng đến mức tận cùng, lập tức tự thấy nhất thanh nhị sở, chỉ thấy hắc ngọc trong quan nhiều ra đến một đầu dài nhỏ con rắn nhỏ. Cái này đầu con rắn nhỏ nhìn về phía trên thập phần tầm thường, dài không qua 4 năm thốn, còn không kịp ngón út phẩm chất, trên người nguyên một đám đen nhánh vòng tròn, từ đầu đến cuối, nhìn không ra có bất kỳ hung hiểm chỗ. Nhưng này cổ tà khí lại đập vào mặt Nghe tiêu phàm tâm trung đô lược hơi có chút bồn chồn. Thanh phu nhân khẩn trương mà chăm chú nhìn ô rắn cạp nong, không rên một tiếng. Chỉ thấy con rắn nhỏ tại vũ văn công tử trên người bốn phía chạy, tốc độ cực nhanh, mỗi lần vừa tiếp cận bộ ngực hắn cái kia khỏa màu đỏ như máu lưu ly li tâm, liền là xa xa tránh đi đi, tựa hồ đối với lưu ly li tâm phi thường mẫn cảm. Mắt thấy ô rắn cạp nong chỉ là chạy, lại thủy chung không dưới khẩu, thanh phu nhân trên mặt hiện lên vẻ lo âu vẻ, trong miệng bỗng nhiên phát ra một hồi, hư hư thanh âm, tựa hồ tại thúc giục ô rắn cạp nong. Ô rắn cạp nong mãnh liệt ngừng lại, nâng lên nho nhỏ đầu, mắt nhỏ nhìn qua định rồi thanh phu nhân. Thanh phu nhân đang muốn há miệng lại thúc giục, rồi lại bóng đen lóe lên, ô rắn cạp nong theo hắc ngọc trong quan bắn ra, thanh phu nhân chưa phục hồi tinh thần lại, ô rắn cạp nong liền chui vào trúc trong ống, lại không xuất hiện. Vũ Văn Chu nhịn không được, hỏi thanh phu nhân, cái này là ý gì? thanh phu nhân, hừ, một tiếng, lại lại không ngớt lời thúc giục, chúc trong ống cũng không động tính, ô rắn cạp nong đối với nàng triệu hoán hào không thèm nhìn. Ô rắn cạp nong không phải được xưng không độc không thôn vệ sao? Hẳn là cũng sợ cái này kịch độc, không dám hạ khẩu. Vũ văn xung quanh sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Thanh phu nhân sụ mặt, không rên một tiếng, trở tay lấy ra một cái bình ngọc, nhổ nút lọ, từ đó đổ ra một quả đậu xanh đại màu đỏ như máu đan dược, mùi tanh sông vào mũi, đặt trong tay, nhẹ nhàng ngả vào ống trúc trước kia. Vèo, ô rắn cạp nong tiểu não mà lại một lần nữa theo ống trúc ở phía trong thò ra, mọi nơi xem xét, mãnh liệt há miệng, đem cái kia khỏa màu đỏ như máu đan dược một ngụm nuốt xuống. Khơi khoảnh, ô rắn cạp nong vốn là hắc bạch giao nhau ra rắn nổi lên khởi một tia đẹp đẽ huyết sắc. Mắt nhỏ ở phía trong cũng ẩn ẩn nổi lên hồng tia tí ti, toàn thân khí tức thoáng cái trở nên cuồng bạo bắt đầu đứng dậy, ngẩng đầu lên, hồ hồ, mà tiếng SSI. Y ngắn, y ngắn, âm thanh vài tiếng, thân thể một cung, giống như mũi tên, mãnh liệt bắn vào hắc ngọc trong quan, hướng về Vũ Văn Công Tử lỏa lồ bên ngoài tay phải miệng hổ, một ngụm cắn xuống. Vũ Văn Công Tử tay phải bàn tay làn ra, sớm được kịch độc ăn mòn, biến thành nước sơn đen như mực nhan sắc. Ô rắn cạp nong một ngụm cắn hắn miệng hổ, lập tức đại khẩu mút vào bắt đầu đứng dậy, trong chốc lát, miệng hổ bốn phía màu đen liền dần dần rút đi, lộ ra làn da vốn màu da. Vũ Văn Chu lập tức đại hỉ, kêu lên tốt, có hiệu quả liễu tương đương. Cái này ô rắn cạp nong không hổ là trời sinh tính nghỉ vệ các loại kỳ độc linh trùng, lần này quả thật đúng bệnh. Hồng Thiên Mã trưởng lão bọn người trên mặt, cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Có thể làm cho này vị Hoắc Sơn quốc tu chân giới đại minh chủ chữa cho tốt con của hắn, đương nhiên là một cái công lớn tối thiểu nhất không cần nữa quấy giày bế sinh tử quan đinh sán liễu tương đương bằng không thì thật đúng là tiến thối khó xử nhưng mà sự thật chứng minh hiện tại cao hứng còn gắn liền với thời gian quá sớm đang lúc đoàn người đều mặt lộ vẻ vui mừng thời điểm cái kia ô rắn cạp nong bỗng nhiên bắn lên giống như lò xo so giống nhau nhảy ra hát ngọc hòm quan tài bên ngoài không đợi người bên ngoài minh bạch là chuyện gì xảy ra ô rắn cạp nong cũng đã một lần nữa ngã xuống xuống dưới ba tương đương, mà một tiếng, nên ở vũ văn công tử cứng ngắc trên thân thể, liều mạng bóp méo vài cái, liền là cương tại đó, không nhúc nhích. Vốn là hơi có vẻ huyết sắc hắc bạch giao nhau ra rắn, trong khoảnh khắc trở nên nước sơn đen như mực, cùng với vũ văn công tử lỏa lồ bên ngoài làn da đồng dạng nhan sắc. Vũ văn công tử vừa vừa lộ ra một điểm màu ra tay phải miệng hổ nơi, rất nhanh lại bị hắc khí một lần nữa chiếm cứ, trở nên tối như mực đích, cùng mới vừa rồi không có khác nhau chút nào. Tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, hai mặt nhìn nhau. Thanh phu nhân lại càng sắc mặt đại biến, thân thể nhoáng một cái, phốc mà một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi đến, thần thái lập tức huệ oải không ít. Sư phụ, đứng ở Tiêu Phàm bên người cơ lụa mỏng kinh hô một tiếng, bước nhanh đoạt ra, đỡ Thanh phu nhân. Sư phụ, làm sao ngươi giảng? Thanh phu nhân đôi môi đóng chặt, nhẹ khẽ lắc đầu, không dên một tiếng. Cái này ô rắn cạp nong chết rồi, bị, độc chết. Khơi khoảnh, Vũ Văn Chu Tài rất không xác định nói. Kỳ thật thân là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, ô rắn cạp nong bị mất mạng thời điểm, hắn trước tiên có thể cảm ứng được đến, là chính bản thân hắn rất không muốn tiếp nhận kết quả như vậy. Thật vất vả mới nhìn đến như vậy một đường sinh cơ, cho rằng nhi tử rốt cuộc được cứu rồi, còn không kịp mừng rỡ, tình thế lập tức chuyển tiếp đột ngột, qua trong giây lát, ngay được xưng thập tuyệt độc một trong ô rắn cạp nong cũng bị sống sờ sờ độc chết. Hồng Thiên cười khổ gật gật đầu, nói ra, ô rắn cạp nong là thanh sư muội chăn nuôi nhiều năm linh trùng, cùng nàng tâm thần tương thông. Ô rắn cạp nong bị độc chết, thanh phu nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức tâm thần bị thương. Hồng lão đệ, tính toán ta vũ văn chu văn ngươi, lập tức đem ninh trưởng lão mời đi ra, chỉ có hắn có thể cứu được con của ta tánh mạng. Chỉ cần có thể cứu ta nhi một mạng, vô luận ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói đi ra, chỉ cần ta có thể làm được tuyệt không hai lời cho dù ta làm không được cũng liều mạng cho ngươi đi làm như thế nào vũ văn chu cắn răng gắt gao nhìn thẳng hồng thiên từng chữ từng chữ theo trong cuộc tóe đi ra cái này dù là hồng thiên thân là nguyên anh trung kỳ tu sĩ đứng đầu một bang ngày bình thường cũng là sát phạt quyết đoán một lời mà quyết đại nhân vật giờ phút này thực sự nhịn không được mồ hôi lạnh đầm đìa không có chủ ý vũ văn huynh người cũng nên biết lúc này đi quấy giày đinh sư huynh chẳng những có thể có thể cứu không được lệnh lang chỉ sợ ngay đinh sư huynh mình cũng hội lâm vào thật lớn trong nguy hiểm chẳng lẽ người muốn xem ta nhi tử tử sao người muốn ta vũ văn chu đoạn tử tuyệt tôn trở thành tuyệt hậu loại người vũ văn chu không thể kìm được gầm hét lên vô cùng phẫn nộ hồng thiên mồ hôi lạnh trên trán càng trôi càng nhiều vũ văn tông chủ an tâm một chút chớ vội tại hạ nguyện ý thử một lần liền vào lúc này một cái bình tĩnh thanh âm nhàn nhạt vang lên, mọi người theo tiếng nhìn lại, đúng vậy một mực đều không như thế nào lên tiếng tiêu phàm. Ngươi, Vũ Văn Chu trên mặt lập tức lộ ra hoàn toàn không tin thần sắc. Tại đây một đống nguyên anh kỳ cao thủ đều thúc thủ vô sách, ngay độc nhất ô rắn cạp nong cũng bị độc chết, chính là một gã kim đan tu sĩ, có thể có biện pháp nào. Tiêu phàm cũng không để ý tới không hỏi Vũ Văn xung quanh thái độ, trực tiếp tiến lên, thủ đoạn một phen, lấy ra một quả diệp phi đao, chiếu vũ văn công tử đen nhánh tay phải thẳng đâm đi vào. Mắt thấy tiêu phàm một bộ tính trước kỹ càng chấn định bộ dáng, vũ văn chu đem đã đến bên miệng thoại ngữ ngạnh xanh xanh mà nuốt trở vào, nuốt từng ngụm nước bọt, trong mắt rồi lại sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng chờ mong vẻ. Ngâm nước loại người, cho dù là một cây dơm giả, cũng sẽ một mực bắt được. chương 994 Cao Á Hào cuối cùng minh bạch quý nhiêu vì cái gì không có nữa đế cát, cảm tình là bị quý gia chuyện hư hỏng nhi cho ngăn trở rồi, nhắc tới cũng rất xảo đích, nếu như không phải ôm xem náo nhiệt tâm tính đến đây, còn không biết lúc nào mới có thể gặp lại nhi. Hôm nay đáp án cởi bỏ, Cao Á Hào càng thêm xác định quý nhiêu là hiểu được ngàn thuật đích, nói không chừng có lẽ hay là ngàn trung cao thủ. Đổ vương nhi tử, nên vậy không kém đi nơi nào a à. Nghĩ được như vậy, Cao Á Hào lại phạm nổi lên nói thầm. Quý vạn hoàng có tư, sống chết chuyện này, từ trước đúng vậy một đinh điểm tin tức đều không nghe thấy qua là hắn giữ bí mật quá tốt có lẽ hay là quý gia mỗi người cũng biết chỉ là không hề không đề cập tới mà thôi cao á hào từ trước đến nay thuộc ngồi vào trước bàn ăn thời điểm vụ gta quan sát quý người nhà biến hóa nhìn ra được ngoại trừ quý vạn hoàng cùng lịch mỹ vân bên ngoài quý gia vài huynh muội đối với quý nhiêu cùng quý nhưng tồn tại là hoàn toàn không biết gì cả đích bằng không thì cũng sẽ không như vậy tức giận đã quý vạn hoàng có thể làm được cẩn thận Vậy hắn lại là như thế nào dạy Quý Nghiêu ngàn thuật đây này, chẳng lẽ lại là cách không truyền thụ. Cái này cũng thái huyền hồ đi à nha. Tại Quý Nghiêu cúi đầu ăn cơm trong đoạn thời gian đó, Cao Á Hào ánh mắt luôn vây quanh hắn, muốn thỏ ra đến tột cùng. Á Hào a hát, Quý Vạn Hoàng đột nhiên mở miệng, "Ba ba của ngươi gần đây thân thể như vậy được chưa?" Cao Á Hào thu hồi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Quý Vạn Hoàng, "Ba ba của ta thân thể rất tốt." thường xuyên còn muốn lấy xin ngài đi qua luận bàn hai tay nhì. Quý vạn to lớn cười, ba của ngươi hắn a hát, chính là không chịu chịu thua. Cũng không phải là ư, cha ta điểm này ngàn thuật sao có thể quý bá phụ so a hát. Cao Á Hảo nói đúng vậy đại lời nói thật, bọn hắn cao gia tuy là đời thứ hai đổ vương hậu nhân, nhưng rơi vào tay bọn hắn cái này bối, có thể học thấu học thông đã không có mấy cái rồi, càng đừng dẫn ra cùng đổ vương phân cao thấp liếu tương đương. Ai, lời nói cũng không thể nói như vậy, ba của ngươi bài chín đùa là thật nghiêu, ta mặc cảm. Quý vạn hoàng xoa xoa đôi bàn tay, vừa nhắc tới chuyện này tiểu ngứ nghề khó nhịn rồi, ngày khác chọn cái thời gian, ta phải cùng ba ba của ngươi buổi tối hai tay. Cao Á Hào gật đầu cười nói, nghe bá phụ vừa nói như vậy, ta đều có chút kiềm chế không được. Cao Á Hào thuận tay vỗ Ninh Tuân một bả, cười nói, trong chốc lát ăn cơm xong, ca mấy cái cả bàn chơi mạt trượt thế nào. Thành A Hát ta liền cho sợ dỗi rãnh không có chuyện làm. Ninh Tuân cực kỳ hưng phấn, đại tiểu thư, chúng ta cùng ở đây chơi, các ngươi không biết không đồng ý a. À. Quý viện liếc mắt, các người muốn chơi tự chơi, không có người hội đuổi các ngươi đích. Cao Á Hào cùng quý gia huynh muội không tính là đặc biệt thục, cũng không bằng Ninh Tuân ra mặt dày như vậy, tự nhiên vẫn phải là hỏi qua quý gia chủ nhân, bá phụ, chúng ta cùng ở đây chơi, ngài sẽ không để tâm chứ. Quý vạn hoàng dáng tươi cười tường hòa, người trẻ tuổi chơi tâm trọng, ta đây đem bà mấy tuổi rồi, ở đâu còn có thể chú ý a à hát. Ninh Tuân vỗ tay bảo hay, cái kia cứ định như vậy, đoàn người tranh thủ thời gian ăn cơm. Ai, đừng đem ta tính toán ở bên trong, lão nhị quý sách để đũa xuống, dắt lấy lão tam quý kính đứng lên, hai người chúng ta còn có công tác muốn bể bột, chính các người gom góp nhân thủ A, đi. Không có hai người này ủng hộ, chơi mà trượt ván cục vẫn thật là không đứng dậy liễu tương đương. Ninh Tuân vẻ mặt khuôn mặt u sầu nói ra, nghĩ như thế nào chơi cái chơi mà trược đều như vậy khó khăn con a, à, thật sự không được lại để cho nhị tiểu thư thuận lợi a. À. Cao Á hào phụt nở nụ cười, người làm cho nàng chơi không phải là cho chúng ta đưa tiền đấy sao? Quá không hiền hậu a à hát. Nói xong lời này, Cao Á Hảo đem ánh mắt quăng đến cúi đầu ăn cơm quý nhiêu trên người, quý ta cơm nước xong xuôi nếu như không có chuyện, không bằng tự cùng nhau chơi đùa chơi a. À. Cao Á Hào cái này thanh âm quý ta gọi đặc biệt không có trượt nhi, đặc biệt không đứng đắn, có chút tượng đùa giỡn. Quý Nhiêu đối với xưng hô như vậy thật là hoài niệm, nhớ ngày đó sông lay động, giang hồ thời điểm, ngoại trừ tiểu linh thông bên ngoài, nhiều nhất đúng là bị người gọi là quý ta. Quý Nhiêu điều kiện phản, bắn, tựa như ngẩng đầu, thói quen, tính, hai tay ôm quyền đặt tại, ngực trước, còn không đợi nói chuyện, hắn đột nhiên ý thức được điểm này, vội vàng thả tay xuống. Ho nhẹ nói, không có ý tứ, ta còn là sự tình muốn làm. Cao Á Hảo chứng kiến vừa rồi quý nghiêu cử động, suýt nữa cười ra tiếng, cứng rắn ngạch nghẹn sau này trở về, ra vẻ tiếc nuối nói, như vậy A Hát, cái kia thật đúng là không trùng hợp. Quý Nhiêu lần nữa đối với Cao Á Hảo một giọng nói thật có lỗi, đón lấy đẩy ra cái ghế đứng lên, do dự trong chốc lát mới đúng quý vạn hoàng nói, cha, ta có việc nhi muốn cùng ngươi nói, có thể mượn một bước nói chuyện sao. Quý vạn hoàng nghe thế thanh âm cha khỏi phải dẫn ra nhiều cao hứng, lập tức cười mở, hoa, liên tiếp kêu ba tiếng tốt, quý nhiêu a hát, cùng ba ba đi thư phòng nói đi. Quý vạn hoàng cầm điếu thuốc đấu đứng lên, một bước hai lần đầu mà dẫn dắt lấy quý nhiêu đi thư phòng của hắn. Quý nhiêu bữa cơm này ăn tương đương biệt khuất, không tư vô vị, trầm trọng hào khí lại để cho hắn rất không thích ứng, hơn nữa đối với mặt người luôn quăng đến tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, giống như nhìn thấy gì hy hi hữu giống tự đắc, thật sự khó chịu nhanh mặt khác quý nghiêu hoàn toàn chính xác có rất nhiều lời cùng với quý vạn hoàng nói đến thư phòng quý vạn hoàng ngồi xuống trên ghế salon vẻ mặt tươi cười nói nhanh ngồi xuống lại để cho ba ba xem thật kỹ nhìn ngươi quý vạn hoàng tùy ý ánh mắt đánh giá quý nghiêu đã nhiều năm như vậy ba ba không giây phút nào không hề muốn nhớ ngươi người biết ba ba là cỡ nào ngóng trông cùng ngươi gặp lại sao quý nghiêu rất bình tĩnh thản nhiên nói ngươi đã nghĩ như vậy ta vì cái gì tại mẹ của ta điện thoại cho ngươi thời điểm, ngươi không tự mình đến nhà cấp 4 tới đón chúng ta đây? Cái này, Quý Vạn Hoàng nghẹn lời. Là vì mặt mũi, Quý Nhiêu cười yếu ớt nói, có phải là cảm thấy lão tử đi đón nhi tử, là kiện tương đương chuyện mất mặt tình? Quý Vạn Hoàng không có dáng tươi cười, hối hận, tiếc nói, Quý Nhiêu ngươi nghe ba ba nói, rất nhiều chuyện không giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nếu quả thật có thể, ba ba đương nhiên nguyện ý đi đón các ngươi. Quý Nghiêu chất vấn bất quá là thuận miệng nói ra được, đối với bản thân của hắn mà nói, là dâu riêng đích. Quý Nghiêu chuyển hướng chủ đề, mỉm cười nói, ta muốn biết, mẹ của ta là Tiểu Tam sao? Quý Vạn Hoàng chắc chắn trừng to mắt, kinh ngạc nói, làm sao ngươi sẽ nói như vậy, làm sao ngươi có thể nói như vậy ngươi mụ mụ, nàng không phải Tiểu Tam, nàng không phải. Quý Vạn Hoàng một số gần như gào rú, làm như khí đến toàn thân run rẩy. Quý Nghiêu, ba ba ở chỗ này nói cho ngươi biết nói như vậy về sau không cho phép nói sau, người mụ mụ nàng không phải. Quý Nhiêu nghiêng đầu, sóng, Lan không sợ hãi nói, nếu như mẹ của ta không phải, thì phải là lịch Mỹ Vân rồi. A à hát, để cho ta đoán một cái sự tình có phải như vậy hay không đích. Quý Nhiêu đoan chính tư thế, hắn giọng một cái nói, người cùng ta mẹ trước nhận thức đích, khi đó người còn là một tiểu tử nghèo, các người ân ái vô cùng, thẳng đến có một ngày ngươi gặp hào, môn, thiên kim lịch Mỹ Vân, ngươi nhìn chúng thân thể của nàng ra bối cảnh, quyết định vứt bỏ mẹ của ta cưới Lịch Mỹ Vân, về sau vài chục năm ở phía trong, ngươi vùi đầu khổ hợp lại, cái này mới có thành tựu của ngày hôm nay, là thế này phải không? Quý Nhiêu mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy hèn mọn. Quý Vạn Hoàng miết ánh mắt, không dám nhìn Quý Nhiêu, hắn không phản bác được. Ngươi đã không nói lời nào, ta đây coi như ngươi chấp nhận. Quý Nhiêu suy đoán là Lăng không tưởng tượng ra được đích về phần đoán chúng bao nhiêu chỉ có quý vạn hoàng tự mình biết, quý nghiêu không biết bảo căn vấn để tiếp tục nữa, cho dù biết rồi chân tướng thì như thế nào, hắn không có năng lực kia sửa chuyện đã qua. Quá khứ của các người ta hỏi xong, như vậy là thời điểm nói nói ta cùng ta tỷ vấn đề. Quý nhiêu đi đến quý vạn hoàng cái ghế đối diện ngồi xuống, nói khẽ ta đáp ứng trở lại quý gia, nói thiệt tình lời nói là vì mẹ của ta, nàng hy vọng ta trở về, mà tỷ của ta trở lại quý gia mục đích, tin tưởng các ngươi trước kia đã muốn nói qua liễu tương đương. Quý vạn hoàng thở dài một tiếng, các ngươi đều là con của ta, trở lại quý gia đối với tương lai của các ngươi đều mới có lợi, hơn nữa, ba ba cũng rất hy vọng có thể chiếu cố các ngươi. Dừng lại, quý nhiều cười cười, cha, ta không ngại cùng ngươi nói thật, ta trở lại quý gia, không phải ham quý gia tiền tài, mà là vì mẹ của ta, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Ba ba minh bạch, chỉ có điều, quý vạn hoàng trầm mặc một lát, còn nói, ba ba chiến đấu nhiều năm như vậy, tự là hy vọng có thể cho ngươi một quả tốt cuộc sống, chờ ngươi tốt nghiệp đại học rồi, ba ba tự an bài ngươi tiến trọng kinh công tác, tương lai cái này đồng sự vị trí, ba ba nhất định sẽ đưa cho ngươi. Quý Nhiêu bình tĩnh nội tâm rốt cục có khác thường cảm xúc, đó là bởi vì người nhục nhã mà đến phẫn nộ, hắn đường đường ngàn, môn, chính tướng, tại sao muốn của an xin, cái đó và tên ăn mày lại có hạng phân biệt. Quý Nhiêu thu lại vui vẻ, nghiêm túc nói, ta không có ý định tiến trọng kinh. Hôm nay không biết, ngày mai không biết, tương lai cũng sẽ không. Ngươi nói cái gì? Quý vạn hoàng kinh gặp. Quý nhiêu từ trên ghế đứng lên, cha, ta muốn cùng ngươi làm, giao, dễ dàng, không biết ý của ngươi như. Quý nhiêu vừa rồi cùng Quý vạn hoàng tiến thư phòng lúc thấy được trên bàn sách bày đặt một bộ bài tú lơ khơ. Quý nhiêu đi qua đem bài tú lơ khơ theo trong hộp đổ ra, đặt ở trên lòng bàn tay nắn vuốt, sau đó rút ra một phương phiến ca. Hắn cầm cái này bài tẩy cho Quý Vạn Hoàng mắt nhìn, cười nói, đừng trong nháy mắt. Quý Nhiêu cầm phương phiến ca trong tay trà sát một vòng, lại mở ra lúc, phương phiến ca đã muốn biến thành mai, hoa, a. À. Một trong nháy mắt, hai bài đổi chỗ, như vậy ngàn thuật cũng không phải là một ngày hai ngày có thể nắm giữ đích. Quý Vạn Hoàng cả người đều hưng phấn lên, Quý Nhiêu, người cùng ba ba nói, ai vậy dạy ngươi. Quý Vạn Hoàng tuy nhiên đã dạy vương tuệ ngàn thuật, lại cũng không quá đáng là nhập, môn một ít da, mau lông, mà thôi. Hướng Thâm nói, Vương Tuệ tiếp nhận năng lực cũng rất kém. Mẹ của ta, Quý Nhiêu một mực chắc chắn là Vương Tuệ dạy đích. Cho dù Quý Vạn Hoàng biết rõ sự thật thì như thế nào, chẳng lẽ lại hội nghiêm hình, bức cung cấp sao? Quý Vạn Hoàng chẳng quan tâm miệt mài theo đuổi những này có không có đích, vui vẻ nói, Quý Nhiêu, theo đến mai khởi ba ba tự mình dạy ngươi. Cái này trọng kinh đồng sự vị trí, không phải ngươi không ai có thể hơn cảm tình lời nói đều nói vô ích liếu tương đương. Quý Nhiêu bất đắc dĩ nói cha, người suy nghĩ nhiều, ta nhắc lại một lần, ta không biết tiến trọng kinh công tác đích, cho dù ta muốn vào, người cho rằng người mấy cái nhi tử hội khinh địch như vậy để cho ta đi vào. Mặt khác, ta tuy nhiên về tới quý gia, lại không nghĩ cùng cái nhà này ở phía trong bất cứ người nào có dính dấp, người có thể hiểu ý của ta sao. Quý Nhiêu vuốt vuốt trong tay bài tú lơ khơ, cười nói, muốn nói ta cái gì cũng không nghĩ đi, kỳ thật cũng không phải, ta có một dạng là nhất định sẽ theo cái nhà này ở phía trong lấy đi đích. Quý vạn hoàng liền vội vàng hỏi, mặc kệ ngươi muốn cái gì, ba ba đều đưa cho ngươi. Quý nghiêu lắc đầu, không phải ngươi cho ta, mà là ta tự mình tới cầm. Ngươi là chỉ, quý vạn hoàng hiếu kỳ nói. Quý nhiêu giống như cười mà không phải cười nói, ta muốn ngươi đổ vương danh sưng. mươi 995 Cao Á Hảo đáp ứng rồi quý vạn hoàng đề nghị, theo thư phòng lúc đi ra, trong phòng khách chỉ còn lại có Ninh Tuân cùng Quý Á tại tán gẫu Cao Á Hào không có thể nhìn thấy Quý Nhiêu thân ảnh, đến đế các công tác sự tình cũng chỉ tốt tạm thời đặt rơi xuống, tin tưởng sáng sớm ngày mai, Quý Vạn Hoàng tự sẽ nói cho hắn biết đích. Đối mặt Quý Á vĩnh viễn truy vấn, Cao Á Hào chỉ có thể bị ép sát lấy Ninh Tuân rời đi Quý ra, trên đường trở về, Ninh Tuân hiếu kỳ nói Quý bá phụ tìm ngươi nói gì đó. Cao Á Hào nắm chặt tay lái, hắn muốn cho Quý Nhiêu đi đế các công tác. Thiệt giả, Ninh Tuân kinh ngạc nói, quý bá phụ như thế nào không an bài hắn tiến trọng kinh, ngược lại nhét vào người nơi đó đi rồi. Cao Á hảo mắt lé liếc Ninh Tuân liếc, cười nói, ai biết được. Cái này thật là kỳ quái, chẳng lẽ quý bá phụ sợ quý dư bọn hắn ăn được hắn không được. Ninh Tuân vừa nói vừa cười, đúng rồi, người vừa rồi có hay không lưu ý quý bá phụ cái kia đứa con gái. Người nói quý nhưng, ừm, chính là nàng liễu tương đương. Như thế nào đột nhiên nhắc tới nàng. Ninh Tuân có vẻ đặc biệt hưng phấn, người dám tin tưởng sao, nàng năm nay đều 28 rồi, so quý dư còn lớn hơn 4 tháng nhỉ. Làm sao có thể, Cao Á Hào Kinh gặp, ta như thế nào cảm thấy nàng cùng quý viện quý Á không sai biệt lắm đại nhỉ. Đừng nói người không tin, ta vừa nghe quý Á nói lúc ấy cũng rất giật mình đích. Ninh Tuân thở dài một tiếng, đón lấy còn nói ta lúc trước không có cảm thấy dù thế nào, đúng vậy lúc này có chút đồng tình quý nhưng liễu tương đương. Ninh Tuân quay đầu nhìn xem Cao Á Hào, nàng rõ ràng là cái nhà này ở phía trong trưởng nữ, kết quả lại bởi vì quý Á cùng Vân Di quan hệ, ngạnh xanh xanh thành cái nhà này ở phía trong tiểu nữ nhi, người nói chuyện này nhi kéo không kéo, nếu chuyển đi, quý bá phụ cái kia khuôn mặt nhưng hướng chỗ nào đặt A hát. Cao Á Hào lúc này xem như minh bạch, cảm tình lịch Mỹ Vân không có náo, là theo ở đây kiếm chuyện chơi nhì. Cao Á Hào cười nói, người suy nghĩ nhiều quá, so về quý bá phụ mặt mũi, Vân Di rõ ràng càng quan hệ nàng cái kia mấy người hài tử đích. Cao Á Hào cũng không sợ cùng Ninh Tuân nói trắng ra, hơn nữa quý bá phụ rèm pha nhi còn thiếu sao. Ninh Tuân thở dài, người cũng không biết, quý á nói với ta lúc ấy, cái kia sắc mặt thật là làm cho ta phản cảm đến muốn nhả. Ninh Tuân theo sát lấy lại bồi thêm một câu, ngược lại quý viện cũng không tệ lắm, nàng thừa dịp không có người thời điểm, còn quản quý nhưng kêu một tiếng tỉ nhì. Đó là tại ăn hết lúc ăn cơm tối, đoàn người đều rơi xuống bàn ăn, Ninh Tuân nghe thấy quý viện vụ IGTA quản quý nhưng kêu một tiếng tỉ. Quý viện vẫn luôn là rất không tệ cô nương, người nhưng đắc hảo hảo quý trọng lấy. Cái này còn dùng ngươi nhắc nhở, Ninh Tuân không phục nói, thật giống như chỉ có người hiểu được quý viện tự đắc. Ninh Tuân chuyển hướng chủ đề, nói ra, người ý định cho quý nhiều an bài chức vị gì. Chia bài, người cảm thấy thế nào? Ninh Tuân mở to hai mắt nhìn, không phải đâu, Quý Nghiêu nói như thế nào đều là quý bá phụ nhi tử, người tự cho hắn an bài cái chia bài công tác, hơi quá đáng a. À. Cao Á Hào cười nói, ngại chức vị thấp đại khái có thể không đến a hát. Ninh Tuân nhếch miệng, để cho ta nói như thế nào ngươi hảo nì. Cao Á Hào ngay từ đầu cũng thấy lấy chức vị quá thấp, không quá phù hợp quý nghiêu thân phận, nhưng về sau cẩn thận một cân nhắc, rốt cuộc có lẽ hay là chia bài thích hợp nhất hắn, bởi vì chỉ có chia bài mới có thể năng lực nhìn chung toàn cục đi về hướng, thuận tiện còn có thể đế cắt gãi gãi ra lão thiên đích, rất mỹ một sự kiện. Quý Nhiêu vô pháp dự đoán tương lai chờ đợi hắn hội là cái gì, tỉnh đã là ngày hôm sau buổi sáng rồi, ra gian phòng, quý gia trong khu nhà cao cấp yên tĩnh làm cho không người nào có thể thích ứng. Quý Nhiêu gãi gãi đầu phát, theo hành lang tìm được rồi quý nhưng gian phòng, gõ gõ cửa, tỷ người ở đâu? Ở đây, vào đi. Quý Nhiêu đẩy cửa vào, Quý Nhiêu đang theo trong phòng không có việc gì nhìn ngoài cửa sổ, Quý Nghiêu thấy nàng vai phát đối với mình, lập tức hỏi tỷ, người có phải hay không cảm thấy đặc biệt không thích ứng. Quý Nhưng quay đầu lại, mỉm cười nói, khá tốt, chính là không cần đi nổi lẩu điếm rồi, cũng không biết phải làm sao liễu tương đương. Quý Nhưng trở lại trước giường ngồi xuống, thế nào, tối hôm qua ngủ có ngon không? Giường quá lớn, ngủ không thoải mái. Quý Nhưng xông hắn vẫy vẫy tay, chờ hắn ngồi xuống về sau còn nói, tối hôm qua ngươi tìm Quý Vạn Hoàng nói gì đó ta nói ta không muốn cùng quý gia có dính dấp, cũng không muốn tiến trọng kinh công tác, hơn nữa. Quý Nghiêu nghiêm túc nói, ta muốn sang năm tham gia trận đấu, theo quý vạn hoàng trong tay đem bả đổ vương danh xưng đoạt lấy đến. Người có ý nghĩ này, quý nhưng ánh mắt kinh ngạc chầm chầm vào quý Nghiêu, người xác định người có bổn sự này. Quý Nghiêu cười khổ nói tỷ, người đối với ta quá không có lòng tin a. À. Quý Nhưng đột nhiên nở nụ cười, tỷ đương nhiên tin ngươi, người đã có ý nghĩ này, tỷ ủng hộ ngươi. Quý Nhưng cười có chút âm tàn, Quý Nhiêu, tỷ nói cho ngươi biết, ngươi không chỉ có muốn lấy đi Quý Vạn Hoàng Đổ Vương danh xưng còn muốn lấy đi Quý ra hết thảy. Quý Nghiêu rất sớm tự đoán được Quý Nhưng có cái ý nghĩ này, chưa phát giác ra ngoài ý muốn. Quý Nghiêu hơi có trầm mặc nói tiếp tỷ, ta rất muốn biết ngươi ngày đó trở lại Quý gia, cùng Quý Vạn Hoàng nói gì đó. Có thể nói cái gì, chính là chút hít chuyện loạn thất bát tao. Quý Nhưng đã khởi liếc mắt đại khái quý Nhiêu xê dịch vị trí, hướng quý mặc dù bên cạnh đưa tới, tỷ, ta là người thân đệ đệ, ta không hy vọng người có chuyện gạt ta. Lời này nói, tỷ tại sao phải gạt người a hát, quý nhưng cười khổ. Quý Nhiêu thở dài, vậy ngươi nói cho ta biết, vì cái gì ngươi rõ ràng so với bọn hắn đều đại, lại thành quý gia tiểu nữ nhi, đây là có chuyện gì nhi. Quý nhưng hừ lạnh một tiếng, bọn hắn không phải là muốn cho ta khó chịu nổi ư, bất quá ta cũng không sao cả, quan trọng nhất là, ta mang theo ngươi về tới quý gia, đây là mẹ ta hy vọng đích. Quý nhưng đứng lên, xế chiều hôm nay, ngươi theo ta ra ngoài một chuyến, ta mang ngươi đi cái địa phương. Đi nơi nào? Hỏi nhiều như vậy làm gì vậy, buổi chiều đi thì biết liễu tương đương. Suốt cho tới trưa, quý nghiêu hãy cùng xương đánh cả pháo tự đắc, để không nổi một ít tinh thần, một mực nhịn đến dưới buổi trưa, quý nhưng mang theo hắn ra quý gia đại môn. Ngồi xe đi tới một cái tên là Đường Uyển, địa phương. Đường huyền ở vào A thành thành phía nam một ngọn núi thượng là một mảnh xanh hóa vô cùng tốt mộ địa. Tỷ, người dẫn ta đến mộ địa làm gì vậy? Quý nhưng không có lên tiếng, kính đi thẳng về phía trước, đi có hơn 10, sau, quý nhưng đột nhiên đứng tại một tòa trước mộ bia mặt, người cùng ở đây chờ, trong chốc lát sẽ có người tới tìm được ngươi rồi. Quý nhưng quẳng xuống những lời này, cũng không quay đầu lại rời đi. Quý nghiêu nhìn xem quý nhưng càng đi xa dần, thỉnh thoảng mới thu hồi ánh mắt nhìn hướng mộ bia. Mộ chủ nhân tên là Vương Huy, trên tấm ảnh rõ ràng chiếu đến hắn mỉm cười bộ dáng, quý nghiêu vẻn vẹn là nhìn thoáng qua, liền có trùng trồng cảm giác đã từng quen biết. Hắn, sẽ không phải là Vương Tuệ thân nhân A. À. Hắn là ba của ngươi, cũng là Vương Tuệ ca ca. Quý Nhiêu nghe được sau lưng thanh âm, vội vàng quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một cái cách ăn mặc tịnh lệ nữ nhân đã đi tới, nàng sông quý Nhiêu mỉm cười gật đầu, đi theo đứng ở trước mộ bia kho người bái thật sâu. Lúc ngẩng đầu lên, Nữ nhân ánh mắt lạnh nhạt nói, "Ta và mẹ của ngươi là đồng học, nhiều năm hảo tỉ muội nhi." Nữ nhân quay đầu, nói khẽ trong mộ nằm người gọi Vương Huy, là ngươi mẹ ca ca, nhưng hắn vẫn không là của ngươi cậu, mà là người chính thức phụ thân. Nữ nhân không đợi Quý Nghiêu làm ra phản ứng, tiếp tục nói, "Một năm kia, Vương Huy cùng ngươi thân nương vừa kết hôn không lâu, bọn hắn từ nông thôn đến thành ở bên trong đến xem Vương Tuệ, khi hắn chứng kiến Vương Tuệ một mình một người nuôi dưỡng 6 tuổi quý nhưng lúc Vương Huy rất khó chịu, hắn ép buộc Vương Tuệ nói ra tình hình thực tế về sau, vụ YGTA đi quý gia, muốn thay Vương Tuệ đòi cái công đạo. Nữ nhân gắt gao nhìn thẳng Quý Nhiêu, còn nói, Vương Tuệ biết được tin tức về sau chạy tới quý gia, là nàng tận mắt thấy Vương Huy bị quý gia chạy nhanh ra tới xe đánh ngã, cuộc đích, thậm chí ngay cứu giúp cơ hội đều không có. Quý Nhiêu kinh ngạc, người nói đều thật sự. Ta tại sao phải lừa ngươi? nữ nhân cười lạnh nói chiếc xe kia chính là lịch mỹ vân tòa ngồi giá là nàng làm cho người ta đâm chết ba của ngươi về sau đâu này về sau nữ nhân cúi đầu ánh mắt rơi vào trên bia mộ về sau lịch mỹ vân tòa ngồi giá chính là cái kia người bị bắt dùng mộ sát tội phán quyết hình ý tứ chính là cái kia bất quá là một hồi ngoài ý muốn không phải có ý định đích nữ nhân xoay người nhìn xem quý nghiêu nghiêm túc nói khi đó người thân nương vừa mới mang thai ngươi không lâu là quý vạn hoàng cùng lịch Mỹ vân hại là các ngươi một nhà, hại cả vương tuệ nhân sinh cuộc sống. Quý Nhiêu tận lực rất nhanh tiêu hóa nữ nhân truyền lại đến tin tức, truy vấn ta đây tại sao lại thành quý vạn hoàng nhi tử. Quý Nhiêu sáng sớm cũng rất nghi ngờ, hắn và quý nhưng trong lúc đó kém 6 tuổi, dựa theo quý vạn hoàng lúc trước theo lời, hắn từ cùng lịch Mỹ vân sau khi kết hôn, nếu không từng cùng vương tuệ gặp mặt, như vậy vương tuệ lại là thế nào đưa hắn biến thành quý vạn hoàng nhi tử. Nữ nhân nói, Vương Huy qua đời về sau, Quý Vạn Hoàng cùng Lịch Mỹ Vân cho Vương Tuệ một khoản tiền, xem như an táng phí. Đương nhiên, số tiền kia cũng là Lịch Mỹ Vân dùng để chặt đứt Vương Tuệ cùng Quý Vạn Hoàng ở giữa liên lạc đích. Mẹ của ta cầm sao? Vì cái gì không cầm? Nữ nhân mỉm cười nói, mẹ ngươi thu cái kia bút tiền về sau, triệt để cùng Quý Vạn Hoàng đoạn tuyệt liên lạc, thẳng đến có một lần, Quý Vạn Hoàng uống rượu rượu, thừa dịp Lịch Mỹ Vân không chú ý thời điểm tìm đến Vương Tuệ, cũng là duy chỉ có một lần, chính là lúc kia, Vương Tuệ toát ra cái cách nghĩ, nàng muốn cho ngươi trở thành quý vạn hoàng nhi tử. Quý Nhiêu nghe mơ hồ, cái kia mẹ ruột ta đâu này? Ba của ngươi chết, rồi về sau, người thân nương là gượng chống lấy đem ngươi sinh hạ đến đích, trong lúc nàng đem ngươi phó thác cho Vương Tuệ về sau, người thân nương tựu. Nữ nhân trong mắt rưng rưng, không muốn nói tiếp xuống dưới. Mẹ của ta là vì sinh ta mới đi thế hay sao? Không, nữ nhân hét lớn một tiếng, nàng là vì nghĩ không ra, biết chính mình. Quý Nhiêu có chút khó chịu, giống như bị một cổ khí lưu ngăn chặn ngực. Quý Nhiêu nói, ta thành quý vạn hoàng nhi tử về sau, chẳng lẽ sẽ không có khiến cho hoài nghi sao? Hoài nghi cái gì? Nữ nhân cười lạnh nói, ngày đó quý vạn hoàng đến về sau, mẹ ngươi cố ý ngụy tạo hai người thân mật tràng cảnh, bởi vì nàng tin tưởng vững chắc, lịch Mỹ Vân rất nhanh sẽ đến đích, sự thật chứng minh, mẹ ngươi đã đoán đúng, lịch Mỹ Vân đến nhà về sau, làm cho người ta không đi quý vạn hoàng thậm chí còn đối với người mẹ động thủ quý nhiêu hoàng sợ nói chẳng lẽ chính là lần về sau mẹ của ta nói mang thai ta sao đúng vậy lúc kia ngươi mới hơn một tháng là ta tự tay nguy tạo bệnh viện chứng minh theo cái kia sau này ngươi chính là quý vạn hoàng nhi tử ai cũng không có biện pháp thay đổi sự tình mà ngay cả lịch mỹ vân đều chưa từng hoài nghi tới bởi vì nàng sau so quý vạn hoàng rõ ràng hơn đêm hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì Quý Nhiêu còn một điều nghi hoặc là ta mẹ cho ngươi nói cho ta biết hay sao? Đúng vậy, Vương Tuệ trước kia chưa từng với ngươi nói qua, đó là bởi vì ngươi còn nhỏ, nàng không muốn cho ngươi quán thâu báo thù tư tưởng, nàng muốn đợi ngươi lớn lên về sau, do chính ngươi để làm quyết định. Nữ nhân đi đến Quý Nhiêu bên người, vì làm được giữ bí mật, mà ngay cả Quý Nhưng đều là gạt đích, cái kia đoạn trong lúc, Quý Nhưng một mực đều ở ta đây nhi cuộc sống, vì chính là giả tạo một cái sinh ngươi biểu hiện giả dối nữ sinh thật sâu thở ra một hơi, mẹ ngươi liên lạc quý vạn hoàng trước kia, nàng tìm được rồi ta, nàng nói là thời điểm lại để cho ngươi biết chân tướng sự tình liễu tương đương. Nữ nhân nghi ánh mắt mê hoặc đánh giá quý nghiêu, ta biết đến cũng đã nói, người hội lựa chọn như thế nào. Quý nghiêu không có lên tiếng, mà là đi đến trước mộ bia nhẹ nhàng sờ lên trên mặt ảnh chụp. Quý nghiêu cười nói cha, người nên vậy rất muốn ta đi. Về sau ta sẽ bồi thường cho nhìn ngươi đích, quý nghiêu lời nói này, là thay thân thể này bổn ra nói, về phần như thế nào lựa chọn, Quý Nghiêu trong nội tâm đã có quyết đoán. Theo đường Uyển đi ra, Quý Nghiêu cùng Quý Nhưng lên một chiếc xe taxi. Quý Nghiêu quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, nói khẽ, người có phải hay không đã biết rất sớm, có lẽ là đoán được hay sao? Không, ta cũng là trước vài thiên tài theo đồng di chỗ ấy biết đến. Quý Nhưng trong miệng đồng di, chính là nói cho Quý Nghiêu chân tướng của sự tình nữ nhân kia, nàng là trung tâm chợ bệnh viện một gã sản khoa thầy thuốc, cùng Vương Tuệ là cao trung đồng học, về sau lại đang đồng nhất chỗ đại học đọc sách, cảm tình tương đương thâm hậu. Quý Nghiêu không có nói nữa, mà là chầm chầm vào ngoài cửa sổ lẳng lặng nhìn. Tỷ có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Quý Nghiêu than nhẹ một tiếng, ta biết rõ ngươi muốn hỏi cái gì. Quý Nghiêu thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn xem Quý nhưng nói, ta sẽ không để cho mẹ ta cùng ngươi nhận không khổ đích. Audio điện tử võ tấn bền chương 996 Câu cửa miệng đạo một hồi sinh, hai trở lại thuộc Cái này quý nhiêu cùng cao á hào tính cả hôm nay là hồi ba gặp mặt Hắn không chỉ có chưa phát giác ra lấy thục Ngược lại có gan một ngạt lỗi giác Nhất là cao á hào cười rộ lên thời điểm bộ dạng Hận không thể thao khởi một khối cục gạch nện hắn cái đầu rơi máu chảy Quá nhận người hận Quý ta hôm nay nóng tính lớn như vậy a há hát Cao á hào không cho là đúng chuyện trò vui vẻ tự đắc đến câu, ta biết rõ ở đây phụ cận có ra tiệm nước giải khát, trà sữa khỏi phải dẫn ra thật tốt uống, ta mang ngươi đi nếm thử, thuận tiện hàng hàng nóng tính. Không đi, quý nghiêu không lưu tình chút nào mà cự tuyệt đề nghị của hắn, sụ mặt hỏi là ta cha cho ngươi tới trường học đến hay sao? Cao Á Hào cười nói, cái kia thật không có, quý bá phụ có ý tứ là lại để cho lôi tranh mang ngươi đi đế cắt đích, đúng lúc ta hôm nay lộ quá bên này, thuận đường tới thử thời vận. Cao Á Hào theo trong túi quần rút tay ra, lễ nhượng nói, đã đụng phải, cái kia quý ta tựu lên xe A. Quý nghiêu khó được tìm được cơ hội ép buộc Cao Á Hào, vội vàng cười nói ơ, lại để cho nhị thiếu ra cho ta đương làm sa phu, ta đây nhưng không có ý tứ. Khách khí sao đâu rồi, ta đều không ngại ngươi đang ở đây hồ cái gì nhiệt tình A hát. Cao Á Hào đi đến chính mình tòa, ngồi, giá trước mặt, vỗ cửa xe thoáng một tí, ta đây xe còn vào khỏi quý ta mắt. Còn thành A, Quý Nghiêu mang theo túi sách đến cửa xe trước, sách một tiếng, mở cửa xe a AH. hát. Cao Á Hào cười kéo mở cửa xe, đặc biệt thân sĩ mà lấy tay che chở Quý Nghiêu đầu lại để cho hắn ngồi vào trong xe, chính mình thì là vây quanh bên kia ngồi xuống, phát động động cơ thời điểm, Cao Á Hào nói ra thật sự không cần ta thỉnh cầu ngươi đi uống chén gì đó. Cao Á Hào quay đầu nhìn xem Quý Nhiêu, qua rồi cái này thôn nhi không có cái này điếm nhi nữa à. Quý Nghiêu nghĩ nghĩ, còn giống như thật sự là có chuyện như vậy nhi. Quý Nghiêu nói, nhị thiếu gia đã như vậy hùng hồn, ta đây tự cung kính không bằng tuân mệnh liễu tương đương. Cao Á Hào mỉm cười, đợi xe chậm rãi hành xử vào chủ lộ về sau, hắn nói, ta nói Quý Nhiêu, hai người chúng ta như vậy nịnh nọt đến nịnh nọt đi có ý tư ư, người chưa phát giác ra lấy mệt mỏi. Đương nhiên không mệt, Quý Nghiêu ngạnh lấy cổ, đắc ý nói, trước kia người khác đều gọi ta là Quý Ta, cũng đã quen rồi. Tiếng nói cuối cùng, Quý Nghiêu làm làm ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Cao Á Hào phụt nở nụ cười, người thật là đủ trêu chọc đích. Cao Á Hào trở lấy Quý Nghiêu đến mấy trăm mét có hơn một nhà trà sữa cửa tiệm trước, Quý Nghiêu cũng không có xuống xe, mà là Cao Á Hào tự mình đi vào trong tiệm mua hai chén trà sữa đi ra, lên xe về sau, Cao Á Hào đem bên trong một cái bình trang trà sữa đưa cho Quý Nghiêu, nhìn một cái cái này đóng gói, Nghiêu không Nghiêu. Quý Nghiêu tay cầm trà sữa, đồng ý nói là rất Nghiêu đích. Quý Nghiêu thuận thế hướng cái chai thượng nhìn thoáng qua, ơ, danh tự cũng đủ kỳ lạ đích, tất chân trà sữa. Cao Á hào sách một tiếng, một đoán tiểu tử ngươi đã nghĩ sai lệch. Quý Nghiêu mắt hí cười nói, ngươi biết ta nghĩ cái gì? Đây không phải rõ ràng công việc à, Cao Á hào lần nữa phát động động cơ, trở lấy Quý Nghiêu hướng đế cắt phương hướng chạy. Lái xe trong quá trình, Cao Á hào song tay nắm lấy tay lái, ngẫu nhiên miết Quý Nghiêu liếc, đặc biệt khó chịu đến câu, ta nói ngươi đừng quang bản thân uống thành ư, cũng bận tâm bận tâm ta à. Cao Á Hảo dùng xuống ba chỉ vào chính mình chén kia trà sữa, đến, đưa ta đến bên miệng nhi đến. Quý Nhiêu sụ mặt, mang theo tức giận cầm lấy mặt khác một ly trà sữa đưa đến Cao Á Hảo bên miệng, há mồm. Cao Á Hảo nghẹn lấy cười, duỗi dài cổ nói, lại gần điểm, người cái này để cho ta như thế nào lái xe a AH. hát. Tham chết ngươi được, Quý Nhiêu cho hắn một cái khinh khỉnh, lại đem trà sữa đi phía trước đưa tới một khoảng cách, đợi Cao Á hào vui thích uống thời điểm. Quý Nhiêu phẫn nộ nói, Cao Á hào người biết người người này thoạt nhìn đặc biệt cần ăn đòn sao. Cao Á hào bày chính tư thế, mấp máy miệng nói, người không phải đầu một cái. Cao Á hào cười vô cùng tiện chiêu gọi, Nhi, người lúc này có phải là đặc biệt muốn đánh ta? Quý Nhiêu gượng cười hai tiếng, người đã đoán đúng. Cao Á hào thở dài, ta đời này tự cho phép hai người đánh ta, một người là cha ta, một người là vợ ta nhi. Cao Á Hào quét Quý Nhiêu liếc, tiện cười nói, người muốn làm cái nào. Quý Nhiêu nhếch nhếch miệng, đắc, khi ta cái gì cũng chưa nói. Cao Á Hào sách một tiếng, người đã không chọn, cái kia cũng không có đánh cơ hội của ta nữa à. Người thật là đủ bần đích, Quý Nhiêu bất đắc dĩ cười khổ, lúc này cuối cùng minh bạch Cao Á Hào thuộc về cái đó một loại người rồi, chính thức nơi tượng cá nhân. Một khi rời đi đặc thù chỉ định hoàn cảnh, cái kia tuyệt đối có thể đem người bần tìm không thấy đông nam tây bắc. ơ, ờ, cái này tính toán là hướng ta khích lệ sao? Cao Á Hào buồn cười nói. là là, ta đây là khích lệ người thì sao? Cao Á Hào cười to, nói thật, người so quý ra những kia hài tử đô cường, ít nhất không có nhảm chán như vậy. Cao Á Hào chậm rãi rút đi dáng tươi cười, người trở lại quý gia, hẳn không phải là vì tiền a? À. Cao Á Hào từ lúc biết rõ quý Nghiêu là quý vạn hoàng nhi tử về sau. Từng đối với vấn đề này đã làm kỹ càng phân tích. Người cảm thấy ta là vì tiền sao? Quý Nhiêu hỏi ngược lại. Cao Á Hào nhếch miệng, ta cảm thấy lấy không phải. Cao Á Hào sách một tiếng, phi thường nghiêm túc nói, Quý Nhiêu, người ngàn thuật nên vậy rất lợi hại a. À. Cao Á Hào nghi hoặc nhìn Quý Nhiêu liếc, đón lấy còn nói, ngày đó người đang ở đây để cát chơi đầu bảo, ta liền cho mơ hồ cảm thấy. Cao Á Hào hơi có vẻ hưng phấn nói người thật là dựa vào vãi lúa thính lực đến phân biệt rõ điểm số a ta quý nghiêu nghĩ nghĩ vận khí cùng thực lực tất cả một nửa a cao á hào nở nụ cười nếu thật là như vậy người hoàn toàn có lý do không cần trở lại quý gia đích chẳng lẽ nói cao á hào nghĩ tới điều gì kinh ngạc nói người nhà sẽ không phải là trở lại quý gia báo thù a quý nghiêu ho khan hai tiếng người nên vậy đi làm biên kịch ơ ờ, còn không thừa nhận cao á hào chứng kiến phía trước 10 phần lộ khẩu là đèn đỏ chậm rãi dẫm phanh lại thẳng đến xe dừng lại về sau hắn còn nói quý nhiêu ta không ngại với ngươi mở bệnh loét mũi nói nói thẳng nếu như ngươi thật là vì mục nào đó trở lại quý gia đích nói không chừng ta có thể giúp ngươi chớ quý nhiêu kinh ngạc nhìn xem cao á hào người có ý tứ gì cao á hào cười nói lời này nói như thế nào đây ngươi là người thông minh mới có thể nghe rõ ý của ta cao á hào xông quý nhiêu mở chừng hai mắt Quý Nghiêu nghi ngờ nói, ba của ngươi cùng Quý Vạn Hoàng không phải nhiều năm thiết anh em ư, ngươi tại sao có thể có tâm tư như vậy? Thôi đi, Cao Á Hào khinh thường nói, ngươi thực cho rằng trên thương trường sẽ có đáng kể, thời gian giải hữu nghị sao? Bọn hắn trong nội tâm đều tựa như gương sáng đắc, chỉ có điều không nói mà thôi. Cao Á Hào nghiêm túc mà ánh mắt chằm chằm vào Quý Nghiêu, ngươi không cần nghi hoặc, ta có thể nói cho ngươi những này tự nhiên không sợ ngươi trở về nói cho Quý Vạn Hoàng hơn nữa, người cũng sẽ không nói. Quý Nhiêu nở nụ cười, người tự khẳng định như vậy. Đương nhiên, ca chính là chỗ này sao tự tin. Quý Nhiêu mắt nhìn ngã từ đường đèn xanh đèn đỏ, cười khổ nói, lái xe A ngài gào thét. Cao Á Hào dẫm chân chân ga, đợi xe theo chủ lộ chậm rãi hành xử thời điểm. Cao Á Hào cười nói, ta nói Quý Nhiêu, ta đều với người xuất phát từ nội tâm ổ tử rồi. Người muốn còn chưa tin, cái kia thật đúng là để cho ta thất vọng đau khổ A hát. Quý nhiều nghĩa chính ngôn từ nói, thứ nhất, ta với người không quen, thứ hai, ta hợp tác với người không có rõ ràng chỗ tốt, thứ ba, người người này quá cần ăn đòn, bảo vệ không chính xác có lẽ hay là ỉu siêu tổn hại cái chủng loại kia ta sợ bị người bán đi còn phải cho người kiếm tiền nhì. Lời này nói thật đúng là quá oan uổng ta, cao á hảo cố nén cười to xúc động, hắng giọng một cái nói tiếp, ta nói đều là đại lời nói thật, người nếu không tin ta tự trầm chậm, chậm đến, sớm muộn gì người phải tin ta mặc kệ ngươi. Đừng giới a hát, ngươi không để ý tới ta, ta lý ngươi vẫn không được sao. Quý nghiêu triệt để hỏng mất, cúi thấp đầu, anh em, ta thật sự là sợ ngươi. Theo trường học đến đế các đoạn đường này ở bên trong, quý nghiêu cùng cao á hào dùng ép buộc đối phương làm vui, đã muốn nhớ không rõ giao qua bao nhiêu lần tay rồi, ngắn ngùi tiếp xúc xuống, quý nghiêu cảm thấy cao á hào làm người tuy là vô lại chút ít, lại yêu nói lại nhảy, nhưng hắn không phải không thừa nhận, hắn cực kỳ hưởng thụ quá trình này, tâm tình thủy chung là su y g sứ y g đích, thậm chí có chút ít không bỏ được thoát ly như vậy hào khí. Sự thật chứng minh, quý nhiều muốn ngã ba phê rồi, cao á hào tính cách đúng vậy nhiều phương diện đích, thẳng đến thật lâu về sau quý Nhiêu mới phát hiện, cao á hào luyện tự một loại đặc biệt ngàn thuật, hoặc là có thể đem loại này ngàn thuật mệnh danh là giáp tâm. Đến đế cắt giải trí sân về sau, cao á hào cho trợ lý lâm sâm gọi điện thoại, sau đó mang theo quý nhiêu vào đại đường, không có khi nào, Lâm Sâm cầm một bộ hoàn toàn mới chế phục từ lầu hai chạy xuống dưới, hồn hển dẫn thở gấp nói, ta nói nhị thiếu ra, ngài lần tới phân phó ta làm việc, có thể sớm nói rõ ư, nhìn đem bà ta mệt mỏi cái này một thân đổ mồ hôi. Không phải là cho ngươi tìm bộ mới quần áo lao động ư, về phần mệt mỏi thành như vậy phải không? Lâm Sâm vội vàng đưa tay tại trên ót lau một cái, mở ra bàn tay nói, người nói về phần không đến mức. Cao Á Hào không có phản ứng Lâm Sâm, ngược lại xoay người đối với quý nhiêu nói, ngươi cùng tiểu trần đi thay quần áo, chuyện sau đó ngươi hỏi hắn là tốt rồi. cao á hào không đợi quý nhiêu đáp lời, quay người lại đối với lâm sâm nói, quần áo cho tiểu trần, ngươi theo ta đi văn phòng, ta có việc nhi cùng với ngươi nói. cao á hào đột nhiên trở nên đứng đắn rồi, thật ra khiến quý nhiêu có chút khó có thể tiếp nhận, cảm tình cái này trở mặt cũng là môn tuyệt chiêu đặc biệt nhi. cao á hào cùng lâm sâm sau khi rời đi, quý nhiêu đi theo tiểu trần đến phòng thay quần áo đổi hết quần áo về sau, Tiểu Trần mang theo Quý Nghiêu đến đại sảnh, nhị thiếu ra nói, theo hôm nay khởi ngươi liền làm chia bài công tác, cụ thể công việc ngươi nếu lại không hiểu đích, có thể tùy thời tới hỏi ta. Tiểu Trần chỉ chỉ bên cạnh đại án, ta và ngươi đồng dạng, đều là phụ trách toa cáp đích. Quý Nghiêu nhẹ gật đầu, sau đó vào đại án ở phía trong. Phóng nhãn nhìn lại, để các chỗ ăn chơi kinh doanh hạng mục ở bên trong, toa cắp cùng 21 giờ cùng với bách gia nhạc vui mừng chiếm đổ khách hơn phân nửa, Bất quá 10 thời gian, Quý Nhiêu đại án trước tụ vây đầy khách nhân. Ơ ờ à, tiểu tử ngươi như thế nào ở chỗ này? Phương thần to mỏng thân thể lách vào hơn người bầy đi tới phía trước nhất, ngồi xuống về sau chằm chằm vào Quý Nhiêu cười nói, ta còn tưởng rằng chính mình xem nhìn lầm nữa nha, cảm tình thật là ngươi a hát. Quý Nhiêu mặt không biểu tình nói, Phương ra tốt. Hảo hảo tốt, ta tốt lắm. Phương thần thuận tay đưa trong tay ba vạn thẻ đánh bạc, phỉnh, ném tới đài trên bàn. Nhị thiếu ra hôm nay không có tới. Phương ra đây là nhắc tới ta. Cao Á Hào mang theo Lâm Sâm đến đây, lách vào hơn người bầy đến đại án trước. Còn có vài ngày không thấy Phương gia nữa à? Sao đi? Cao Á Hào túm qua cái ghế ngồi xuống Phương Thần bên người. Đừng nói nữa, có cực khổ nói a hát. Phương Thần mấy ngày nay không có thể đến đế cát chơi hai bà, hoàn toàn là bởi vì trong nhà gò cái xem thật chặt, không dám ra môn a hát. Phương Thần sợ lão bà nhưng là nổi danh. Cao Á Hào đều lười cái chủng loại kia. Vui đùa đi ép buộc hắn, ván bài thủy chi trước, Cao Á Hào trở lại theo Lâm Sâm cầm trong tay hai vạn thẻ đánh bạc, Phỉnh thuận tay đem một quả 100 thẻ đánh bạc, Phỉnh ném cho Quý nhiêu, đưa cho ngươi. Đây là Cao Á Hào chính mình chơi bài trước kia thói quen, phàm là gặp được vừa mở màn đích, đều muốn cho chia bài ném phía trên một chút thẻ đánh bạc, Phỉnh dĩ cầu số đỏ cao chiếu. Chương 997. Đế Cát Đồng sự trường cấp 3 chính về hưu về sau, Tập đoàn sự vụ phân biệt giao cho ba con trai quản lý, trong đó để cho nhất hắn yên tâm mà lại thỏa mãn đích, chính là con thứ hai cao á hào. Nói lên cao ra, thật đúng là hào môn giàu sang quyền thế bên trong một đại ngoại lệ, căn bản không có những kia lục đục với nhau rách dưới công việc. Trường cấp 3 chính con lớn nhất cao quan lâm là đánh United States trở về đích, một bụng dương mực nước, học có lẽ hay là y học khoa, dùng đầu ngón chân muốn cũng biết, như vậy một cái chuyên chú học thuật nhân tài làm sao có thể cam tâm tình nguyện chạy đến trải rộng hơi tiền vị trong thương trường dốc sức làm nì. Bất kể thế nào nói, cao quan lâm tổng quy là cao công chính nhi tử, bách tại phụ thân áp lực, đành phải tại đế các tập đoàn treo rồi cái danh hiệu, bệnh viện không tính bể bộn thời điểm, hắn tổng hội đến đế các tập đoàn giúp đỡ cao á hảo xử lý mấy ngày nay chuyện thường nghi. Về phần cao lão tam nhà ta ư, cái kia thật đúng là A Thành nổi tiếng một nhân vật. Cao quý yến đánh tiểu tự ưa thích xe, dốc lòng muốn làm một gã tay đua xe, thật là khi hắn trưởng thành, cũng đã được như nguyện trở thành tay đua xe về sau, lại bởi vì một lần sai lầm đụng ra đua xe quỹ đạo, chân trái tính nghiêm trọng gãy xương, khôi phục nửa năm về sau, đến nay đi đường còn có một chút chân thọt nì. Đánh ở đây bắt đầu, không ít người đều vụ IGTA quản cao quý Yến gọi cả thọt ra, lại không phải là cá nhắc tam nhi. Cao quý Yến tâm tính tốt, cũng không đem những này công việc để ở trong lòng, cũng không có cam chịu, ngược lại theo trường cấp 3 chính chỗ ấy mượn một số tiền lớn, bản thân giày vò ra cái đua xe đoàn đội, đừng nói, thật đúng là lại để cho Tam gia cho làm thành rồi. Lớn nhỏ thi đấu sự tình trung tổng có thể chứng kiến Tam gia đoàn đội xuất hiện, mỗi lần nhắc tới Tam gia tự mình cố gắng tài giỏi, trường cấp 3 chính đều cảm thấy bản thân vô cùng có mặt. Cao quý yến sự nghiệp biến thành về sau, chậm rãi đem đoàn đội chuyển rời đến đế cát dưới cờ, kể từ đó, vậy cũng là đế trong cắt một đại sản nghiệp rồi, mỗi lần bắt đầu thi đấu trước kia, những kia đua xe kẻ yêu thích tổng hội hạ đủ tiền vốn áp sót, cũng là một số khả quan thu vào. Cao gia tam huynh đệ chính giữa, hay không có có tâm tư tiếp quản đế cát, cái này trách nhiệm tự nhiên mà vậy rơi xuống cao á hào trên người, cái này cũng chính là cao á hào có thể thuận lợi trưởng quản đế cát trọng yếu nhân tố, không có người cùng hắn đoạt a hát. Cố gắng cái này là lão thiên gia ý tứ, đế cát người thừa kế, chỉ có thể là cao á hào, trừ hắn bên ngoài bất cứ người nào đều khó có khả năng lại để cho đế cắt ngật đứng không ngã. Cao Á Hảo đối đãi thái độ làm việc thập phần nghiêm cẩn, nhưng nói lý ra lại thành một người khác, chuyện trò vui vẻ cả lơ phất phơ, nói lại nhải lại càng chuyện thường ngày, nhất là tại nhàn hạ thời điểm, Tổng hội dẫn Thượng Lâm dày đặc đến dưới lầu chơi Thượng Hai Bà, dùng hắn mà nói mà nói, cuộc sống không nên nhất trần không thay đổi, nên mừng rỡ thời điểm phải tận tình mừng rỡ. Cái này không, Quý Nhiêu mới vừa lên nhâm ngày đầu tiên, Cao Á Hảo mang theo lâm sâm đến mừng rỡ liễu tương đương, đưa cho ngươi. Cao Á Hảo thuận tay ném đi một quả 100 khối thẻ đánh bạc phỉnh đến quý nhiêu trước mặt. Ơ, ờ, nhị thiếu ra cái này quy củ ta nhưng xem không hiểu nữa à? Phương Thần liếc mắt quý nhiêu, nói tiếp cái này còn chưa mở ván cục ngươi tự ra bên ngoài tán tiền, đây cũng không phải là cái gì điểm tốt. Cho dù đế cát là của ngươi a, à, nhưng cũng không thể như vậy bại hoại a à hát. Cao Á Hào mỉm cười nói, Phương ra nghe qua một câu không có, không nỡ món tiền nhỏ tới không được nhiều tiền, cái này cùng không nỡ vợ bộ không đến lưu manh là một cái đạo lý. Phương thần ngây ngẩn cả người, vẫn thật là nghiên cứu khởi lời này hàm nghĩa liễu tương đương. Cao Á Hào nghẹn lấy cười, cảm tình thật đúng là một ngốc nón. Cao Á Hào thấy quý nghiêu thủy chung không có đem thẻ đánh bạc phỉnh lấy đi, vô ý thức hỏi quý ta là ngại ít rồi. Đổi lại bình thường gặp gỡ cái này việc công việc, Cao Á Hảo giống nhau sẽ cho 500 một khối đảm đương tặng thưởng nhi, mà hiện nay lại chỉ cho Quý Nhiêu 100, đơn giản tựu là muốn cho Quý Nhiêu tức giận, nguyên nhân không còn mặt khác, chính là dỗi rãnh nhất cả trứng giái, muốn cùng Quý Nhiêu chiêu chọc ho khan. Chia bài công việc hạng này, hơn phân nửa là không thể nói cười đích, đắc mặt không biểu tình công tác, một lúc sau, bảo vệ không chính xác nhi tựu mặt co quắp liếu tương đương. Quý Nhiêu thượng tốt trước nghe Tiểu Trần thuận miệng thì thầm hai câu, liền ghi tạc chú ý ở phía trong. Quý Nhiêu thân thủ cầm qua thẻ đánh bạc, phỉnh sụ mặt nói cảm ơn. Quý Nhiêu rõ ràng không có làm ra quá nhiều biểu hiện, nhưng Cao Á Hào chính là cảm thấy muốn cười, khó có thể chịu được muốn cười. Ta nói nhị thiếu ra, người cùng ở đây Mỹ cái gì đâu rồi, nhìn đem người cao hứng đích. Phương thần rốt cuộc từ trong trầm tư bừng tỉnh. Bắt đầu rồi, Phương gia có lẽ hay là chuyên tâm xem bài A. Cao Á hào đoan chính tư thế ngồi, ánh mắt chăm chú nhìn Quý Nhiêu phương hướng quý nghiêu đầu trở lại đương làm chia bài, làm bắt đầu đứng dậy còn rất tượng mô tượng dạng, giơ tay nhấc chân lộ vẻ gọn gàng, máy móc tẩy bài qua đi, quý nghiêu theo thứ tự do trái hướng phải bắt đầu phóng bài, tính cả cao á hào tổng cộng 5 vị ngoạn ra, trong đó còn có một người là nữ. Một vòng xuống, năm tấm át chủ bài thả đi ra ngoài, kế tiếp lại là một vòng, minh bài chung dùng phương thần bài mặt lớn nhất, khắc đào di. Phương gia thỉnh đặt cược, quý nghiêu thản nhiên nói. Phương thần quan sát khoảng chừng gì đó ngoạn ra bài mặt, do dự nói, một ngàn. Quý nghiêu nhìn ra được, phương thần đây là đề phòng cao á hào trong tay cái này hồng đào mười nhì. Một vòng xuống, ngoại trừ nhất bên phải cái vị kia ngoạn ra lựa chọn ra tăng rót bên ngoài, cơ hồ đều là lựa chọn cùng rót. Quý nghiêu lúc này mới lưu ý đến nhất bên phải vị này ngoạn ra, tuổi tác chừng 30, một thân quần áo tây ủi bị phỏng ngay ngắn, kiểu tóc cũng là trải qua cẩn thận quản lý đích, theo tướng Mạo đi lên nói, ngược lại có vài phần minh tinh phạm nhi. Đệ tam quyển vòng chia bài bắt đầu, quý nhiêu như trước do trái hướng phải chia bài, mà lần này, như cũ là phương thần bài mặt lớn nhất, hắc đào mười. Phương thần xem xét cả người đều tinh thần rồi, cẩn thận từng ly từng tí xốc lên át chủ bài nhìn thoáng qua, cười nói hôm nay lão tử muốn may mắn rồi, một vạn. Nói xong, phương thần tiêu sái mà đem một vạn khối thẻ đánh bạc phỉnh vung đến đại án trung ương. Phương gia sẽ không phải tưởng rằng cùng hoa thuận A. À. Cao Á Hảo biết rõ cái này bài phải không có thể theo, thuận tay đem hai minh bài khấu trừ dưới đi, không cùng. Phương thần nhếch miệng, ta nói nhị thiếu gia, mới hai đợt bài ngươi sẽ không theo, cái này cũng quá không thể nào nói nổi liễu tương đương. Cao Á Hảo mỉm cười nói, tiền là của ta, ta cũng không muốn bạch tặng cho ngươi. Cao Á Hảo lựa chọn không cùng, như vậy ván này sẽ không hắn chuyện gì rồi, xem xem náo nhiệt cũng là tốt. Vòng thứ ba chia bài thời điểm, Cao Á Hào không cần lưu ý tất cả ra bài mặt, ngược lại đem chú ý đều quăng đến Quý Nghiêu trên người, có thể. Nhất khiến cho hắn chú ý đích, đương làm thuộc Quý Nghiêu hết sức nhỏ mềm mại tay. Cao Á Hào vẫn cho là Quý Vạn Hoàng cái kia hai tay mới được là ngàn người chung tốt nhất đích, nhưng hiện tại hắn không nghĩ như vậy rồi, đơn theo mềm mại độ cùng đốt ngón tay phẩm chất đến tương đối, có lẽ hay là Quý Nhiêu càng tốt hơn. Cao Á hào lúc này càng thêm xác định một cái ý nghĩ, Quý Nghiêu là có vốn liếng đi khiêu chiến Quý Vạn Hoàng Đích, nếu như hắn nguyện ý làm cho mình từ đó vận tác, cái này sau này lộ muốn đi lâu dài còn không là chuyện dễ dàng tình sao. Vòng thứ ba phóng bài chấm dứt, Quý Nghiêu đứng thẳng sống lưng, hướng phía Cao Á Hảo phương hướng hung hăng chừng mắt liếc. Quý Nghiêu rất sớm tự lưu ý đến Cao Á Hảo nhìn chăm chú ánh mắt rồi, vừa rồi khinh khỉnh xem như cho hắn một cái cảnh cáo, lại nhìn tựu ta móc hai tròng mắt của ngươi ra, ngươi nhà tin hay không. Cao Á Hảo lĩnh ngộ đến cái này một tin tức về sau, không chỉ có không có thu hồi ánh mắt, ngược lại làm tầm trọng thêm xem càng thêm hăng say nhi, cười chung mang theo chiêu tức, như cũ là cái kia phó cần ăn đòn đức hạnh. Ha ha, lão tử hôm nay thật sự là muốn cùng hoa thuận liễu tương đương. Phương thần đập chân trầm trồ khen ngợi, bài trên mặt ba tờ đã là hắc đào di, 10, 9. Nếu như lại đến một chương hắc đào quy, cộng thêm át chủ bài hắc đào ca, không thể nghi ngờ là đêm nay trận này lớn nhất bài mặt, cùng hoa thuận. Ta nói phương gia, người tại cao hứng như vậy xuống dưới, còn lại mấy vị ngoạn gia nếu không theo, người nhưng tại sao là tốt. Cao Á Hào cũng không biết phương thần cao hứng cái gì nhiệt tình, như vậy hiển nhiên kêu lên cùng hoa thuận, ngốc tử mới sẽ tiếp tục cùng đi theo nì. Ai, vậy cũng chưa hẳn, phương thần ngửa ra ngưỡng cái cầm, chỉ vào bên phải nhất ngoạn gia. Nhìn thấy không có, cái kia anh em đi theo nì. Cao Á Hào nhìn cũng chưa từng nhìn bên kia, cười nói cái kia phương ra chỉ để ý cao hứng là được. A à, thành toa cáp này đây năm cái đến tính toán đích, một vòng cuối cùng phóng bài xong, muốn công bố át chủ bài, thắng thua tựu xem cái này một vòng cuối cùng phóng bài. Đợt thứ hai chung Cao Á Hào vứt bỏ bài, vòng thứ ba Trung Nữ Ngoạn Gia vứt bỏ bài, hôm nay còn lại cũng chỉ có phương thần cùng bên phải nhất vị kia Nam Ngoạn Gia liếu tương đương. Quý Nghiêu mặt không biểu tình mà thân thủ đến bài trước mặt, chưa va chạm vào bài thời điểm, hắn chỉ cảm thấy lấy cái bàn khẽ run lên, mà nhưng vào lúc này, Quý Nghiêu lập tức muốn va chạm vào tờ giấy kia bài coi như có chút bỗng nhúc nhích, Quý Nghiêu cảm thấy cả kinh, vội vàng hướng bên phải nhất vị kia nhìn thoáng qua, nam nhân mặt không đổi sắc mà mỉm cười, thỉnh phóng bài. Kinh ngạc qua đi, Quý Nghiêu suy nghĩ cẩn thận một điểm, người nam nhân này căn bản vốn cũng không phải là cái gì ngàn người, hắn gây nên đổi bài, bất quá là những người khác tận lực an bài mà thôi. Cả đêm, Quý Nghiêu đều duy trì lấy vẻ mặt cứng ngắc, duy chỉ có giờ khắc này hắn lộ ra mỉm cười, hắn rút ra bài một khắc này, Phương Thần mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào, thẳng đến bài mặt hướng thượng, Phương Thần lúc này mới nhịn không được hét lớn một tiếng, dùng cái này đến thổ lộ phẫn nộ trong lòng. Chương 998. Phương Thần trong tay át chủ bài là hát Đào ca, mà bài trên mặt y tự là Hắc Đào chín. 10, Si Ba Tờ, nếu như lại đến một chương Hắc Đào Quy, như vậy tựu là một bộ cùng hoa thuật, tuyệt đối là bài mặt lớn nhất một bộ bài. Nhưng lệnh phương thần tuyệt đối không nghĩ tới chính là, quý nghiêu thả ra cuối cùng một bài tẩy, dĩ nhiên là hoa mai sáu, kể từ đó, cùng hoa thuận làm không được, lập tức theo lớn nhất bài mặt biến thành nhất nhỏ, thành một chút cũng không có đối với tán bài. Phương thần phẫn nộ đến thẳng vỗ bàn, quát um lên, lão thiên gia không đợi như vậy trêu cợt người A. Quý nghiêu nghe nói như thế có gan muốn cười xúc động, bài bị đổi hết đây cũng không phải là lão thiên gia làm chủ, mà là. Quý Nhiêu mắt nhìn Cao Á Hào, hắn như trước mặt mỉm cười, hoàn toàn một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Quý Nhiêu thu hồi ánh mắt, đảo mắt hướng nhất mặt phải vì kia ngoạn ra bài trên mặt nhìn thoáng qua, là hồng đào năm, hoa mai năm, phương phiến năm, nếu như Quý Nhiêu thả ra cuối cùng một bài tẩy cùng lá bài tẩy của hắn trùng hợp, như vậy tựu là một bộ tràn ngập không khí phấn khởi, cũng có thể coi vì hồ lô, Quý Nghiêu lúc này thật là muốn giúp phương thần đích, không vì cái gì khác đích, tựu sông cao á hảo cố ý thiết hạ như vậy một cái, ván cục đến sò xét chính mình, hắn nên trợ giúp phương thần. Bất quá rất đáng tiếc chính là, bên phải nhất vị này ngoạn ra bài đã muốn thành kết cục đã định, cho dù Quý Nghiêu thông qua ngàn thuật đổi đi cuối cùng này một bài tẩy, bài của hắn mặt như cũ là lớn nhất đích, một bộ bài trong có ba chương đồng điểm số đích, nhưng xưng là ba tờ. Người ngược lại phóng bài A-H, nam nhân tựa hồ đã đợi không kịp, Quý Nghiêu không hề tâm tình mà hướng hắn nhìn thoáng qua, sau đó thân thủ đi rút bài. Đầu ngón tay va chạm vào bài trong nháy mắt đó, Quý Nghiêu do dự, hắn rốt cuộc có nên hay không đổi đi cái này bài tẩy. Quý Nghiêu là chẳng muốn đi làm vô dụng công đích, nhưng cẩn thận tưởng tượng, hắn hôm nay mới vừa lên nhâm ngày đầu tiên đã bị cao á Hào vô tình trêu đùa hí lộng, bằng vào lý do này, hắn nên đổi đi cái này bài tẩy. Cái này lúc đó chẳng phải cao á Hào chỗ hy vọng nhìn qua ư. Nghĩ được như vậy, Quý Nghiêu rốt cuộc làm ra quyết định, phóng bài thời điểm, Quý Nghiêu cố ý lấy tay trưởng che chặn bài hộp, rút bài trong nháy mắt, Quý Nhiêu dùng đầu ngón tay đồng thời vê ra hai bài, trên mặt ngạch cái kia chính là mọi người chờ mong cuối cùng một bài tẩy. Quý Nhiêu đem hai bài trùng hợp, lấy tay trưởng đưa bài phương thức vật che chắn đưa bài quá trình, đợi cho bài đưa đến nam nhân trước mặt lúc, Quý Nhiêu dùng ngón trỏ cùng ngón giữa tốc độ nhanh nhất đem thứ hai trang giấy bài sốc lên, nhanh chóng ném tới, về phần mặt khác một bài tẩy, như trước giấu ở quý nghiêu bàn tay chính giữa. Quý nghiêu thu tay lại cánh tay giấu ở phía sau, đem tờ giấy kia bài nhét vào bờ mông sau trong túi áo. Ta cũng không tin lá bài tẩy của ngươi cũng là phương phiến hai. Phương thần thua là nhất định phải thua, nhưng hắn tình nguyện thua ở ba tờ trong tay, cũng không muốn thua ở hồ lô trong tay, nếu không hắn đắc nghẹn mà chết. Nam nhân cười cười, trợ thủ đắc lực đồng thời khởi công, che giấu ở át chủ bài nhìn thoáng qua, Ngươi là hoa mai xấu, ngươi bài mặt đại. Phương thần cắn răng một cái, đem trước mặt tất cả thẻ đánh bạc phỉnh ném vào, ta muốn xem lá bài tẩy của ngươi. Nam nhân cười cười, sau đó đưa trong tay át chủ bài mở ra ném vào trên mặt bàn. Phương thần đứng lên, cuồng vỗ bàn, ta liền cho nói không phải phương phiến 2A. Nam nhân không cho là đúng nói, bất kể là không phải phương phiến 2, người ván này đều là thua. Phương thần đắc ý nói ngươi thực cho rằng anh em quan tâm cái này? Phương Thần cầm lấy lá bài tẩy của mình, người nên vậy may mắn chính mình đi xa, ta muốn là lấy được hắc đào quy, hôm nay thua nhưng chỉ có ngươi. Nam nhân khinh thường tại cùng Phương Thần giải thích, mà là đối với Quý Nghiêu một giọng nói, hợp quy tắc thoáng một tí cho ta. Quý Nghiêu giống như lúc trước đồng dạng, mặt không biểu tình mà đem đài trên bàn thẻ đánh bạc phỉnh gom cùng một chỗ, một chồng chồng chất đưa đến nam nhân trước mặt. Anh em ngươi hảo hảo chơi lấy ta có việc đi trước một bước. Nam nhân cầm lấy thẻ đánh bạc phỉnh cũng không quay đầu lại rời đi. Phương thần hướng trên mặt đất hung ác phun một ngụm, thắng một bà tự loáng, người nào nỉ đây là. Ta nói phương ra a hát, cao á hào xem đủ rồi náo nhiệt, là thời điểm mở miệng, phương gia cùng cái loại người này không cần phải tức giận, chẳng thừa dịp vận khí tốt, chơi nhiều hai bà, nói không chừng tự gỡ vốn nữa nha. Cái này cũng gọi vận khí tốt a hát. Phương thần một hơi suýt nữa không có thở gấp đi lên. Cao Á Hào cười nói, người suy nghĩ thật kỹ, người bình thường còn có bắt được qua tốt như vậy bài, không có A. À. Cao Á Hào từ trên ghế đứng lên, cái này là vận khí, nói không chừng ngươi hạ đem bà thật sự bắt được cùng hoa thuận nữa nha. Phương thần vừa nghe cũng thấy nếu có chuyện như vậy nhi, bình thường chơi toa cáp, bắt được qua lớn nhất bài mặt thì ra là ba đầu hai đôi cái gì đích, hôm nay có thể chứng kiến cùng hoa thuận thân ảnh, chẳng lẽ thật là vận khí tốt chuyển đã thành, ta còn có việc nhi, sẽ không cùng phương ra rồi, ngài chậm rãi chơi lấy. Cao Á Hào sửa sang lại quần áo Tây, chuẩn bị lúc rời đi hướng Quý Nhiêu nhìn thoáng qua, lại để cho Tiểu Trần thay ngươi, ngươi theo ta đến văn phòng đến. Quý Nhiêu bị Tiểu Trần thế thân công tác về sau, đi theo Cao Á Hào đến lầu hai văn phòng. Vào cửa hậu, Lâm Sâm thay Cao Á Hào cùng Quý Nhiêu phân biệt rót hai chén cà phê, sau đó mở cửa rời đi liễu tương đương. Cao Á Hào cười chỉ chỉ cà phê trước mặt, Nếm thử xem, ta đặc biệt thích uống đích. Quý Nghiêu liếc mắt, liên quan gì ta còn a? À. Cao Á Hào nhếch miệng, người nói không liên quan sẽ không quan a. À. Hắn cầm lấy ly tiến đến bên miệng nhấp một ngụm nhỏ, vui thích nói, dễ uống, uống ngon thật. Quý Nghiêu suýt nữa từ trên ghế lăn xuống đi, ta nói Cao Á Hào, người đều nhiều hơn lớn a, à, có thể hay không tưởng cái người bình thường. Cao Á Hào vẻ mặt vô tội, ta năm nay 31, mình cảm giác rất phù hợp thường a à hát cao á hào đưa tay gãi gãi đầu cười nói người nói ta ở đâu không bình thường phương diện kia sao phương diện kia quý nghiêu giật mình người nói sao đâu rồi ta như thế nào nghe không hiểu đắc cao á hào khoát tay áo ta đây là đàn gảy tai châu a hát cao á hào nghiêng về phía trước thân thể cười rộ lên như cũ là như vậy tiện chiêu gọi nhi ta nói quý nhiêu người sẽ không phải có lẽ hay là chip hôi nỉ a à. quý nghiêu chợt cảm thấy mặt tại thiêu đốt ho nhẹ một tiếng người nói tìm ta có việc nhi, chính là hỏi ta cái này. Đương nhiên không phải, bất quá cái này cũng không có nghĩa là ta không quan tâm cái này. Cao Á Hảo Nương đến trên ghế dựa, cười nói, bất kể thế nào nói, quý bá phụ đều muốn ngươi giao cho ta, còn nói để cho ta hảo hảo chiếu cố ngươi, cho nên ta phải làm hết phận sự mới được là A Hát. Quý Nhiêu cười lạnh nói, người muốn thay đổi đi. Cao Á Hảo sướng sờ, ta là sao muốn đổi nghề A Hát. Ơ, ờ, cái này nhưng nói không chính xác, người đã đều quan tâm đến ta có phải là chip hôi rồi, chẳng lẽ không phải muốn buông tha cho đế các tổng giám đốc vị trí, đổi nghề đi làm kéo ra đầu hay sao? Quý Nhiêu cười thập phần đắc ý. Cao Á Hào cười tâu tuyết miệng, cười khổ nói kéo ra đầu cái từ này nhi nhưng quá khó nghe rồi, không phải loại người như người thân phận nên, phải hỏi đích. Ta thân phận gì, ta bất quá chính là cái chia bài mà thôi cao á hào cười nói ngươi sẽ không phải bởi vì ta an bài cho ngươi cái chia bài công tác giận ta nỉ a à. cao á hào cực kỳ hưng phấn đứng người lên chạy đến quý Nhiêu bên người ngồi xuống nói đi ngươi nếu tức giận tự nói với ta ta cam đoan cho ngươi đổi một phần công tác ví dụ như ta th yêu ta ép thân trợ lý cái gì hay sao hầu hạ ta ăn uống cùng với ngủ ngon tượng cũng không tệ quý Nhiêu chán ghét hướng bên cạnh xê dịch vị trí ngươi tái sao không đi tử nì Ta chết đi ngươi chẳng phải thiếu đi cuộc sống niềm vui thú ư, ngươi nói có đúng hay không? Cao Á Hảo rỗi dài cánh tay, vây quanh Quý Nhiêu sau lưng khoác lên sofa chỗ tựa lưng thượng. Quý Nhiêu nhíu mày trừng mắt hắn, Cao Á Hảo, ngươi có chuyện gì nói công việc, lại như vậy bẩn chú ý ta. Chú ý ngươi cái gì? Cao Á Hảo cắt ngang Quý Nhiêu lời mà nói, ngay sau đó lại đi Quý Nhiêu bên người đụng đụng. Quý Nhiêu, nói thật, theo ta hợp tác a, ta đặc biệt khả quan ngươi. Quý nhiêu đưa tay ngăn lại Cao Á Hào tiếp tục đi phía trước cử động, nói chính sự có thể, đừng có lại đi phía trước đến liễu tương đương. Như thế nào? Người thẹn thùng a hát. Cao Á Hào vô lại nhíu mày, ôi, ta như thế nào đã quên cái này mảnh vụn gốc người từ nhỏ đến trừ người ra tỷ, giống như bên người tự chỉ có một gọi lưu hạ đến phát tiểu bạn chơi với nhau từ hồi mặc quần thùng biết a. Cao Á Hào vỗ vỗ cái ót, a hát đúng rồi, còn có một gọi lâm cô nương. Quý Nhiêu giật mình nói, người nhà điều tra ta. Điều tra, không tính là, Cao Á Hào mỉm cười, ta lúc ấy cũng rất buồn bực, người nói người đều 22 rồi, như thế nào mới đọc đại nhị đâu rồi, hơn nữa ta lại là cái tràn ngập lòng hiếu kỳ người, tự nhiên muốn đem bả sự tình cái minh bạch. Về Quý Nhiêu 22 tuổi còn đọc đại năm hai chuyện này, hắn là rất lưu hạ nhắc tới khởi qua đích, chuyện này nguyên nhân gây ra chính là đánh chỗ ấy đến đích. Chỉ có điều Quý Nhiêu không có để vào trong lòng, chuyện này thì không có người lại đề lên qua. Người cùng lưu hạ đến vì cô nương kia đánh nhau, thế cho nên đại một tạm nghỉ học một năm, hẳn là có chuyện như vậy nhi a. À. Quý nghiêu âm thanh lạnh lùng nói, người cha đều tra xét, còn hỏi ta làm gì vậy? Đối với người có một chút không nghĩ ra a hát, cao á hào tơn nơ buồn bực hỏi, lâm sơ thích người không giả, trong trường học người cũng biết, đối với người như thế nào cảm thấy, người không thích nàng nhỉ? Làm sao người biết ta không thích nàng? Quý Nghiêu chỉ do khí bất quá, thuận miệng bịa chuyện nói ta khả ưa thích nàng, ưa thích cực kỳ khủng gây ết yêu ta ép. Lời vừa ra khỏi miệng, Quý Nghiêu ngây ngẩn cả người, hắn làm gì như vậy rất nghiêm túc đi giải thích, có tất yếu ư, thật sự có tất yếu sao. Cao Á Hào hé miệng cười trộm, theo rồi nói ra ơ, không có nhìn ra a hát. Cao Á Hào thay đổi lúc trước cả lơ phất phơ diễn xuất, nghiêm túc nói, lại nói ngươi như vậy ưa thích nàng, có hay không cùng nàng đánh qua sóng. Cao Á Hào vỉnh lên vỉnh lên miệng, từng có sao. Đắc, Cao Á Hào người này cho dù dù thế nào đứng đắn, thực chất bên trong như trước tràn ngập hạ lưu hương vị. Quý Nhiêu rất nhanh phiết quá mức, có liên hệ với người sao. Ta hiếu kỳ A Hát, Cao Á Hào kiên nhẫn nói, nói nói xem, có hay không thân qua, còn có, sát qua tay không có, hay hoặc là, các người có hay không cái kia qua. Cao Á Hào càng nói càng là hạ lưu, thẳng đến hắn trông thấy quý nghiêu lỗ tai căn bản đều đỏ lúc này mới nhịn không được cười to, ta nói quý Nhiêu, ngươi thật đúng là đủ chiêu chọc đích. Quý nghiêu tức giận nói, người nhà cút nhanh lên chứng, chú ý ta đánh ngươi. Cao Á hào sách một tiếng, ta lúc trước nói tất cả, có thể đánh ta tiểu hai người, một người là cha ta, một người là tương lai của ta vợ. Cao Á hào chọn lấy lông mày, cha ta bối phận đại, ngươi không đảm đương nổi, nói một cách khác, ngươi tương đương vợ ta nhi. Quý Nghiêu hoảng sợ nói, Cao Á Hào, người nhà không có bệnh A. À? Ta rất bình thường A hát, nói xong, Cao Á Hào phóng hạ khoác lên sofa chỗ tựa lưng thượng cái tay kia, nhanh chóng đã rơi vào Quý Nghiêu sau lưng thượng. Quý Nghiêu vô ý thức muốn đứng lên, cái đó nghĩ đến lại bị Cao Á Hào bắt được dây lưng quần. Quý Nghiêu tức giận khó nhịn, người nhà rốt cuộc muốn làm gì. Cao Á Hào mỉm cười, ta tài giỏi nha, đơn giản chính là muốn nhìn ngươi một chút dấu ở chỗ này cái kia bài tẩy mà thôi. chương 999 Cao Á Hào cử động xem như không đánh đã khai, tự hành bại lộ chân tướng sự tình. Quý Nhiêu đi theo Cao Á Hào đến văn phòng trên đường, trong nội tâm tính toán tìm thời cơ hỏi một chút hắn tại sao phải thiết hạ như vậy một cái phán cục, bởi vì Quý Nhiêu tin tưởng, trong chuyện này ngoại trừ thăm dò chính mình bên ngoài, khẳng định vẫn tồn tại mặt khác nhân tố, Cao Á Hào từ phía sau túm ở Quý Nhiêu dây lưng quần, dùng sức kéo thời điểm, Quý Nhiêu quần áo trong đã muốn chui ra, mơ hồ lộ ra sau lưng làn ra. Quý Nhiêu từ đi tới thời đại này, thật đúng là không có được qua như vậy đối đãi trong lúc nhất thời tức giận khó nhịn, dắt lấy dây lưng quần cưỡng ép hát ta ép đứng lên, Cao Á Hào, người nhà cho ta buông tay. Quý Nhiêu phản ứng quá lớn, Cao Á Hào dắt lấy hắn dây lưng quần cái tay kia cũng bị lạc đau nhức hắn vội vàng buông tay ra, nhìn xem trên bàn tay lạc ra dấu vết, thực tức giận. Cao Á Hào chém xéo thân ngồi ở trên ghế salon, ngẩng đầu nhìn Quý Nhiêu liếc, cười nói, người biết không, người hiện tại đặc biệt tượng một loại động vật. Quý Nhiêu khó có thể tin mà nhìn xem Cao Á Hào, còn không đợi mở miệng nói chuyện, Cao Á Hào thuận miệng đến câu, hầu tử, điển hình đau sót axit mặt hầu tử. Đau sót axit mặt hầu tử, Quý Nhiêu nghe thế từ núi khố không khỏi sướng sờ, người nói ai là đau xót axit mặt hầu tử nì. Quý Nhiêu vốn là điểm nộ khí đã muốn lên tới cực hạn, mắt nhìn thấy sắp bộc phát thời điểm, cao á hào một câu đau xót axit mặt hầu tử lúc này lại để cho hắn phá công, khí cực ngược lại cười đồng thời vẫn không quên vuốt vuốt mặt, muốn cùng ngươi tức giận đều sinh không đứng dậy. Tức giận có sao tốt, cao á hào vỗ vỗ sofa, ngồi xuống nói chuyện, người đứng không phiền lụy a -hát. Quý Nhiêu tại chỗ sửa sang lại quần áo, ngồi xuống lúc cố ý cùng cao á hào kéo ra một khoảng cách dò hỏi người nọ là ngươi an bài hay sao cao á hào vỉnh lên miệng gật đầu không phải ta còn có thể là ai a hát quý nhiêu cười nói người thừa nhận ngược lại thống khoái nói đi vì cái gì làm như vậy hẳn không phải là đơn thuần mà thăm dò ta đi quý nhiêu nói chuyện đồng thời tay phải đã muốn từ phía sau trong túi áo lấy ra cái kia phương phiến hai thuận tay ném vào trên bàn ta đổi bài thời điểm ngươi có phát giác sao cao á hào giang tay ra ta nếu có thể phát giác còn dùng đắc lấy thăm dò ngươi sao cao á hào rốt cuộc cam lòng cho đứng đắn rồi thu liếm bất cần đời bộ dáng nghiêm túc nói ta khi đó liền suy nghĩ người rốt cuộc hội sẽ không xuất thủ đổi bài dù sao phương thần là nhất định phải thua đích nếu như ta không ra tay người ý định thế nào cao á hào mỉm cười nói nếu như ngươi không ra tay cái kia lúc trước ta theo lời kia phen lời nói cho dù hết hiệu lực liếu tương đương Cao Á Hào nói lời nói này thời điểm, hoàn toàn là tại lừa mình dối người, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu như Quý Nhiêu không có ra tay, hắn còn sẽ tiếp tục thiết lập ván cục, một lần không thành tựu được lần thứ hai, một ngày nào đó sẽ thấy Quý Nhiêu thực lực chân tránh. Quý Nhiêu ra vẻ hối hận, tiếc nói, sớm biết như vậy ta nên không ra tay đích. Người cứ như vậy không muốn theo ta hợp tác, Cao Á Hào cẩn thận tưởng tượng, bây giờ còn không tiếp tục cái đề tài này thời điểm, vấn đề này chúng ta qua đi bàn lại. Cao Á Hào thân thủ theo trên bàn lấy qua cái kia phương phiến hai, giấu ở trong lòng bàn tay, lấy tay vai vác phương hướng đối với Quý Nhiêu nói, người chính là như vậy đem bả bài che giấu đấy sao? Tự như người vậy sớm bị người phát hiện liếu tương đương. Quý Nhiêu mỉm cười nói, ta muốn dùng ngươi chỉ số thông minh, ta là rất khó cùng ngươi giải thích rõ ràng đích. Quý Nhiêu tự nhận là hòa nhau một thành, vênh váo tự đắc mà sông Cao Á Hảo nhíu mày. Cao Á Hảo phụt nở nụ cười, Quý Nhiêu, Ta là người chính là đần A-Hát, ngươi chưa từng nghe qua một câu ư, không ngại học hỏi kẻ dưới, ta hiện tại chính là tại thỉnh giáo ngươi A-Hát, đến, tranh thủ thời gian nói nói xem, ta đều vội muốn chết. Ngươi, quý nhiêu hận hàm răng ngứa, cảm tình chính mình một đầu đâm vào trên bông, người ta không đến nơi đến trốn, chính mình ngược lại đụng ra một cái túi lớn. Quý nhiêu thấp cúi thấp đầu, ủ rũ nói, nhị thiếu ra, ngươi có thể cho ta mượn một cây đao sao. Để làm chi, người muốn tự sát A-Hát. Cao Á Hào kềm chế cuồng tiếu xúc động. Quý Nhiêu rũ cục lấy đầu, giở khóc giở cười nói, nhị thiếu ra, ta sai rồi, lời nói mới rồi ta thu hồi, người người này thông minh lắm, thật sự. Quý Nhiêu vỗ vỗ bộ ngực, ta đây chính là phát ra từ đáy lòng đích. Ta đây biết rõ, đoàn người đều nói như vậy, Cao Á Hào lại cầm ván kế tiếp, cười hướng Quý Nhiêu bên người xê dịch, Quý Nhiêu, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Quý Nghiêu không để ý đến cao á hào hướng bên cạnh hắn gom góp sự tình, cái gì? Người nói, vừa rồi người kia ngàn thuật như thế nào? Ngàn thuật, Quý Nhiêu trong tươi cười mang theo chán ghét, nếu như vậy cũng có thể gọi ngàn thuật, vậy ta còn tốn sức nhi địa học cái gì a à Cao á hào hưng phấn nói, nói nói xem, ngươi là như thế nào giải thích đích? Quý Nghiêu liếc mắt, chính người an bài còn dùng đắc lấy tới hỏi ta, có ý tứ ư ngươi? Quý Nghiêu bất đắc dĩ thở dài, Nhị thiếu gia, người muốn nói cái gì người tự gọn gàng dứt khoát nói đi. Cao Á Hào hiểu ý cười một tiếng, đi theo theo trên bàn trà cầm điều khiển từ xa, mở trên vách tường lcd TV. Chỉ chốc lát sau trên màn hình xuất hiện hình ảnh. Cao Á Hào chỉ vào màn hình nói, cái này là vừa rồi cái kia phó bài bị đổi hết lúc chỗ làm bản sao đích. Người nhìn kỹ xem. Cao Á Hào vì để cho quý nhiều thấy rõ, dùng điều khiển từ xa thả chậm màn ảnh. Như vậy đài án tại đế charix chỉ có ngũ đài là vì chuyên môn nơi mà xếp đặt thiết kế đích. Chuyên môn nơi. Đúng, ta chỗ chỉ chuyên môn nơi, chính là đế cắt gặp trên lợi ích thiệt thòi tổn hại, hoàn toàn chính là lúc này, như vậy một đài máy móc có thể thoải mái trợ giúp đế cắt vãn hồi cục diện. Cao Á Hào không có chút nào giấu giếm, chi tiết đem hết thảy nói cho Quý Nhiêu. Cao Á Hào dùng điều khiển từ xa tạm dừng hình ảnh, quay đầu nhìn xem Quý Nhiêu nói, nếu như ngươi là ngoạn gia, gặp như vậy một đài máy móc, ngươi có bao nhiêu thắng nắm chắc. Quý Nghiêu chuyên chú ánh mắt rơi vào trên màn hình TV, trầm tư thật lâu, nếu như dùng vừa rồi cái kia đài máy móc mà nói, đổi bài cơ hội chỉ có một, thì phải là tại bài chưa rời đi cái hộp trước kia, chỉ có lúc này mới có thể năng lực rất nhanh đổi bài, ta nói rất đúng sao? Đúng, vậy là tốt rồi xử lý liễu tương đương, Quý Nghiêu trường than một hơn, nhị thiếu ra, ta không ngại nói cho người biết lời nói thật, như vậy một đài máy móc là không có tồn tại tất yếu đích bởi vì một khi bài đến ngàn người trong tay, đổi bài cơ hội tựu đại rất nhiều. Cao Á hào đánh cho cái tay vang lên, vấn đề đến rồi, nếu như nói, ta là giả thiết A Hát, ví dụ như một cái ngàn chung cao thủ cùng như vậy một đài máy móc có chỗ kết hợp, như vậy người thắng tỷ lệ lại có nhiều hơn. Cao Á hào đưa ra giả thiết không phải là không có khả năng phát sinh đích, như vậy cũng tốt so quý nhiều thời đại kia, nhà cái cùng ngàn người liên hợp, dùng cái này để đạt tới cùng có lợi mục đích, loại này sự tình sớm đã nhìn mãi quen mắt, huống chi là như bây giờ một cái kinh tế cùng khoa học phát đạt thời đại nhì. Không thể không nói, Cao Á Hào cái này một giả thiết, lập tức lại để cho quý nghiêu hiểu ra liễu tương đương. Song quyền nan địch tứ thủ, lại ý tứ này sao? Quý nghiêu chợt nhớ tới đang ở thiên môn cái kia đoạn thời gian, hắn cùng với mặt khác thất tướng bơi đi giang hồ, đả bại thiên hạ vô địch thủ bản quyền là bực nào làm cho người hoài niệm. Hôm nay tinh tế nghĩ đến, mặc dù chính mình người mang ngàn thuật tuyệt kỹ, nhưng nếu không có bọn hắn theo bên cạnh đến đỡ, chính mình lại có thể đi thật xa đâu này. giờ này khác này, quý nhiêu đối với cao á hào lau mắt mà nhìn, nguyên lai like, ấn tượng đầu tiên là hội làm giả đích. cao á hào không có đánh đoạn quý nhiêu trầm tư, mà là một bên lẳng lặng yên cùng đợi. chỉ chốc lát sau, cao á hào theo quý nhiêu trên nét mà thấy được thoải mái, thời cơ đã đến, cao á hào mỉm cười ta nghĩ tới ta nên vậy lại để cho lâm sâm cầm bình sâm panh đến, vì ngươi tương lai của ta hợp tác uống một chén. Quý Nhiêu lấy lại tinh thần nhi, ho khan hai tiếng, ta có nói muốn hợp tác với ngươi sao? Ta nói Quý Nhiêu, ta không như vậy thành à, cao á hào cười đặc biệt vô tội, người đã đều nhìn thấu tâm ý của ta rồi, ta tụ biệt đừng nhẫn tâm như vậy cự tuyệt, người xem được không? Cao á hào vỉnh lên vỉnh lên miệng, hơn nữa chiều bài thức tiện cười. Lập tức đem bà Quý Nghiêu làm cho tức cười. Cao Á Hào thấy Quý Nhiêu nở nụ cười, nháy mắt nói ai, cho câu thống khoái lời nói à. Quý Nhiêu cười không ngừng, khoát tay nói ta cự tuyệt, kiên quyết không đồng ý. Cao Á Hào sách một tiếng, lời này nói ra không nên nết. Cao Á Hào lại hướng Quý Nhiêu bên người xê dịch, Quý Nhiêu, ta biết rõ trong lòng ngươi đã có chủ ý, ngươi đã không chịu nói, ta đây coi như ngươi chấp nhận. Quý Nhiêu cười nói cảm tình ngươi đây là ép mua ép bán a AH. hát như vậy giải thích cũng có thể. Cao Á Hào như chút được gánh nặng mà thở hổn hển câu chửi thề, vì đem ngươi đem tới tay, ta đúng vậy mánh khóe dùng hết ha hát. Nói xong, Cao Á Hào vẫn không quên vứt cho Quý Nghiêu một cái mập mở ánh mắt nhi. Lời này của ngươi nói như thế nào nghe như vậy không được tự nhiên nì. Quý Nghiêu nghi ánh mắt mê hoặc nhìn xem Cao Á Hào, lúc trước ngươi đã nói ngươi bao nhiêu ấy nhỉ. 31 ha hát, làm sao vậy? Người có bạn gái sao? Cao Á Hào kinh ngạc nói, không có a hát, làm sao vậy? Cao Á Hào nghĩ thầm là không phải mình hay nói dẫn lái qua đầu, lại để cho quý nhiêu có chỗ hiểu lầm rồi. Cao Á Hào vội vàng giải thích, ta nói quý nhiêu, người sẽ không phải đã cho ta ưa thích Nam A. Quý nhiêu nghẹn lấy cười, chẳng lẽ không đúng sao? Quý nhiêu từ trên ghế salon lông đứng lên, nhị thiếu ra, ta cuối cùng Vu Minh bạch ngươi vì cái gì nhọc lòng muốn theo ta hợp tác rồi, nguyên lai like ngươi ôm ý nghĩ như vậy a hát. Quý Nghiêu đi đến Cao Á Hào bên người, bất đắc dĩ mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, không cần phải mê luyến ra, ra chỉ là truyền thuyết. Nói xong, Quý Nghiêu nhanh hơn bước chân đi ra cửa. Cao Á Hào phản ứng quá mức nhi thời điểm, Quý Nghiêu đã muốn mở cửa chạy, hắn lại không thể đang tại bên ngoài nhiều như vậy công nhân mặt cách không kêu gọi đầu hàng, chỉ có ngồi ở trên ghế salon bất đắc dĩ cười khổ, bỗng nhiên, Cao Á Hào trên nét mặt hiện lên một tia giảo hoạt, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Quý Nhiêu theo Cao Á Hảo văn phòng đi ra về sau, đúng lúc gặp Lâm Sâm, Lâm Sâm khách khí mà hướng Quý Nhiêu nhẹ gật đầu, tứ thiếu ra nhưng là phải xuống dưới bể bộn rồi. Quý Nhiêu cười cười, ta hiện tại cũng là một làm công đích, người gọi ta Quý Nhiêu có thể. Lâm Sâm giật mình, thầm nghĩ cái này con riêng chính là không giống với, không có lo lắng đáng thương A hát. Lâm Sâm mỉm cười nói, vậy thì bảo ngươi Quý Nhiêu A, à, ngươi là muốn xuống dưới công tác. Vừa rồi nhị thiếu ra tìm ta nói chuyện, đã muốn làm trễ nãi không thiếu thời gian, ta sợ tiểu trần một người bận không qua nổi. Lâm sâm lần nữa giật mình, trái cây kia thật sự là dưỡng ở bên ngoài hài tử, tâm địa tốt a hát. Lâm sâm mắt nhìn trên cổ tay bề ngoài, còn có ba giờ thay ca, thì vài bả bài công việc. Ta đây đi xuống, ngài vội vàng. Quý nghiêu vừa xoay người, lâm sâm vội vàng nói, đúng rồi, quý gia cùng đế cắt cách, cách xa xôi, người buổi tối như thế nào trở về. Ta đánh, ta đưa hắn trở về. Cao Á Hào theo làm việc ở phía trong đi ra, cắt đứt quý nghiêu cùng lâm sâm nói chuyện, hắn cười nói ta vừa vặn tiện đường, thuận tiện lấy đem ngươi đưa về nhà. Lâm sâm trong nội tâm thầm nói, người nhà nói lời bịa đặt đều không đỏ mặt đích, còn tiện đường, người tại sao không nói nhà của ngươi sẽ ngủ ở quý gia bên cạnh nhì. Ta đưa ngươi trở về, có thể. Cao Á Hào cười đi vào quý nhiêu bên người. Quý nghiêu không sao cả nói, vậy làm phiền nhị thiếu ra liễu tương đương. Khách khí, Cao Á Hào thấy Quý Nghiêu cũng không quay đầu lại đi xuống lầu, vội vàng hướng Lâm Sâm nói ra, tìm cái thời gian đi phà, mua hai trời tối ngày mai vé tàu. Chương 1000. Trong đêm 2 điểm, Quý Nghiêu cuối cùng đã xong ngày đầu tiên công tác, theo phòng thay quần áo đổi tốt quần áo đi ra, đúng lúc chứng kiến Phương Thần theo toilet phương hướng đã đi tới. Khuya hôm nay, Phương Thần thắng không ít thẻ đánh bạc phỉnh, đi đường đều là Nhiêu hò hét đích, trên đường chỉ cần đụng với đế các nhân viên công tác. Đáng tin hội khen thưởng một hai cái thẻ đánh bạc phỉnh đắc sắt đều không bên cạnh nhi liễu tương đương. Ơ, ờ, anh em tan tầm rồi. Phương thần liếc nhìn Quý Nhiêu, cô một thân thịt béo đã đi tới. Quý Nhiêu khách khí nói, đều đã chế thế như vậy, Phương ra còn không định về nhà sao. Hồi A-Hát, cái này liền chuẩn bị trở về. Phương thần mắt hí cười, người nói có trách hay không A-Hát, người hôm nay ngày đầu tiên đến đế cắt đi làm, ta đúng lúc lại ngồi ở ngươi đại án trước chơi bài vận khí tốt thật sự là không phản đối, người sẽ không phải là vận may của ta Thảo A. Quý Nhiêu có gan buồn nôn xúc động, Phương Gia nói đùa, ngài thật sự vận khí tốt, cùng ta không có sao. Quý Nhiêu làm cả đêm chia bài, tận mắt nhìn thấy Phương Thần tất cả bài mặt, không thể không nói, hắn đêm nay vận khí thật sự tốt, ngoại trừ hồng đào cùng hoa thuận bên ngoài, cái gì bài cũng làm cho hắn mỏ tới, chỉ là không biết phần này vận khí có thể duy trì bao lâu, cố gắng qua rồi đêm nay tự biến mất hầu như không còn liếu tương đương. Như thế nào không có sao, ta nói có ngay cả có. Phương thần thuận tay theo trong túi quần móc ra 500 khối thẻ đánh bạc, phỉnh, đưa tới quý nhiêu trước mặt, tính toán làm vất vả mất. Quý nhiêu gượng cười, chậm chạp không có thân thủ đi đón. Đúng lúc lúc này, Cao Á Hào theo trong thang máy đi ra, chứng kiến quý nhiêu thời điểm vội vàng nói, quý nhiêu, người còn có đi hay không rồi, quý bá phụ đều theo tài yếu nhân liễu tương đương. Quý Nghiêu thừa cơ nói ra, không có ý tứ phương ra, ta phải về nhà rồi, ngài cũng tranh thủ thời gian đi về nghỉ ngơi đi. Quý Nghiêu xông hắn cười cười, sau đó vượt qua hắn đi tới Cao Á Hảo bên người, đi thôi. Phương thần mắt thấy Quý Nghiêu ra đế các đại môn, vội vàng đi đến Cao Á Hảo thân vừa hỏi, người mới vừa nói hắn tính quý. Cao Á Hảo gật gật đầu, đúng, hắn là tính quý. Phương thần đầu chuyển tương đương nhanh, Vội vàng hỏi nói, hắn và quý vạn hoàng là quan hệ như thế nào? Quý vạn hoàng tiểu nhi tử. Ơ, ờ, nguyên lai like bên ngoài đồn đãi đều thật sự. Phương thần trong tay ước lượng lấy thẻ đánh bạc phỉnh càng phát ra trầm trọng. Ta nói nhị thiếu ra A-Hát, làm sao ngươi cũng không sớm làm cho ta để tỉnh một câu A-Hát. Vừa rồi ta còn vô cùng ngu vi cây nửa tương đương muốn cho hắn 500 khối thẻ đánh bạc phỉnh đương làm vất vả phí nhi. Cao Á Hào cười cười, ngươi không cần lo lắng cái này, hắn đã có thể thì tới đế cát đương làm chia bài, cầm tiền bâu ơ cái gì ở bình thường bất quá, quý vạn hoàng không nhiều lắm rất muốn đích. Phương thần cười rất khó coi, người vừa nói như vậy ta an tâm. Nếu là không có cao á hào an ủi, phương thần hận không thể quất chính mình hai cái miệng, quý gia là hạng người gì, còn dùng đắc của hắn người như vậy khen thưởng tiền bâu ơ. Vạn nhất việc này rơi vào tay quý vạn hoàng trong lỗ tai, vậy cũng thật sự náo nhiệt. Người cứ yên tâm đi, chuyện này là quý vạn hoàng an bài đích. Phương thần cười khan nói, vậy là tốt rồi. Thời gian không còn sớm, ta còn muốn đưa hắn về nhà, đi trước một bước liễu tương đương. Cao Á hào ra đế các đại môn, quý nghiêu lúc này đang đứng tại xe của hắn trước, như có điều suy nghĩ. Cao Á hào nắm xe cái chìa khóa đi tới, đang suy nghĩ gì đấy, thậm chí nghĩ nhập thần rồi. Quý nghiêu lấy lại tinh thần nhi, không có gì. Lên xe A, Cao Á hào thay quý nghiêu mở cửa xe, chờ hắn lên xe về sau, Cao Á Hảo mới vây quanh bên kia lên xe, hướng Quý ra đi trên đường, Quý nghiêu nhìn xem ngoài của sổ xe, nhẹ nói nói, người nghe nói qua thiên môn sao? Cao Á Hảo nắm tay lái, cao mày nói, thiên môn, chưa nghe nói qua A Hát, cái gì đó? Quý nghiêu có chút mệt mỏi, cái chán tựa ở cửa sổ xe thược, nửa hít mắt nói, không có gì, ta bất quá là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Người nói người người này ai, nói chuyện nói nửa thanh nhi, có ý tứ hả? À? Cao Á Hào liếc quý nhiêu liếc, người mệt nhọc. Quý nhiêu tựa ở cửa sổ xe thượng không có lên tiếng, Cao Á Hào thì không có nói nữa. Quý nhiêu vốn muốn cùng Cao Á Hào nói nói thiên môn trung bát tướng phân công, bởi vì hắn cảm thấy, dùng Cao Á Hào hiện tại thân phận địa vị cùng với tài lực, chính thích hợp thiên môn bát tướng nào đó một vị trí, thật là đương làm lời nói đến bên miệng nhi thời điểm, Quý nhiêu rồi lại không biết nên nói như thế nào rồi, có lẽ là ý nghĩ của hắn quá qua loa rồi, có lẽ hay là tuần hoàn tiến dần tốt Thiên môn bát tướng, cái này tám cái vị trí phân công đặt ở hiện đại chỉ ít có tứ tướng là không dùng đến đích, cho nên, quý nhiêu tổng hợp lại một chút, hắn vì chính tướng, cao á hào vì phản đem, nếu như phối hợp tốt, ván bài phía trên chắc là có thể một tay che trời đích. Nghĩ được như vậy, quý nhiêu vụ IGTA mở to mắt nhìn cao á hào liếc, hắn thật sự hội phối hợp chính mình sao? Trở lại quý gia, cao á hào thân thủ đẩy quý nhiêu, hắn giả bộ như vừa tỉnh ngủ bộ dáng, rụi rụi mắt con người nói, đến đến cảm ơn ngươi tiễn ta trở về nói xong quý nhiêu kéo mở cửa xe chuẩn bị xuống xe ai ngờ lại bị cao á hào dắt trở về không hề dấu hiệu mà tại quý nhiêu trên ót sờ một chút bên ngoài gió bắt đầu thổi rồi người ra một thân đổ mồ hôi có lẽ hay là trì hoãn thoáng một tí lại đi ra ngoài đi cao á hào thô tay lại cánh tay cảm mạo nhưng là khó khăn nhất được đích quý nhiêu xấu hổ ánh mắt nhì bốn phía loạn phiêu ta cũng không phải đại cô nương nào có như vậy yếu ớt Cao Á Hảo mỉm cười nói, đại cô nương nào có ngươi như vậy một đôi hảo thủ A hát. Cao Á Hảo cúi đầu hướng Quý Nghiêu trên hai tay nhìn thoáng qua, ta hiện muộn mới chú ý tới ngươi đôi tay này, ngươi là như thế nào dưỡng ra tới A hát. Phải biết rằng, ngàn người đối với tay mềm mại độ là để ý nhất đích, dưỡng thành quá trình cũng là rất gian nan đích. Quý Nghiêu vươn ra bàn tay hoạt động bắt tay vào làm chỉ, cười nói ta từ nhỏ hay dùng sữa bỏ phao ngâm tay. Nói lên chuyện này, Quý Nghiêu có chút tưởng niệm vương tuệ liễu tương đương. Cũng chỉ dùng sữa bò phao, ngâm tay sao. Quý Nghiêu gật gật đầu, đúng vậy. Cao Á hào ghé vào trên tay lái, nhưng đầu nhìn xem Quý Nhiêu nói, người năm nay 22 tuổi, ý tứ nói đúng là, người ít nhất rót 20 năm sữa bò. Không kém bao nhiêu đâu. Cao Á hào nhếch miệng nói, cái này đắt không ít tiền a. À. Cho nên ta rất cảm tạ mẹ của ta. Quý Nhiêu thở dài một tiếng, hoạt động bắt tay vào làm chỉ nói, những kia phao, ngâm, hết tay sữa bò đều bị ta cùng lưu hạ vội tới uống. Cao Á Hào kinh ngạc nói, thiệt hay giả, các người uống xong không sợ tiêu chảy. Không có biện pháp, lúc kia trong nhà điều kiện không tốt, không khỏi lãng phí, tự đều cho uống. Quý Nhiêu lệch ra cái đầu mỉm cười nói, có phải là cảm thấy đặc biệt không thể tưởng tượng nổi. Cái kia thật cũng không phải, Cao Á Hào trong nội tâm đáng thương Quý Nhiêu, biểu hiện ra lại không có chút nào biểu hiện, hắn cố ý hay nói giỡn nói, cách ngôn nói rất hay, không sạch sẽ uống chưa bệnh. Cao Á Hào cười rộ lên đặc biệt tiện chiêu gọi Nhi, một nói chuyện này Nhi ta lại nhớ tới chính mình khi còn bé rồi, đặc biệt ưa thích đem bả quả đào nhét vào trong chăn, che nóng hổi ăn nữa. Quý Nhiêu một phát miệng, vì sao muốn che nóng hổi ăn nữa? Không biết, chỉ do ưa thích cá nhân. Cao Á Hào cười nói, nếu không ngày nào đó ta che hai cái cho ngươi nếm thử. Đắc, ngươi còn là mình hưởng dụng a? Quý nhiêu kéo mở cửa xe nhảy xuống, thân thể khom xuống đối với cao á hào nói, người tốt nhất lại phóng thượng hai cái cái rắm, nói không chừng hương vị sẽ tốt hơn. Quý nhiêu không đợi cao á hào làm ra đáp lại, phịch một tiếng đóng cửa xe, ngay chạy dẫn điên hướng quý gia đại môn chạy tới. Cao á hào ngồi ở trong xe quay cửa kính xe xuống, hô quý nhiêu. Quý nhiêu dừng bước lại, quay đầu lại, để làm chi? Kỳ thật ta không có như vậy nhận người phiền a. À. Quý Nghiêu nhếch miệng, người nhà đều nhanh đem bà ta phiền chết. Rồi, ngắn ngủi ở chung, Quý Nghiêu đối với Cao Á Hào có rất lớn đổi mới, hắn. Tựa hồ cũng không có như vậy nhận người phiền. Quý Nghiêu vào Quý gia đại môn, phòng khách đèn vẫn sáng, Quý Nghiêu thay đổi giày về sau vào phòng khách, Quý Vạn Hoàng đang ngồi ở trên ghế salon nhìn xem trọng kinh tài vụ báo biểu, ngoài miệng cái tẩu chính mạo hiểm khói đặc, nghe được thanh âm, Quý Vạn Hoàng ngẩng đầu cười hỏi, ngày đầu tiên đi đế cắt công tác, cảm giác như thế nào? Hơi có chút nhì mệt mỏi, còn lại cũng khỏe. Quý vạn hoàng chỉ chỉ đối diện một mình sofa, ngồi xuống, cùng ba ba trò chuyện trong chốc lát. Quý nhiêu đi qua ngồi xuống, tỷ của ta đã ngủ chưa? Nằm ngủ liễu tương đương. Cha, ngươi không có ý định cho ta tỷ an bài cái công tác sao? Quý vạn hoàng cầm điếu thuốc đấu, cười nói, rốt cuộc có lẽ hay là đệ đệ quan tâm tỷ tỷ A hát, không nói gạt ngươi, ba ba sáng sớm liền muốn cho quý nhưng an bài cái công tác, đúng vậy. Quý vạn hoàng bất đắc dĩ mà lắc đầu. Quý nghiêu suy đoán nói, nàng cự tuyệt. Quý vạn hoàng gật đầu, các người tỷ đệ a hát, thật sự là không có sai biệt còn giống a hát. Quý nghiêu không có nói nữa, đã đây là lựa chọn của nàng, thân là đệ đệ hắn tự nhiên là muốn tôn trọng đích. Đúng rồi, ba ba rất muốn biết, cao á hào an bài cho người chức vị gì a hát quý nghiêu mỉm cười nói chia bài chia bài quý vạn hoàng đảo hít một hơi trầm mặc thật lâu mới nói quý nghiêu cao á hào có phải là biết rõ người hội ngàn thuật quý nghiêu gật gật đầu ta là con của ngươi cao á hào tự nhiên đã cho ta hội ngàn thuật quý nghiêu không muốn nói cho quý vạn hoàng tình hình thực tế như vậy a hát quý vạn hoàng lần nữa lâm vào trầm tư có cái gì không ổn sao quý vạn hoàng suy nghĩ nói quý nghiêu nếu như cao á hào cho người cùng hắn hợp tác, người hội đáp ứng không? quý nhiêu cảm thấy cả kinh, chẳng lẽ quý vạn hoàng chỉ dựa vào một cái chức vị tự đoán được cao á hào mục đích sao? quý nhiêu do dự trong chốc lát, cái kia muốn xem đối với ta có không có lợi? quý vạn hoàng hiểu ý cười một tiếng, nếu như hắn muốn người đối phó trọng kinh đâu này? quý nhiêu không trả lời thẳng vấn đề, mà là thay đổi một cái góc độ nói, nếu thật là như vậy, người sợ hãi sao? Quý Vạn to lớn cười, bà bà đương nhiên không sợ, ngược lại có chút chờ mong nì. Cái kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Quý Nhiêu đứng người lên, cười nói: Ta chưa từng nghĩ tới muốn nặng kinh sản nghiệp, điểm này ngươi cứ yên tâm đi. Quý Nhiêu đương nhiên không có nghĩ qua muốn nặng kinh sản nghiệp, ý nghĩ của hắn xa so cái này muốn lớn rất nhiều hơn. Một ngày nào đó, Quý Nhiêu sẽ để cho Quý Vạn Hoàng biết rõ nội tâm của hắn chính thức cách nghĩ. Chắc hẳn đến lúc kia, hết thảy đều đã trở thành kết cục đã định. Quý vạn hoàng cười khổ, ba ba vất vả dốc sức làm đến trọng kinh. Nguyên lai trong mắt người chính là chỗ này sao không đáng một đồng a h? Quý nhiêu lắc đầu, người đừng rất muốn. Trọng kinh là người dốc sức làm đến đích, trong chuyện này còn có lịch mỹ vân hỗ trợ, tự nhiên là muốn cho người cùng con của hắn đến kế thừa. Ta sẽ không đi đoạt, cũng không mảnh tại chém gỡ yêu ta s. Về phần trọng kinh về sau có thể hay không sinh tồn được, hay là muốn xem bọn hắn như thế nào quản lý? Quý vạn hoàng sướng sờ lời này là có ý gì? Quý Nhiêu mỉm cười nói, không có gì. Quý Nhiêu vừa rồi cái kia lời nói, xem như cho quý vạn hoàng đề tỉnh một câu A, bằng không thì hát lên kịch một vai, vậy cũng thực tụ không có ý gì liếu tương đương. Quý Nhiêu trở lại mắt nhìn phòng khách đồng hồ báo thức, thời gian không còn sớm A, ta ngày mai còn muốn đi trường học, ta về phòng trước liếu tương đương. Đi thôi, sáng mai ta sẽ nhượng cho vương tỷ đi gọi người bắt đầu đứng dậy ăn điểm tâm đích. Không cần, Quý Nghiêu bên cạnh hướng trên lầu tẩu biên nói, trừ ngươi ra, ta không muốn người còn lại có bất kỳ liên lụy, đây là ngươi cùng ước định của ta. Quý Nghiêu không nghe thấy Quý Vạn Hoàng đáp lời, cũng không có hứng thú quay đầu lại nhìn hắn là dạng gì biểu lộ, trải qua Quý Nhưng gian phòng lúc, hắn dừng bước lại nghe ngóng trong phòng động tính, sau đó mới trở về gian phòng của mình. Thứ hai trời sáng sớm, Quý Nhưng sao hưởng Quý Nhiêu cửa phòng, tỷ đệ hai người cùng nhau đi ra ngoài, tại phụ cận sớm một chút cửa hàng ăn được bữa sáng, tách ra lúc quý nhưng theo trong túi quần móc ra một ngàn đồng tiền kín đáo đưa cho quý nhiêu nói đây là hắn nửa tháng sinh hoạt phí nhất định phải tỉnh lấy dùng quý nhiêu tiếp nhận tiền lại cùng quý nhưng hàn huyên vài câu mới chạy tới trường học nguyên lai like, lịch mỹ vân thừa dịp hắn không hề thời điểm vụ igta đã muốn đi tìm quý nhưng nàng nói quý gia nhi nữ ngoại trừ đến trường cùng kết hôn bên ngoài tất cả chi tiêu cũng phải cần chính mình đi dẫy kiếm được đích Mặc kệ lịch Mỹ Vân là ôm cái dạng gì cách nghĩ nói ra lời nói này đích, nàng đều 10 phần sai rồi, quý nhưng so nàng tưởng tượng càng có thể chịu được cực khổ, cho dù không có đại học văn bằng, như trước không biết chết đói, quá khứ hết thảy chính là chứng minh tốt nhất. Có lẽ hay là câu nói kia, có tay có chân, chẳng lẽ lại còn có thể chết đói. Quý nhiều ngày hôm sau sân trường cuộc sống bắt đầu rồi, hắn ngồi ở trong lớp học, vào đầu bứt tai muốn chỉ có thể là đuổi kịp sư phụ mạch suy nghĩ, rất đáng tiếc, hắn thất bại, nghe không hiểu chính là nghe không hiểu. Ngày nay, Quý Nhiêu không biết là như thế nào luộc xuống đích, tổng cảm thấy đần độn mà tựu đã xong, theo trong trường học đi ra, Quý Nhiêu cách thật xa tựu thấy được cái kia cỗ xe xâm panh sắc Cayenne. Cao Á hào theo trong xe xuống, cười nói ơ, tại sao cùng hôm qua đồng dạng A hát, nhìn về phía trên một ít cũng không tinh thần. Quý Nhiêu liếc mắt nhìn hắn, cúi đầu nói ta nghe không hiểu A hát. Audio điện tử võ tấn bền. chương 1001 Cao Á Hảo hôm nay lại đây tiếp Quý Nghiêu, là ý định dẫn hắn đi một chỗ thấy một người, đi phà trên đường. Cao Á Hảo theo Quý Nghiêu trong miệng biết được phiền não của hắn, trong lúc nhất thời không có có thể nhịn được, cười lên ha ha. Cao Á Hảo thật không phải là nhìn có chút hả hê, mà là vì Quý Nghiêu phàn nàn thời điểm bộ dạng đặc biệt khôi hài, đặc biệt chọc cười. Ta nói Quý Nghiêu, người không có phát hiện mình có một ưu điểm sao? Cao Á Hào bên cạnh cười vừa nói. Quý Nhiêu hừ lạnh một tiếng, người nhà trong miệng sẽ không lời hữu ích, ta tin người mới là lạ chứ. Thật sự, người cái này nhất định nhi tính toán ưu điểm. Cao Á Hào hận không thể ghé vào trên tay lái cười đủ. Người ngàn vạn đừng nói, ta nhưng không muốn biết. Đừng giới A hát, ta đây thực sự nói, phải nói. Cao Á Hào hắng giọng một cái, vừa muốn mở miệng nói, lại bị Quý Nghiêu nát xuống dưới. Quý Nghiêu căm tức hắn, Cao Á Hào, làm sao ngươi tựu không chết đi đâu rồi, cũng tỉnh cho ta một ngạt liễu tương đương. Đắc, ngươi không thể trông mong ta một chút tốt, nói như thế nào ta cũng là hợp tác đồng bọn đi à nha. Cao Á Hào kềm chế vui vẻ, quay đầu nhìn Quý Nghiêu, nói tiếp đi, không bằng như vậy đi, ngươi nếu ở đâu không có nghe hiểu, sẽ tới hỏi ta, ta hảo hảo dạy bảo dạy bảo ngươi. Ngươi, Quý Nghiêu vẻ mặt giật mình, người học tập rất tốt sao? Người cái này thật đúng là xem thường người A hát, cao á hào hồi ức đến trường cái kia đoạn thời gian, tự hào nói, nhớ ngày đó ta ở trường học, đây chính là nhân vật phong vân, đức trí thể Mỹ lao toàn diện phát triển, truy ta nữ sinh vậy cũng biển đi, trung đội trưởng Long ngươi biết không? Cao á hào càng nói càng kích động, dọn ra một tay khoa tay múa chân lấy, có thể minh bạch ý của ta không? Quý nghiêu không thể nhịn được nữa, người tự khoác lác đi a à ngươi làm sao lại thổi a hát cao á hào thứ nhất nghĩ thứ hai là làm nhất tâm nhị dụng một bên quay đầu lại để cho quý nghiêu nhìn mình mặt một bên nhìn xem ô tô chạy phương hướng nhìn một cái người cho ta anh em cẩn thận nhìn một cái tự ta cái này khuôn mặt cái nào nữ sinh nhìn không phải thần hồn điên đảo đích quý nghiêu phối hợp quay cửa kính xe xuống thò đầu ra nôn ọe vài tiếng người nhà tự chán ghét ta đi cao á hào nóng này quý nghiêu chẳng lẽ người cảm thấy ta không đẹp trai sao đẹp trai, người đều đẹp trai đến ngoài không gian liễu tương đương. Quý Nhiêu bất đắc dĩ liếc mắt, Quý Nhiêu đột nhiên ý thức được giống như lạc đề rồi, vội vàng nói, cao á hào, người nhà không phải muốn dạy ta chương trình học ư, như thế nào kéo đến người tướng mạo vấn đề lên. Cao á hào ho nhẹ hai tiếng, cái kia ta nói chương trình học, nói cho người biết hắc, nhớ năm đó ta nhưng là trường học học sinh khá giỏi. Không quan tâm anh ngữ có lẽ hay là cao tính ra, cái kia đều là hạ bút thành văn, muốn học chính là thứ nhất, không muốn học ta đều rơi không đến đếm ngược. Cao Á hào liếc mắt quý nghiêu, cười nói, ngươi nếu cầu ta, anh em đáng tin giáo hội ngươi. Cầu ngươi, quý nghiêu mỉm cười nói, vậy ta còn là treo khoa A. Dù thế nào, mất mặt mặt mũi. Mất mặt mặt, chê cười, ta là ngại quá ngã mặt nhi. Quý nghiêu nhếch miệng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cao Á hào đặc biệt không phục hừ một tiếng, quý nghiêu ngươi đi, nói cho ngươi biết, đến lúc đó đừng khóc lấy để van cầu ta làm ngươi xuân thu đại quý nghiêu đột nhiên phát hiện ngoài cửa sổ chạy đường nhỏ không đúng chừng mắt không ta nói cao á hào người nhà đây là hướng chỗ nào đâu này phà a hát người đi phà làm gì vậy cao á hào cười nói dẫn người đi gặp một người thuận liền có thể cùng ngươi đi xem ngươi phát tiểu bạn chơi với nhau từ hồi mặc quần thủng đít lưu hạ đến ngươi cảm thấy không tốt sao quý Nhiêu hưng phấn nói cái kia đế cắt công tác hôm nay ngoại lệ, Cao Á Hào cười hỏi, cao hứng sao? Quý Nhiêu vội ho một tiếng, ẩn tàng rồi nội tâm hưng phấn, ta là sao cao hơn hứng A Hát, cho dù không có ngươi, ta làm theo có thể ngồi phải nhìn Lưu Hạ đến. Ngươi tự mạnh miệng A, à, Cao Á Hào mỉm cười. Quý Nhiêu cùng Cao Á Hào dọc theo con đường này không thể thiếu trêu chọc ho khan, thẳng đến đến phả mới có chỗ yên tĩnh. Thiên tướng đem hắc lúc, Cao Á Hào thay mình xe sang trọng công việc gửi vận chuyển, sau đó mang theo Quý Nghiêu lên thuyền lớn. Thuyền hướng đi về phía nam, trên đường nổi lên ấm áp tiểu dạ phong, Cao Á Hào đứng ở đuôi thuyền ngửa đầu hưởng thụ lấy, như vậy thì khí trời thật sự là quá mỹ hảo liễu tương đương. Nói xong, Cao Á Hào hướng Quý Nghiêu phương hướng nhìn thoáng qua, "Ơ, ờ, ngươi làm sao?" Quý Nghiêu ngồi ở trên mặt ghế co lại thành một đoàn, sắc mặt trắng bệch không nói còn không ngừng phát run. Cao Á Hào vội vàng chạy tới, dò xét nói, "Quý Nghiêu, người có phải hay không thân thể không thoải mái. Quý Nhiêu cứng ngắc ngẩng đầu, cà lăm mà nói ta. Ta, ta sai tàu. Cao Á hào đào đào lỗ tai, người nói cái gì ta không có nghe thanh, lập lại lần nữa. Quý Nhiêu sụ mặt, lăn. Cao Á hào phụt nở nụ cười, nguyên lai người sai tàu A hát, cái kia xử lý, ta dạy cho ngươi một cái biện pháp, cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Biện pháp gì, Quý Nhiêu nghi hoặc nhìn hắn. Biện pháp chính là, Cao Á Hào đột nhiên cúi người, một tay lấy Quý Nhiêu từ trên ghế bế lên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến đuôi thuyền, làm bộ muốn đem Quý Nhiêu ném vào trong biển rộng. Quý Nhiêu đã bị kinh hãi đồng thời cúi đầu hướng dưới khuôn mặt cái kia tấm sâu không thấy đáy nước biển nhìn thoáng qua, nhất thời bị hù nhắm mắt lại, dùng cánh tay liều mạng nhốt chặt Cao Á Hào cổ, trong miệng mắng Cao Á Hào: Ta với người thế bất lưỡng lập. Cao Á Hào cười nói: Người đừng nhắm mắt con người a à hát, bằng không thì sẽ không hiệu quả. Lăn người choáng, quý nghiêu liều mạng ôm lấy cao á hào không chịu buông tay, thả ta xuống. Ta nói thật, người mở to mắt nhìn xem, cao á hào cảm nhận được quý nghiêu trong miệng A ra nhiệt khí, cười nói có đôi khi người càng sợ cái gì, người lại càng muốn đi xem, nói không chừng cũng tìm được không tưởng được hiệu quả. Cái gì chó má lý luận? Cao á hào cười nói ta trước kia say xe, chưa bao giờ dám ngồi xe, về sau chứng kiến người khác đều có thể lái xe ngồi xe, ta cũng không tin chính mình làm không được. về sau mỗi ngày ta buộc chính mình ngồi xe, mỗi lần xuống xe đều nhả thật lâu, hậu đến thời gian dài, tự thực thói quen liếu tương đương. cao á hào cúi đầu nhìn xem trong ngực quý nhiêu cười nói cái này gọi là vượt qua sợ hãi. quý nhiêu cảm nhận được cao á hào dị thường ôn nhu tiếng nói chậm rãi mở mắt, không tin ngươi nhìn nhìn lại. đuôi thuyền cái kia hai vị hành khách, các ngươi làm gì vậy đâu rồi, không muốn sống nữa thuyền vụ nhân viên chạy tới, vẻ mặt không khoái mà thét to nói, muốn ồn ào về nhà náo đi, cùng ở đây náo tính toán chuyện gì xảy ra con A. À. Cao Á Hào nhếch miệng, đắc, chơi không được, Cao Á Hào trở lại đem quý nghiêu phóng trên chỗ ngồi, sau đó cùng thuyền vụ nhân viên nói xin lỗi, về sau ngồi vào quý nghiêu bên người, vặn eo bẻ cổ nói, người thật là đủ chìm đích. Quý nghiêu sắc mặt trắng bệch, Cao Á Hào, người mới vừa nói kết thúc không thành là có ý gì. Cao Á Hào nở nụ cười, đúng đấy chơi không được. Quý Nhiêu giận không kềm được nói, Cao Á Hào, người chờ đó cho ta, hôm nay thù này ta xem như nhớ kỹ. Cao Á Hào nhún vai, người vừa rồi ôm ta vuốt ve thật chặt. Quý Nhiêu giật mình, gian nan mà trách mắng một chữ nhi, lăn. Đến phía Nam Phà đã là 7 giờ rưỡi tối rồi, rơi xuống thuyền, Quý Nhiêu cùng trên bờ nôn ngửa tốt một hồi, thẳng đến Cao Á Hào lấy xe, hai người mới tiếp tục hướng mục chính là xuất phát cao á hào trở lấy quý nhiêu đến một chỗ khu nhà cũ trước cửa xuống xe về sau cao á hào đi trước gõ môn chỉ chốc lát sau cửa mở bên trong đi ra một vị lão giả cao á hào tất cung tất kính nói lưu lão đã lâu không gặp ơ ờ, đây không phải nhị thiếu gia ư cái gì gió nào thổi ngươi tới đây lưu lão nói chuyện đồng thời thuận tiện mắt nhìn cao á hào người đứng phía sau vẻn vẹn là liếc lưu lão tự nhận ra quý nhiêu đây không phải lúc trước đứa bé kia sao cao á hào kinh ngạc quay đầu lại nhìn quý nghiêu cảm tình lưu lão nhận thức quý nghiêu quý nghiêu lúc này sắc mặt có chỗ khôi phục đi đến vào tới trước lão giả nhẹ gật đầu lưu lão các ngươi thật sự nhận thức a hát lưu lão chắp tay sau lưng cười nói gặp mặt một lần gặp mặt một lần a hát lưu lão mở ra thân có chuyện vào nhà nói đi cao á hào mang theo quý nghiêu vào khu nhà cũ vừa đi vừa nói chuyện lưu lão là tại sao cùng quý nghiêu nhận thức hay sao Chuyện này lại nói tiếp cũng là đơn giản, không nóng nảy a hát. Lưu Lão dẫn Quý Nhiêu cùng Cao Á Hảo đến sân nhỏ, ba người vây quanh bàn đá ngồi xuống, Lưu Lão cười nói ta đây nhi vừa ngâm vào nước tốt trà long tính, nhị vị nếm thử xem. Quý Nhiêu nhìn xem trên bàn đá đổ uống trà, xem ra Lưu Lão còn là một hiểu được trà đạo loại người. Lưu Lão ôn ly, sau đó hướng trong chén chứa đầy nước trà, không đợi hắn thân tự động thủ đưa trà, Quý Nhiêu cùng Cao Á Hảo đã muốn tiếp tới lưu lão giơ lên tay uống uống xem quý nghiêu cùng cao á hào bưng lên chén tinh tế phẩm lẫy khổ lược sáp trung sen lẫn trà tinh khiết và thơm quả thật là tốt nhất trà long tính cao á hào phóng hạ ly về sau dựng lên ngón cái lưu lão trà nghệ càng phát ra tinh tiến liễu tương đương nói chi vậy ta bất quá là mò mẫm dày vò mà thôi lưu lão chính mình nhấp một ngụm trà cười hỏi nhị thiếu ra hôm nay đến thăm nhưng là có chuyện tìm ta cao á hào nghiêm mặt nói Lưu Lão tuy nhiên nhận thức Quý Nhiêu, nhưng ta còn là muốn chính thức giới thiệu thoáng một tí, hắn gọi Quý Nhiêu là Quý Vạn Hoàng Tiểu Nhi Tử, hôm nay là ta hợp tác đồng bọn. Lưu Lão nụ cười trên mặt chậm rãi thối lui, nhìn chăm chú đánh giá Quý Nhiêu, cái này khó trách, ngày đó ngươi cùng ký chơi đầu bảo thời điểm, ta liền cho cảm thấy ngươi đứa nhỏ này không phải hạng người bình thường A-Hát. Lưu Lão bái kiến Quý Nhiêu chơi đầu bảo. Bái kiến bái kiến, Lưu Lão lần nữa nở nụ cười đứa nhỏ này chỉ dùng để thính lực đến phân biệt rõ điểm số đích, lợi hại cực kỳ khủng cây ếch yêu ta ép, lão nhân ta là mặc cảm AH Quý Nhiêu vội hỏi, lưu lão cất nhắc liếu tương đương. Thế nào lại là cất nhắc, lưu lão khoát tay áo, người thật sự lợi hại, lão nhân ta xem ra đến. Cao Á Hào nhìn chung quanh hai mắt, cười nói, nhớ năm đó lưu lão đúng vậy quát tháo đánh bạc đàn nhân vật phong vân, tuy nhiên trậu vàng rửa tay nhiều năm, nhưng này có mắt nhìn người công lực rất không thấy lui bước a hát. Lưu lão chỉ chỉ cao á hào, nhị thiếu ra có lẽ hay là như vậy ưa thích nói lại nhảy, xem ra ba ba của ngươi là không có năng lực đem bà ngươi giáo dục tốt rồi. Nếu như lưu lão nguyện ý thay ta cha dạy bảo ta, cái kia thật đúng là phúc khí của ta a hát. Đắc, thiếu cho ta mang mũ cao rồi, người cái này phỏng tay khoai lang, ta cũng không dám tiếp. Nói xong, lưu lão cùng cao á hào đồng thời nở nụ cười. Quý nhiêu một bên xem nhạc vui mừng a à, nghĩ thầm cái này cao á hào thối bần thật đúng là già trẻ mặn nghi a à hát có lẽ chính là như vậy tính cách mới có thể để cho hắn tại hào môn giàu sang quyền thế chung sống tự do tự tại a. À. Quý nhiêu như thế phỏng đoán lại nhìn lưu lão tường hòa khuôn mặt hắn rất khó tưởng tượng đến một người như vậy sẽ là tung hoành sòng bạc ngàn người. Quý nhiêu ta còn không có đã nói với người a à, lưu lão lúc trước nhưng có một nổi tiếng ngoại hiệu lưu lão vội vàng khoát tay hổ thẹn nói, cái kia đều là chuyện đã qua rồi, dẫn ra những kia làm cái gì. Quý Nhiêu rất ngạc nhiên, là cái gì ngoại hiệu a hát. Cười diêm la, cười diêm la, Quý Nhiêu mặc niệm lấy, lần nữa dò xét lưu lão, thật đúng là hình dung đủ chuẩn xác đích. Lưu lão cười càng phát ra hổ thẹn, khoát tay áo nói, nhị thiếu ra a hát, người hôm nay là có chuyện tới tìm ta a, à, nếu quả thật có chuyện gì, cái kia ta tự đi thẳng vào vấn để nói, biệt đừng vòng vo, lão nhân ta không thích bộ này. Đã lưu lão nói như vậy rồi, ta đây tự nói thẳng đi. Cao Á Hào nghiêm túc nói, ta muốn mời lưu lão chỉ điểm quý nghiêu ngàn thuật. Quý nghiêu vì tôn trọng lưu lão, không có làm ra quá lớn phản ứng, mà là bình tĩnh trong ánh mắt sen lẫn sơ qua hoảng sợ. Lưu lão vốn là giật mình, sau đó nở nụ cười, không nói gạt ngươi. Nếu như ngươi hôm nay mang đến chính là người khác, mà bề bộn ta là định rồi, về phần quý nghiêu à. Lưu lão lắc đầu, chỉ sợ ta có tâm dậy nhưng không có gì đó có thể dạy A-Hát. Trường 1002 Lưu lão cự tuyệt cao Á hào đề nghị, hắn thật sự không có năng lực đi chỉ điểm quý nhiêu cái gì. Lưu lão tung hoành A thành sòng bạc 3-40 năm, duy nhất bại bởi qua người chính là quý vạn hoàng. Đừng nói hắn nhìn ra quý nhiêu thực lực, cho dù hắn nhìn không ra, chỉ bằng quý nhiêu là quý vạn hoàng nhi tử, hắn cũng khó có thể chỉ điểm quý nhiêu đích mặt mũi lót bên trong áo hay chăn thượng đều là không thể nào nói nổi đích. Lưu Lão cùng Cao Á Hảo nói chuyện phiếm trong quá trình, Quý Nhiêu vụ IGTA quan sát đến Lưu Lão, theo trực giác góc độ xuất phát, Quý Nhiêu cho rằng Lưu Lão là người tinh, rất nhiều chuyện xem đều so người bên ngoài càng thêm rõ ràng, cũng may mắn hắn có độc đáo ánh mắt, cự tuyệt Cao Á Hảo đề nghị, bằng không thì chuyện này thật đúng là khó có thể xong việc liễu tương đương. Đời đời kiếp kiếp, Quý Nhiêu sư phó chỉ có một, người bên ngoài thì không cách nào thay thế đích. Nói lên lưu lão người này, cái kia thật là có chút ít câu chuyện nhưng giảng. Lưu lão không phải A thành người, 20 tuổi đến nơi đây làm công, cơ duyên xảo hợp nhận thức một vị ngàn người, cầu thời gian gần một tháng, vị kia ngàn người mới bằng lòng thu hắn làm đồ đệ. Về sau 5 năm thời gian ở phía trong, lưu lão một lòng nghiên cứu ngàn thuật, rốt cuộc có chút tựu thành, đang lúc hắn dự bị tìm kiếm rất cao cảnh giới lúc, Vị kia ngàn người đột gặp biến cố, tại United States ra tai nạn xe cộ, khách tử tha hương không người đưa đám ma. Lưu lão biết được ngàn người qua đời biến mất về sau, lòng mang cảm ơn, tại trong nhà dựng lên một khối bài vị, mỗi ngày một nén nhang thờ phụng, dùng cái này để báo đáp hắn ơn chi ngộ. Không có ngàn người chỉ điểm, Lưu lão đành phải bằng vào có chút tựu thành bản lĩnh hành tổ ván bài phía trên, rốt cục công phu không phụ lòng người, hắn tại 40 tuổi thời điểm, tại A Thành sông có tiếng đường nhất tướng công thành vạn cốt khô, lưu lão chỗ trả giá cao chính là 20 năm quang âm. Lưu lão một lòng muốn đoạt được đổ vương danh sưng, 45 tuổi năm đó, hắn rõ ràng có cơ hội đã được như nguyệt, không ngờ trời không lên Mỹ, ngang trời toát ra cái quý vạn hoàng, năm đó đổ vương tranh bá thi đấu, lưu lão dùng một bài tẩy chi kém bại bởi quý vạn hoàng, từ đó, lưu lão liền ẩn nấp giang hồ, qua nổi lên nhàn nhã cuộc sống gia đình tạm ổn. Về lưu lão trậu vàng rửa tay nguyên do, Hắn cấp ra một cái đơn giản nhất lý do, hắn nói, cướp lấy đổ vương danh xưng chuyện như vậy, có lẽ hay là giao cho người trẻ tuổi đi làm đi, hắn quá giả rồi. Như vậy một cái lý do, thật sự rất khó phục chúng. Nhị thiếu ra Ahat, ta nói chúng ta cũng đừng gọi lời nói Ahat, tranh thủ thời gian uống trà, bằng không thì trà nguội lạnh đã có thể thiếu đi phân mùi vị. Lưu lão chủ động kêu gọi, một bên nâng chung trà lên vừa nói, cái này trà long tính ta còn rất nhiều nhị thiếu ra thời điểm ra đi dẫn chút ít trở về, cũng làm cho ba ba của ngươi uống uống xem. Thì ngươi còn nhớ thương hắn, Cao Á Hào nâng chung trà lên phẩm một ngụm nhỏ nước trà, buông ly lúc lần nữa hỏi, lưu lão thật sao không muốn chỉ điểm quý nghiêu. Cao Á Hào giờ phút này cách nghĩ rất đơn giản, hắn nhất định phải trợ giúp quý nghiêu lông cánh đầy đủ, như vậy hợp tác bắt đầu đứng dậy mới có thể làm chơi ăn thật, mặt khác. Cao Á Hào tại chủ quan ý thức thượng đã muốn cho Quý Nhiêu định rồi tính, hắn tin tưởng vững chắc dùng quý nghiêu thực lực bây giờ là rất khó thắng được quý vạn hoàng đích. Lưu lão sách một tiếng, cười khổ nói, ta nói nhị thiếu ra, chuyện này ngươi tự khỏi phải quan tâm. Lưu lão ánh mắt chuyển rời đến quý nghiêu trên người, cười nói, quý nghiêu bổn sự ta kiến thức qua, không sai được, hơn nữa, hắn có lẽ hay là quý vạn hoàng nhi tử, người sẽ đối hắn có lòng tin a hát. Cao Á hào vội vàng nói, chính vì hắn là quý vạn hoàng nhi tử ta mới lo lắng đâu rồi, lưu lão cho rằng dùng hắn thực lực bây giờ có thể thắng được quý vạn hoàng. Ơ, ờ, cái này nhưng nói không chính xác a hát, lưu lão ý vị thâm trường nói, chưa thử qua làm sao ngươi chỉ biết không thắng được nhỉ? Cao á hào liếc mắt quý nhiêu, một cái ngay việc học đều làm không được người, ta thật đúng là không có ngọn nguồn con a. À. Nói xong, cao á hào bản thân nhịn cười không được. Hắc, ta nói người người này có ý tư ư, không có ngọn nguồn như ngươi tìm ta hợp làm cái gì a à hát, cái đó mát mẻ cái đó dần ra đi quý nhiêu hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái thuận tay cầm lên chén tử vui thích phẩm lấy tốt nhất trà long tính ta cảm thấy lấy ở đây cũng rất mát mẻ a ah lưu lão bị cao á hào cùng quý nhiêu nói chuyện làm vui vẻ hai người các ngươi nhận thức bao lâu quý nhiêu hờn dỗi tựa như nói câu ta cùng hắn không quen làm sao lại không quen rồi không quen ta có thể đi trường học tiếp ngươi không quen ta có thể đưa ngươi về nhà không quen ta có thể mang ngươi đến lưu lão ở đây. Cao Á Hào cười đối với lưu lão nói, quý nhiều người này không có gì hàng ra bệnh, chính là yêu hờn dỗi. Lưu lão hiểu ý cười một tiếng, trước kia cùng ngươi cơ hội gặp mặt nhiều, nhưng lại chưa bao giờ gặp lại ngươi nói qua nhiều như vậy lời mà nói, bây giờ là nhiều năm không thấy, ngươi cả người đều biến thành sáng sủa rồi, chuyện tốt nhi, chuyện tốt con A. À. Cao Á Hào mang theo dáng tươi cười trên mặt cứng đờ, ho khan hai tiếng nói, lưu lão như thế nào nhắc tới cái này mảnh vụn gốc liễu tương đương người đứa nhỏ này a hát ta nên nói như thế nào ngươi hảo nì lưu lão thở dài một tiếng bất kể thế nào nói ngươi cùng trước kia bất đồng tựu là chuyện tốt nhi lưu lão thấy quý nghiêu tranh cúp trong chén nước trà thấy đáy rồi thuận tay cầm lên ấm trà hướng tranh cúp trong chén chứa đầy nước lão nhân ta nhìn ra được ngươi cùng quý nghiêu rất hợp ý đích sau so cùng quan lâm quý yến càng giống huynh đệ cao á hào có chút cúi thấp đầu cười khổ nói có lẽ là đồng bệnh tương liên A. À. Quý Nhiêu nghe nói như thế lúc rõ ràng sướng sờ, tìm tòi nghiên cứu ánh mắt vừa dứt đến Cao Á Hảo trên người, còn không đợi nhìn ra một chút môn đạo, liền nghe Cao Á Hảo nói, xem ta làm gì vậy, đừng nghĩ lấy nhìn ra những thứ gì. Quý Nhiêu nhếch miệng, người nhà thiếu tự mình đa tình, ta xem ngươi. Ta nhổ vào. Ơ, ờ, ngươi vừa rồi không thấy là ta ai đó. Con mắt tử đô nhanh phi đi ra thành à. Cao Á Hào cười xấu xa nói, người nếu muốn xem ta trở về nhưng nhiệt tình xem, đừng đem lấy lưu lão trước mặt thành ư, hắn mấy tuổi đại dọa không được. Quý Nhiêu nghe hắn trong lời nói lời nói khách sáo, cắn răng một cái, Cao Á Hào, người nhà lại nói hưu nói vượn ta nhưng quất người A hát. Quý Nhiêu giơ lên bàn tay khoa tay múa chân lấy, cứ như vậy, ngoan quất người 10 cái 8 cái đích. Lưu lão bị trước mắt hai người trêu chọc cười to, hai người các ngươi A hát, thật sự là... Lưu lão khoát tay áo, ta đây nhi còn có thật lâu không có náo nhiệt như vậy qua rồi, bất quá đã nhị thiếu ra mang theo quý nghiêu đến rồi, vậy cũng biệt đừng đi vội vã, không bằng cùng ta chơi thượng hai bả như thế nào. Quý nghiêu trong mắt hiện lên kim quang, hưng phấn nói, lưu lão như vậy có nhã hứng, cái kia ta tự chơi hai tay, dù sao chúng ta trở về cũng không còn sự tình có thể làm. Cao Á hào giờ phút này cách nghĩ cùng lưu lão là giống nhau, hiểu ngàn thuật người đều có một cái bệnh chung, thì phải là ưa thích cùng cao thủ so chiêu. Cao Á Hào cố ý làm khó dễ nói, ai nói không có chuyện a à hát, ta phải chạy trở về mua sầu riêng xốp giòn, trở lại đi chế cũng không chỗ ngồi mua đi. Đi người sầu riêng xốp giòn a, à, quý nhiêu cười mắng. Cao Á Hào cùng Lưu Lão đồng thời nở nụ cười, hai người đồng thời đứng dậy, Lưu Lão nghiêng người chỉ chỉ trong phòng, câu cửa miệng đạo, tiểu đánh bạc di tình, đại đánh bạc thương thân, chúng ta đều là người một nhà, tự một bả năm mau, lông, như thế nào. Quý nhiêu hiện tại đã nghĩ cùng Lưu Lão chơi thượng hai bà không thắng tiền đã thành vào nhà lúc Cao Á hào hỏi ta chơi cái gì chơi mặt trượt như thế nào Lưu Lão đi đến phòng khách nhấc lên trên bàn một khối miếng vải đen dưới chính là mã tốt bài trương chỉnh đề ở bốn phương tám hướng bảy biện. chơi chơi mặt chưa cái kia kém một cái a -hát, chẳng lẽ chơi ba người chơi mặt trượt Lưu Lão đi đến trước bàn ngồi xuống ngẩng đầu nhìn mắt trên vách tường đồng hồ báo thức đứa bé kia không sai biệt lắm mau trở lại rồi, tính toán hắn một cái A. À. Quý Nhiêu vô ý thức đọc lên tên của hắn. Lưu lão mắt hí cười, tự lần trước cùng ngươi chơi đầu bảo đứa bé kia, bình thường đều là ở phía sau đến ta đây nhi lấy kinh nghiệm. Cao Á Hào ngồi xuống về sau buồn bực nói, Lưu lão, ý của ngươi là nói, Quý Nhiêu cùng chơi đùa đầu bảo. Rất không, chính là thời điểm ta liền cho đối với Quý Nhiêu có khắc sâu ấn tượng. Lưu lão cầm qua trên bàn hai viên xúc sắc đặt ở trên lòng bàn tay vuốt vuốt, Quý Nghiêu nghe thanh âm phân biệt rõ điểm số, thật đúng là đem bà ta cho kinh gặp. Quý Nghiêu vội vàng nói, Lưu lão quá khen. Lão nhân ta cũng không nói hư thoại, người xác thực lợi hại. Lưu lão xông Quý Nghiêu dựng lên ngón cái, vừa muốn há mồm lúc nói chuyện, trong nội viện đột nhiên truyền đến một cái lớn giọng, Lưu lão, ngài cùng trong phòng làm gì vậy đâu rồi, khách tới rồi. Ngó ngó, nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, không kháng nhắc tới. Lưu lão nhìn qua cửa ra vào, ah hát, mau nhìn xem ai tới liễu tương đương. xông tới cửa, để liếc mắt liền thấy được Cao Á Hào, đây không phải Á Hào ca ư, người đến đây lúc nào ah hát. Cao Á Hào cười nói, đến có trong chốc lát liễu tương đương. Cao Á Hào nhìn từ trên xuống dưới, cái này lâu như vậy không gặp, tiểu tử ngươi có thể so sánh trước kia khỏe mạnh nhiều hơn ah hát, nhìn một cái cơ thể, thực nghiêu. Thôi đi với người so với ta còn kém xa. Điên nhi đến cao á hào bên cạnh, thân thủ nắm bắt hắn quăng hai đầu cơ, cái này dáng người thật sự là tuyệt rồi. Cỡ yêu ta quy úp ập y áo ra còn không mê chết một tiền lớn little tô gơn a Cao á hào sách một tiếng, cười nói tiểu tử ngươi tìm đánh nhị a, à, sờ loạn cái gì nhỉ Cao á hào đứng thẳng khai trương ký tay, nói cho người biết, ca cho dù ăn mặc quần áo, làm theo mê chết một tiền lớn little tô gơn, người biết không? Trương ký nhếch miệng, chỉ chớp mắt mới nhìn đến ngồi ở đưa lưng về phía cửa ra vào vị trí quý nghiêu, nhất thời tựu ngây ngẩn cả người, miệng mở rộng nửa thiên đô không có nhảy ra một chữ nhi. Trương ký A hát, còn nhớ rõ hắn sao? Lưu lão cười nói, hắn gọi quý nghiêu, là đổ vương quý vạn hoàng tiểu nhi tử. Quý vạn hoàng tiểu nhi tử, trương ký kinh ngạc thẳng cả lâm, không, không, không thể nào. Quý nghiêu đứng người lên, mỉm cười vươn tay, người hảo, chúng ta lại gặp mặt. Trương Ký vội vàng cùng Quý Nhiêu nắm tay Lưu Lão cũng là người con mắt đủ độc nghe người ta khích lệ ăn cơm no Lưu Lão cất tiếng cười to chỉ vào cái ghế nói ngồi xuống hôm nay bốn người chúng ta chơi một vòng năm mau lông một ván Trương Ký giống như hồn bất phụ thể hoảng hốt lấy ngồi vào trên mặt ghế nói Á Hào ca cùng Quý Nhiêu là nhận thức a Trương Ký giống như tại từ hỏi tự đáp Cao Á Hào đưa tay tại Trương Ký cái ót lên đây thoáng một tí ta nói tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra nhi không thể gặp đại nhân vật là tính sao? trương ký cười ngây ngô lấy vuốt vuốt đầu không có lúc trước ta cùng quý nhiêu từng có quan hệ cái kia hai tay thiếu chút nữa để cho ta phế ngay lập tức cao á hào kinh hãi quý nhiêu chuyện này ta như thế nào không có đã nghe ngươi nói ta là sao cùng với ngươi nói A à ah ta đã nói với ngươi lấy sao cao á hào lúc này không tâm tư đấu võ mồm ân cần nói tay ngươi hiện tại tốt rồi có không có để lại di chứng cái gì hay sao? Quý Nhiêu giờ khóc giờ cười nói, ta nói nhị thiếu ra, ngươi là quan tâm ta đâu rồi, có lẽ hay là quan tâm tay của ta nếu tàn phế, không thể hợp tác với ngươi nữa à? Cao Á Hào chậm rãi lộ ra dáng tươi cười, đều có. Nếu như Cao Á Hào nói là vì quan tâm hắn mới gấp gáp như vậy đích, Quý Nhiêu nhất định sẽ nói hắn đôi tay này là phế đích, dọa bất tử hắn cũng hối hận tử hắn. Quý Nhiêu cười nói, coi như ngươi thành thật không có bịa chuyện, ta đây tay a hát, tốt lắm. Cao Á hào nhẹ nhàng thở ra, cười mắng, trương ký, người nhà lúc nào hùng bá một phương rồi. Ta nào có thực lực kia, chuyện trước kia nhi ta không đề cập nữa thành sao. Trương ký sợ Cao Á Hảo tìm hắn hỏi tội, vội vàng đối với Lưu Lão nói, Lưu Lão đánh đầu A, một vòng chấm dứt. Tốt, cái kia ta hiện tại mà bắt đầu. Lưu Lão nắm chặt hai viên xúc sắc hướng trên bàn quăng ra, điểm số vì 9 điểm, vì trang điểm số xác định, lưu lão lần nữa cầm lấy xúc sắc phóng tới trước mặt mình, lão nhân ta liền cho đa tạ nữa à? cao á hào vội vàng nói, lưu lão, ngài sẽ không phải đã muốn ra ngàn A. lưu lão mắt hí cười, lời nói nhưng lại đối với quý nhiêu nói, quý nhiêu nghĩ sao? quý nhiêu mỉm cười, lưu lão hảo thủ pháp, cao á hào đặc biệt phiền muộn, cái này mà bắt đầu rồi, cao á hào có thể nói là cái này trên bàn ngàn thuật kém cỏi nhất đích. Trương Ký đều muốn so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Quý Nghiêu đắc ý nói, vậy ngươi tự đợi đến thua sạch a. À? Cao Á hào nghiêng một cái đầu, dù côn cười nói, không có chuyện, ta đây thân quần áo cũng rất đáng tiền, cởi xuống đến tặng cho ngươi. Trường 1003, đánh cược. Diệp Phi đao một vào vũ văn công tử tay phải miệng hổ, ngân bạch ngọn gió lập tức tự biến thành nước sơn đen như mực nhan sắc. Tiêu phàm chậm rãi đem Diệp Phi đao rút, chỉ thấy phi đao nửa phần trước phân trở nên đen kịt hắc khí vẫn còn không ngừng trên lên lan tràn tiêu phàm đem diệp phi đao đặt ở trước mũi vừa nghe quả nhiên lược có một tí chua ngọt khí tức tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt mà nhìn qua hắn tiêu phàm khẽ gật đầu một cái trầm giọng nói ra đây là thiên diệp độc thiên diệp độc cái gì là thiên diệp độc lập tức tự có mấy cái thanh âm đồng thời đặt câu hỏi Hồng Thiên Thanh phu nhân bọn người trên mặt đều lộ ra lại là hiếu kỳ lại là không tin thần sắc, bọn hắn tuy nhiên không phải đường thủ tịch đại lang ở bên trong, nhưng thân là nguyên anh cao thủ, cùng các loại độc vật đánh quan hệ cũng không ít, đối với độc vật nhận thức, xa không tầm thường lang chung có thể so sánh. Nhưng là bọn hắn chưa từng nghe nói qua, Thiên Diệp độc, loại độc chất này vật. Tiêu Phàm khẳng định nói, Thiên Diệp độc là Thiên Diệp trùng đều có kịch độc. Điền tịch ghi lại, Thiên Diệp trùng sinh hoạt tại nhất âm u ẩm ướt trong ao đầm dùng hư thối lá cây, trái cây cùng với độc trùng thi thể là thức ăn, đem tất cả độc tố chậm rãi trong người tích lũy. Tuy nhiên không nhất định thì có hơn một ngàn trùng trồng độc tố hỗn hợp, nhưng nhiều thời điểm, quả thật có mấy chục trùng trồng độc tố hỗn hợp cùng một chỗ. Thiên diệp trùng vậy là cái gì? Chúng ta giống như chưa từng nghe nói qua loại độc chất này trùng. Tiêu, WC Cộng Phàm nói ra, thiên diệp trùng là một loại dị biến linh trùng, vốn là tổ cực kỳ hiếm thấy, nhưng độc tính mạnh, lại vượt xa tầm thường cái gọi là thập tuyệt độc phía trên. Nếu như Vũ Văn Công Tử không có lưu ly TH Upsilon yệt thân lời mà nói, chúng độc lúc ấy sẽ độc phát bị mất mạng. Ô rắn cạp nong không muốn thôn vệ hắn độc huyết, cũng là nguyên nhân này. Thiên diệp độc nếu so với ô rắn cạp nong độc nhiều hơn. Vũ Văn Chu lập tức hỏi, tiêu đạo Hữu đã có thể nhận ra cái này thiên diệp độc đến. Chắc hẳn nhất định có giải độc phương pháp rồi. Một mực nhìn thẳng tiêu phàm, mặt mũi tràn đầy đều là lo được lo mất vẻ có tiêu phàm thập phần chắc chắn nói chút nào cũng không có thừa nước đục thả câu a à hát vậy thì tốt quá vũ văn chu trong chốc lát vui mừng quá đỗi thiếu một ít tự hoa chân múa tay vui sướng ai ngờ tiêu phàm kế tiếp một câu lại giống như một hồ lô nước đá vào đầu dội đem xuống đưa hắn vừa mới giấy lên hy vọng chi hỏa cho diệt đắc nửa điểm không dư thừa nhưng là hiện tại đã muốn đã quá muộn tiêu phàm lập tức nhàn nhạt nói ra. Cái gì, ngươi nói cái gì, cái gì đã quá muộn. Trong khoảng thời gian ngắn, Vũ Văn Chu có chút trở lại thẫn thờ. Tiêu phàm bình tĩnh như trước nói, Vũ Văn Tông Chủ, lệnh công tử chúng độc thời ý gian quá dài, thiên diệp độc đã muốn xâm nhập hắn ngũ tạng lục phủ, đưa hắn thân thể toàn bộ hư hao, lúc này bất luận cái gì giải độc đan dược cũng đã vô dụng, đang mở độc đồng thời. Hội đem lệnh công tử ngũ tạng lục phủ đều cùng một chỗ hủy diệt. Ngươi, ngươi là tại trêu chọc ta sao? Vũ Văn Chu quả thực muốn giận điên lên, trợn mắt tròn xoe, thậm chí liền thân tử đô tại run nhẹ nhẹ, giống như có lẽ đã khống chế không nổi cơn giận của mình, tùy thời đều sẽ động thủ. Hồng Thiên gấp nói gấp, Vũ Văn Huynh, sao không cân nhắc đoạt xá? Mặc dù nói, đoạt xá về sau, Vũ Văn công tử tu vi hội bị quản chế cùng mới thân thể, làm không tốt sẽ cuồng ngã mấy cái cảnh giới. Nhưng tổng so cứ như vậy đã đánh mất tánh mạng mạnh hơn. Vũ Văn Chu cắn răng lắc đầu, không nói một lời. Lại không biết là nguyên nhân gì, có lẽ con của hắn nay đã túm lấy một lần buông tha, hay hoặc là con của hắn tu luyện công pháp hoàn toàn, từ đầu luôn luôn tựu không thích hợp đoạt xá. Tóm lại nếu như đoạt xá có thể đi đắc thông, Vũ Văn Chu tựu không đến mức như thế Thất Thố Liễu tương đương. Đường Đường nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, Hoắc Sơn quốc đệ nhất cao thủ, tổng cũng muốn chú ý cái đại gia khí độ. Tung tính toán không có mặt khác hạn chế. Dùng vũ văn công tử hiện tại loại tình huống này, hắn cũng không có biện pháp đoạt xá. Tiêu phàm vẫn đang bất tử bất tật nói. Lại là vì sao? Hồng Thiên một bên mở miệng hỏi, một bên hướng tiêu phàm nháy mắt, lại để cho hắn thức thời điểm. Không cần phải lại chọc giận vũ văn chu. Tiêu phàm gật gật đầu, ý bảo chính mình đã hiểu Hồng Thiên ý tứ. Trong miệng nhưng như cũ thật sự nói, Thiên Diệp độc độc tính rất kỳ lạ, chẳng những có thể dùng tổn hại cơ thể, thậm chí còn có thể tổn hại nguyên thần. Vũ văn công tử chúng độc thời gian quá dài, ta lo lắng, thiên diệp độc đã muốn ăn mòn đến thần hồn của hắn trong lúc đó. Lúc này đoạt xá, đồng dạng hội đem thiên diệp độc đưa mới trong thân thể đi, là không có cách nào thanh trừ sạch sẽ đích. Có bực này sự tình. Hồng thiên ra vẻ kinh ngạc. Kỳ thật loại này có thể tổn hại đến thần hồn độc vật, hắn không phải chưa nghe nói qua, biết rõ tiêu phàm nói không sai. Người nói nhiều như vậy, chính là muốn nói cho lão phu, con của ta đã muốn không có thuốc nào cứu được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có phải là? Vũ Văn Chu mặt âm trầm, nhìn thẳng Tiêu Phàm, ánh mắt như lạnh điện giống nhau, lạnh như băng mà hỏi thăm. "Đương nhiên không phải." Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp. "Nếu như lệnh công tử thật sự bất trị, tại hạ cũng sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra liễu tương đương." Vũ Văn Chu bị đến mức, cũng mất đi vị này nguyên anh hậu kỳ đại cao thủ kiên nhẫn tốt như vậy, rõ ràng rất nhanh lại đổi lại khuôn mặt tươi cười cấp cấp nói ra tiêu tiên sinh chỉ cần ngươi có thể cứu tiểu nhi một mạng vô luận muốn bao nhiêu thù lao lão phu đều tuyệt sẽ không một chút nhíu mày đích tại hoác sơn quốc lão phu làm không được sự tình thật đúng là không nhiều lắm cái này lời nói được ngạo khí thực sự có ngạo khí tiền vốn không có người cho là hắn đang khoác lác bất quá vị này ngạo khí vũ văn tông chủ đã ở chút bất chi bất giác sửa lại đối với tiêu phàm xưng hô vũ văn tông chủ có thể hay không cứu lệnh công tử một mạng, kỳ thật cũng không quyết định bởi ta, mà là quyết định bởi tại Vũ Văn Tông Chủ. Chỉ giáo cho, tiêu phàm nói ra, ta mặc dù có chậm chế cứu chữa lệnh công tử phương pháp xử lý, nhưng phải cần các loại quý hiếm linh dược thật sự quá nhiều, dùng tại hạ thân phận, là quả quyết vô pháp tại trong thời gian ngắn gom góp nhiều như vậy quý hiếm linh dược đích. Coi như là hồng băng chủ đại biểu chúng ta ra mặt, cũng có rất lớn độ khó bất quá vũ văn tông chủ nếu là tự thân xuất mã lời mà nói có lẽ thì có một đường hy vọng vũ văn thứ hai nghe là như vậy điều kiện lập tức thật dài thở phào một cái kêu lên cái này hay nói thỉnh tiêu tiên sinh nhanh lên kê đơn thuốc phương lão phu lập tức đi ngay bốc thuốc chỉ cần là kim châu thành có mặc kệ giấu ở nhà ai y quán ta đều cam đoan cho tiêu tiên sinh làm ra tiêu trưởng lão hồng thiên nhìn tiêu phàm liếc hai đầu lông mày ẩn có thần sắc lo lắng Người muốn không có 10 phần nắm chắc, nhưng ngàn vạn biệt đừng lừa dối Vũ Văn Chu A Hát, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tiêu phàm có chút vuốt cầm, lập tức theo chữ vật vòng tay ở phía trong lấy ra trống rỗng thẻ tre, dán tại chính mình trên chán, đem cần thiết các loại linh dược tài liệu chữ khác vào đồ vật đi lên, đưa cho Vũ Văn Chu. Vũ Văn Chu cấp vội tiếp tới, thần niệm chi lực quét qua, lập tức liền lộ ra vẻ kinh ngạc, hơn nữa thần sắc kinh ngạc càng ngày càng là nồng hậu dày đặc, nhịn không được thì thảo tự nói cần nhiều như vậy hiếm thấy linh dược tiêu tiên sinh những này đẳng cấp cao yêu thú nội đan máu huyết gân cốt các loại nhưng lại làm làm gì dùng đồ nhiều như thế vũ văn chu cứ việc không phải lang chung nhưng thân là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ lại đang hoác sơn quốc như vậy linh dược nơi tập kết hàng đối với giống nhau y lý lý thuyết y học y đạo tự nhiên tinh thông tiêu phàm cười cười nói ra vũ văn tông chủ lệnh công tử thân thể đã hoàn toàn bị độc vật hủy hoại, nếu muốn cứu hắn, phải theo phương diện này bắt tay vào làm. Một bên giải độc, một bên dùng mới là huyết nhục, vì hắn đúc lại thân thể. Yêu thú cùng bậc cao thấp, đem trực tiếp quyết định lệnh công tử lành bệnh về sau tu vi. Nếu như hết thảy thuận lợi lời mà nói, hoặc hứa lệnh công tử cảnh giới không đến mức đại ngã. Có thần kỳ như thế y thuật. Lời vừa nói ra, chẳng những vũ văn chu, ngay hồng thiên thanh phu nhân bọn người cũng là trợn mắt há hốc mồm khó có thể tin. Tiêu tiên sinh, ngươi là nói, chẳng những có thể cứu tiểu nhi một mạng, còn có thể bảo trụ hắn nguyên anh cảnh giới. Khơi khoảnh, Vũ Văn Chu Tài trầm giọng hỏi, trong giọng nói, có chút nghi kỵ. Mắt thấy nhi tử bị thương nặng, hắn vội vã đuổi tới Kim Châu Thành lúc, trong nội tâm sớm đã làm xấu nhất ý định, chỉ cần có thể mạng sống là được, dù cho ngã xuống mấy cảnh giới đều sẽ không tiếc. Có lệnh tại, tự có hy vọng, mệnh nếu không có, vậy thì cái gì đều khỏi cần nói được. Bây giờ nghe tiêu phàm ý tứ trong lời nói, thậm chí ngay cả tu vi cảnh giới đều có thể giữ được. Tiêu phàm rất khẳng định nói, nếu như Vũ Văn Tông Chủ có thể trong 3 tháng, đem những này linh dược tài liệu đều gom góp lời mà nói, tại hạ có 7 phần nắm chắc, có thể bảo trụ lệnh công tử cảnh giới không đến mức đại ngã. Nhưng có phải là có thể bảo trụ nguyên anh cảnh giới, vậy thì khó mà nói liễu tương đương. Tại hạ chính mình, cũng còn không có đặt chân nguyên anh, thực không dám đem lời nói được quá vẹn toàn. Hồng thiên bọn người không khỏi từng đợt im lặng. Tự cái này, có lẽ hay là khiêm tốn thuyết pháp. Tại người khác nghe tới, đây đã là gia châu hò hét, mười phần cực kỳ khủng gây ếch yêu ta ép. chẳng khác gì là tại Vũ Văn Chu trước mặt đánh cho cam đoan. Tốt! Vũ Văn Chu mãnh mà nhất phách ba trưởng, hét to một tiếng. Tiêu tiên sinh tuổi trẻ tài cao, người nói lời nói, lão phu tín đắc phà. Tiêu tiên sinh yên tâm, Lão phu coi như là hãm hại lừa gạt, thủ đoạn dùng hết, cũng sẽ trong 3 tháng đem người muốn mấy cái gì đó gom góp. Tiêu Phàm chắp tay, nói ra, Vũ Văn tông chủ, phương thuốc này cuối cùng mấy vị dược, không phải cho lệnh công tử sử dụng đích, là cho tự chính mình dùng đích. Nếu có thể lời mà nói, kính xin Vũ Văn tông chủ trước đem cái này mấy vị dược gom góp. Tại hạ ý định trong 3 tháng, trùng kích nguyên anh kỳ bình cảnh. Cái này mấy vị dược, đối với tại hạ trùng kích bình cảnh rất có trợ giúp. Hồng Thiên bọn người lập tức mắt to chừng đôi mắt nhỏ, dở khóc dở cười. Ta nói huynh đệ, người đây cũng quá thật sự điểm a. Người một đơn thuốc khai ra đến, Vũ Văn Chu ở đâu tinh tường nào dược là cho con của hắn cứu mạng dùng, nào dược là cho người Tiêu Phạm chính mình dùng hay sao? Người không nói, ai có thể biết? Ai sẽ theo người đồng dạng ngốc ngơ ngác đều nói ra. Tiêu phàm lại phối hợp nói ra, Vũ Văn Tông chủ, lệnh công tử Tu Vi cảnh giới tại ta phía trên tại hạ nếu như có thể thuận lợi tiến giai nguyên anh kỳ, đối với bảo trụ hắn nguyên anh cảnh giới, thì càng nhiều mấy phần nắm chắc. Đương nhiên, nếu như Vũ Văn Tông chủ không muốn lời mà nói, tại hạ cũng không bắt buộc. Nhưng vô luận như thế nào, tại vì lệnh công tử chữa thương trước kia, tại hạ đều trùng kích một lần bình cảnh. Mặc kệ thành công có lẽ hay là thất bại, ta đáp ứng Vũ Văn Tông chủ hứa hẹn, quyết không nuốt lời. Vũ Văn Chu nghe được sướng sở sướng sở đích, lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hả, Tiếng cười chấn đắc cả điện đều ông ông tác hưởng. Tốt, tốt, thống khoái. Ta Vũ Văn Chu tựu ưa thích thống khoái người. Một, gần là một, hai chính là hai, tuyệt không chung trả. Tiêu Tiên sinh yên tâm, người muốn cái này mấy vị linh dược, trong vòng 10 ngày ta liền cho cho ngươi đưa tới. Đa Tạ Vũ Văn tông chủ. Tiêu Phàm lại vừa chắp tay, cao giọng nói ra. Chương 1004, đại quý loại người. Điện bên cạnh một gian trong mật thất tiêu phàm bạch hạc bát quái áo khoác, dưới chân bước phân lý, đầu đội tử kim quan, vây quanh cái kia chiếc cụ hắc ngọc hồng quan tài, dẫm phải cửu cung phương vị, tay trái nhất quyết, miệng lẩm bẩm trong tay phải, không ngừng bay ra một chương kim lóng lánh bùa. Tiêu trưởng lão đang tại bầy trận. Hoặc đồ tông thiếu tông chủ Vũ Văn Quảng phải ở chỗ này đợi ba tháng, tiêu phàm muốn dùng đại trận chi lực đưa hắn phong ấn, lệnh bệnh tình của hắn không tái tiến một bước chuyển biến xấu. Ở ngoài đứng xem không nhiều lắm, bốn gã nguyên anh tu sĩ cùng một gã kim đan tu sĩ. Bất quá cái này bốn gã nguyên anh tu sĩ thân phận, đều đều không giống tiểu khả. Đúng vậy Hồng Thiên, Thanh Phu Nhân, Mã Trưởng Lão cùng Vũ Văn Rộng Lão Tử Vũ Văn Chu. Vũ Văn Chu phụ tử liên tâm, vô luận như thế nào đều muốn nhìn xem tiêu phàm thi pháp, xác định Vũ Văn Quảng an toàn về sau mới bằng lòng rời đi. Hắn là hoắc Sơn Quốc Tu chân Giới Đại Minh Chủ, như vậy yêu cầu nho nhỏ, Hồng Thiên bọn người tự nhiên không tiện cự tuyệt. Tiêu Phàm cũng không còn cự tuyệt. Hắn giải thích một vị phụ thân tâm tình. Cuống hồ, Tiêu Phàm cũng không cho rằng bọn họ đứng ngoài quan sát chính mình bày trận có cái gì chỗ hỏng, trận pháp này chi đạo, cũng không phải là nhìn xem người ta bố trí vài lần có thể học trộm đích, phải có cực kỳ thâm hậu căn cơ. Tên kia duy nhất kim đan tu sĩ, dĩ nhiên là là Tiêu Phàm bầu bạn cơ lụa mỏng. Vô luận là Vũ Văn Chu có lẽ hay là ba gã nguyên anh tu sĩ, tại trên trận pháp tạo nghệ đều cũng không cao, thấy có chút không hiểu thấu. Bất quá mắt thấy tiêu phàm cái này trịnh trọng chuyện lạ bộ dạng, nghĩ đến cái này pháp trận thật là khó lường đích. trọn vẹn hơn nửa canh giờ đi qua tiêu phàm mới rốt cục bày trận xong. Khởi, tiêu phàm trở lại càn vị thượng, chân bữa tiếp theo, trong miệng nhẹ nhàng một tiếng hô quát. Một hồi cực kỳ rất nhỏ ong ong thanh âm vang lên, một cổ nhu hòa lực đạo dần dần theo pháp trận trung thấu đi ra, đem mật thất ở giữa hắc ngọc hòm quan tài cái bọc trong đó. Mấy vị nguyên anh tu sĩ tuy nhiên cũng không tinh thông pháp trận bố trí, nhưng pháp trận chi lực vẫn có thể đủ cảm ứng được đến nick, nguyên một đám thần niệm chi lực thò ra, lập tức trên mặt đều hiện ra an tâm dáng tươi cười. Tốt, không nghĩ tới tiêu tiên sinh là một vị người tài năng, y đạo trận pháp mọi thứ tinh thông, từ xưa anh hùng suốt thiếu niên, khó lường a hát. Hồng lão đệ, người rất thật tinh mắt, Vũ Văn Chu hướng về tiêu phàm rũi ra ngón tay cái, tự đáy lòng mà tán thán nói. Tiêu phàm cung kính không người, nói ra, Vũ Văn Tông chủ khen chật rồi, thỉnh gọi thẳng tên của ta, tiên sinh danh xưng thù không dám nhận. Vũ Văn Chu khoát tay chặn lại, nói ra, ta chạy hạnh lâm huyền cùng các ngươi hai cái địa phương, lang chung bái kiến không ít, chỉ có ngươi một người nhận ra suốt thiên chơi bẩn, diệp độc, chỉ lần này hạng nhất, tiên sinh danh xưng người tự hoàn toàn xứng đáng. Tốt, những lời khác không nói nhiều, tiểu nhi tự giao cho tiêu tiên sinh rồi, lão phu cái này đi phối dược. Nói xong, ôm quyền nhún, cũng không lại cùng Hồng Thiên bọn người chào hỏi, xảy bước ra mật thất. Hồng Thiên thanh phu nhân mã trưởng lão lướt nhau, đều đều nhẹ nhẹ thở vào một cái. Vừa rồi hào khí thật sự quá khẩn trương. Nếu như không phải tiêu phàm lực lượng mới xuất hiện, tiếp nhận cái này phỏng tay khoai lang, hôm nay việc này còn thật không biết cuối cùng nhất nên như thế nào chấm dứt. Chỉ sợ không thể không đi kinh động bế sinh tử quan đinh sán liễu tương đương. Thực tế quan trọng hơn chính là, tung tính toán đem đinh sán cưỡng ép hát yêu ta ép triệu hoán mà đến, cũng chưa chắc thấy tự nhất định có thể nhận ra thiên diệp độc. Về phần nói đến giải độc, hồng thiên bọn người nhưng để xác định, đinh sán chắc chắn sẽ không tiêu phàm như vậy kỳ lạ quý hiếm phương pháp cổ quái. Lại để cho dùng yêu thú nội đan máu huyết gân cốt đến vì vũ văn quảng tái tạo một cái thân thể. Loại phương pháp này, không chỉ nói Kim Châu Thành theo không có người thử qua, thậm chí ngay nghe đều chưa nghe nói qua. Thật không biết như vậy kỳ lạ quý hiếm cổ quái biện pháp, tiêu phàm rốt cuộc là từ đâu học được đích. Trên thực tế, loại phương pháp này tung xem như nam cực y kinh, bên trong đều chưa từng ghi lại qua, tiêu phàm đem sao chép đi vào, xem như đối với nam cực y kinh một cái hữu ích bổ sung. Nghĩ đến lúc trước Nam Cực Y Kinh cũng không phải Nam Cực Tiên Ông một người chỗ soạn, mà là dung hợp chúng ra sở trường tiêu trưởng lão, không nghĩ tới ngươi như thế uyên bác a hát. Đưa mắt nhìn Vũ Văn Chu rời đi về sau, Hồng Thiên tự đáy lòng nói. Tiêu Phàm cười nói, bang chủ quá khen, bất quá là trùng hợp mà thôi. Hồng Thiên vung tay lên, nói ra, ha ha, như là đã đều là người một nhà rồi, tiêu trưởng lão cũng không cần khiêm tốn. Có phải là trùng hợp, chẳng lẽ mấy người chúng ta lão gia này còn không nhìn ra được sao? Tiêu Phàm cười cười, cũng không lại khách sáo. Thanh phu nhân nói nói, tiêu trưởng lão, cái này thiên diệp độc lợi hại như thế, thực có nắm chắc có thể trị được không nào. Vũ văn chu người này, tính tình rất không bình thản. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, nói ra, thanh trưởng lão yên tâm, chỉ cần vũ văn tông chủ đem ta ra tới những kia linh dược gom góp rồi, không nói 10 đủ 10 nắm chắc, 7-8 phần vẫn phải có. Vậy là tốt rồi. Thanh phu nhân cũng không phải lắm mồm loại người, thấy tiêu phàm nói được như thế chắc chắn, cũng liền không hề truy vấn lập tức đoàn người lại nói vài câu tiêu phàm liền là hướng hồng thiên bọn người cáo từ mà đi cùng cơ lụa mỏng cùng một chỗ trở lại chỗ ở của mình nhìn qua tiêu phàm bóng lưng đi xa hồng thiên khe khẽ thở dài nói ra thật không biết vị này tiêu trưởng lão rốt cuộc còn có nhiều thiếu đông tây gạt chúng ta mã trưởng lão chậm rãi nói ra ta xem người này tướng mạo quý không thể nói hồng thiên cùng thanh phu nhân cũng biết mã trưởng lão tinh thông tướng nhân chi thuật không khỏi đồng loạt nhìn sang, chờ hắn tiếp tục giải thích. Mã trưởng lão trầm ngâm, tựa hồ chính đang suy nghĩ tìm từ, hơi khoảnh, tiếp tục nói, đại quý loại người, thường thường sẽ đối với người bên cạnh có chỗ phương hại. Người này gia nhập chúng ta rốt cuộc là tốt là xấu, thật đúng là khó mà nói nì. Trong mật thất thoáng cái trở nên trầm mặc bắt đầu đứng dậy. Sau một lát, Hồng Thiên chậm rãi nói ra, vô luận như thế nào, chúng ta đã muốn xính hắn đương làm khách khanh trưởng lão, hơn nữa đã muốn chiêu cáo Kim Châu thành đồng đạo, cái kia không thể đổi ý. Huống hồ ta xem người này làm việc quang minh lỗi lạc, không giống như là gian trá tiểu nhân. Đã đại quý chi tương, đối với chúng ta là lợi nhiều hơn hại. Đinh sư huynh nếu như lần này không có thể thuận lợi xuất quan, chúng ta sau này tự tất yếu cần nhờ người này đi trèo chống đường liễu tương đương. Nếu không nghe lời, sợ chúng ta tại bảy đại tông môn bên trong bài danh lập tức sẽ trở nên tràn đầy nguy cơ. Đúng vậy, thanh phu nhân lập tức gật đầu, tựa hồ đối với Hồng Thiên lần này ngôn ngữ hoàn toàn tán thành. Trên thực tế, từ tiêu phàm rất hùng hồn đem trùng vương di thuế nộp cho nàng, thanh phu nhân đối với tiêu phàm quan cảm tự phi thường chuyện tốt. Thực tế tiêu phàm lại là cơ lụa mỏng song tu bầu bạn, thanh phu nhân yêu ai yêu cả đường đi, đối với tiêu phàm ấn tượng càng tốt. Hơn nữa nàng trước sau như một không thể nào tin được tương lý thuật bói toán, đối với mã trưởng lão nói như vậy, trong miệng không nói, trong lòng là thực sự chút ít không cho là đúng. Mã trưởng lão cười cười, nói ra, cái này tự nhiên, chúng ta cũng không thể gần kề dựa vào một cái tướng mạo liền đem thay đổi trong bang trước sách lược. Bất kể thế nào nói, tiêu trưởng lão tại y thuật thượng tạo nghệ như thế cao minh, chính là ta vận khí. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà đi qua Hồng Thiên và ba người theo mật thất đi ra, lập tức phân phó xuống dưới, điều đến một đám vệ sĩ, đối với mật thất nghiêm ra thủ vệ, do mã trưởng lão đệ tử truyền hạ tính tráng hán tự mình xuất lĩnh, ngày đêm chấn thủ, không có tiêu trưởng lão chỉ lệnh, bất luận kẻ nào đều không được đi vào trong mật thất, tung xem như hồng thiên thanh phu nhân cùng mã trưởng lão chỉ lệnh đều không được. Hạ tính tráng hán không người lĩnh mệnh, thầm giật mình. Cái này tiêu trưởng lão thật đúng là thoáng cái tựu danh chấn toàn bộ giúp, ngày bang chủ danh tiếng đều nắp tới. Tiêu phàm vừa về tới chỗ ở của mình, liền là khai lò luyện đan đã đang tại Vũ Văn Chu Hồng Thiên mặt nói, muốn tại sắp tới trùng kích Nguyên Anh kỳ bình cảnh, tự nhiên muốn phó chưa áp dụng. Có Vũ Văn Chu cùng Hồng Thiên chỗ dựa, chắc hẳn tại tổng đàn tiến giai là nhất ổn định bất quá liễu tương đương. Người khác không nói, vì nhà mình nhi tử tánh mạng, Vũ Văn Chu nhất định sẽ toàn lực bảo vệ hắn bình an vô sự. Đồng dạng đạo lý, vì không triệt để chọc giận Vũ Văn Chu, Hồng Thiên bọn người cũng sẽ hết sức vì hắn hộ pháp. Vũ Văn Chu tín thủ hứa hẹn, 10 ngày không đến, liền đem tiêu phàm phải cần mấy thứ linh dược đưa tới. Tiêu phàm âm thầm cảm thán. Suốt cuộc không hổ là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, mặt mũi chính là không giống với. Cái này mấy thứ linh dược, tiêu phàm hao tổn tâm cơ cũng không thể đắc thủ, Vũ Văn Chu vừa xuất mã, dễ dàng tự làm đến tay. Tung xem như hạnh lâm cũng phải cho vị này đại minh chủ mặt mũi. Mấy ngày sau, tổng đàn bỗng nhiên tuyên bố đối ngoại giới nghiêm, xin miễn hết thầy tìm hiểu khách, tăng số người gấp đôi đã ngoài trạm gác cùng tuần tra vệ sĩ, để đó không dùng bao nhiêu năm chấn phái đại trận, không tiếc linh thạch toàn lực động, Hồng Thiên Thanh phu nhân mã trưởng lão đợi ba gã nguyên anh tu sĩ đồng loạt tỏa chấn tổng đàn, bày ra như lâm đại địch loại tư thế. Tiêu phàm phủ đệ bốn phía, tức thì bị bảo vệ đắc thùng sắt giống nhau, gia tăng rồi gấp ba phòng vệ lực lượng. Trong bang chấp sự đệ tử cũng biết, đây là trước đó không lâu tân nhiệm khách khanh tiêu trưởng lão, chuẩn bị trùng kích nguyên anh kỳ bình cảnh rồi, cũng nguyên một đám đi theo nhanh hưng phấn lên. Kim Châu Thành tuy lớn, cũng không phải thường xuyên đều có thể nhìn thấy có tu sĩ tiến giai nguyên anh đích. Ngày rằm giữa trưa, tổng đàn phương Tây Nam, chấn phái đại trận sông môn chỗ vị trí, vốn là bầu trời trong xanh bỗng nhiên biến sắc, từng đoàn từng đoàn năm màu đám mây, dần dần hướng tiêu phàm nhà đình viện tụ tập tới, không ngừng quay cuồng bắt đầu khởi động. Một mực chú ý bên này hồng thiên, hai hàng lông mày nhẹ nhàng dương bắt đầu đứng dậy cùng hắn đứng chung một chỗ thanh phu nhân nhẹ giọng lẩm bẩm, tốt tinh thuần thiên địa linh khí. Hồng Thiên nhẹ gật đầu, thanh phu nhân tiến giai nguyên anh thời điểm, cũng là hắn tự mình hộ pháp, cái kia một lần hội tụ thiên địa nguyên khí, nhưng xa không bằng dưới mắt như vậy tinh thuần, số lượng cũng không có khổng lồ như vậy. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này thanh thế, chỉ biết Tiêu phàm lần này trùng kích bình cảnh không giống người thường. Rất nhanh, tinh thuần thiên địa linh khí càng tụ càng nhiều tại tiêu phàm chỗ ở trên không đẻ ép thành một đoàn, thỉnh thoảng biến ảo. Tính ra canh giờ về sau, tạo thành một cái cự đại năm màu nước xoáy, hướng về tiêu phàm chỗ mật thất, xoay tròn xuống phía dưới, đem tinh thuần thiên địa linh khí liên tục không ngừng mà quán chú mà đi. Cả quá trình đều thập phần đâu vào đấy, hội tụ thiên địa nguyên khí tuy khổng lồ, lại trật tự tỉnh nhiên, không có chút nào cuồng bạo hỗn loạn giống. Hồng thiên vuốt vuốt tròm dâu, thoải mái mà nói ra, xem ra chúng ta đều bạch thao tâm rồi, tiêu trưởng lão đã sớm đã tính trước. Nhìn cái này tư thế, đối với thiên địa nguyên khí khống chế tự nhiên đến nơi này loại trình độ, hắn lần này tiến giai cơ hồ là tất nhiên đích, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Thanh phu nhân gật đầu nói, nhìn tình hình của hắn, vốn hẳn nên đã sớm đặt chân nguyên anh kỳ rồi, không biết như thế nào một mực kéo đến hiện tại. Lúc này đây bất quá là nước chảy thành sông mà thôi. Đúng vậy, Hồng Thiên mỉm cười vuốt cằm. Nhưng sau một khắc, hắn mỉm cười tự cương trên mặt. Chỉ nghe, oanh, mà một tiếng, một cổ đáng sợ khí thức mãnh liệt theo tổng đàn góc đông bắc phóng lên trời, qua trong giây lát, vô số năm thải vân đoá liền hướng về bên kia quay cuồng gào thét mà đi, thanh thế to lớn, chút nào cũng không tại tiêu phàm tiến dài thanh thế phía dưới, cuồng bạo chỗ, còn hơn lúc trước. Đây là, chuyện gì xảy ra? Trường 1005, song cướp, là Đinh Sư Huynh. Rất nhanh, Hồng Thiên cùng Thanh Phu Nhân đều phục hồi tinh thần lại, trên mặt lộ ra lại là kinh ngạc lại là lo lắng thần sắc. Thật sự là không tưởng được. Đã muốn bế quan ba năm đinh sán, may mắn thế nào ở phía sau bắt đầu nếm thử tiến giai liễu tương đương. Đinh sán bế sinh tử quan trong lúc, vì không quấy rầy hắn, Hồng Thiên bọn người không có cùng hắn cưỡng ép hát yêu ta ép câu thông. Không nghĩ tới tựu ra như vậy, ô long mắt thấy vô số thiên địa nguyên khí biến ảo mà thành ngũ sắc thải vân hướng về đinh sán động phủ chỗ vị trí trên không quay cuồng mà đi, cùng mặt tây nam thiên dị tượng trên không trung vừa vặn xa xa tương đối, thanh phu nhân rất sầu lo nói, sư huynh, bởi như vậy, có thể hay không hai bên đều nguyên khí chưa đầy, cuối cùng nhất sắc thành lại bại. Tu sĩ cùng bậc càng cao, bình thường tu luyện cần thiết linh khí thì càng nhiều, những kia loại nhỏ linh mạch, thường thường nghiêm chỉnh đầu linh mạch mới vừa vặn đủ một gã nguyên anh tu sĩ sử dụng. Tổng đàn chỗ trên mặt đất, tự nhiên là cả Kim Châu thành linh khí nồng nặc nhất mấy chỗ địa mạch một trong, ngày bình thường cái này rất nhiều nguyên anh kim đan tu sĩ tập trung tu luyện, cũng là vậy là đủ rồi. Kim Châu thành nguyên vốn là phạm vi 10 vạn dặm trong, linh mạch tốt nhất địa phương. Chính là vì nơi này linh mạch sung túc, mới hấp dẫn phần đông tu sĩ trước chỗ này định cư tu luyện, chậm rãi phát triển trở thành hôm nay quy mô. Cơ hồ tất cả tu chân giới siêu cấp lớn thành đều là vì như vậy phát triển thành thị quy mô càng lớn, dưới mặt đất linh mạch càng dai, đây là tất nhiên đích. Nếu không, nhiều như vậy đẳng cấp cao tu sĩ lách vào cùng một chỗ, vẫn không thể đánh vỡ đầu. Nhưng hàng ngày tu luyện cùng đột phá bình cảnh thời điểm cần có thiên địa linh khí, hoàn toàn không là một cái khái niệm. Bởi vì muốn cam đoan tiêu phàm tiến dài thành công, Hồng Thiên sớm đã ban xuống lệnh cấm, tại tiêu phàm đột phá bình cảnh trong khoảng thời gian này, tổng đàn tất cả mọi người đình chỉ tu luyện, không được thổ nạp điều tức, hấp thu linh khí cũng may dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, trong khoảng thời gian này sẽ không quá dài, ít thì 3, 5 ngày, nhiều cũng không quá đáng là 10 ngày 8 ngày. Vượt qua lúc này còn không có tiến giai thành công, vậy thì chứng minh lần này đột phá bình cảnh đã muốn thất bại. Phải đợi lần sau lại lại tới qua. Hồng Thiên chầm chầm vào hai bên hiện tượng thiên văn nhìn kỹ một hồi, lắc đầu. Nói ra, không biết, tại đây thiên địa linh khí phi thường tinh thuần, cũng đủ hai người bọn họ đồng thời tiến giai liễu tương đương. Thanh phu nhân nhẹ nhàng gõ đầu, nàng cũng đã cẩn thận quan sát qua, phát hiện hai nơi hiện tượng thiên văn lẫn nhau trong lúc đó cũng không có lẫn nhau ảnh hưởng, nhất là tiêu phàm bên kia, tiến dài thời gian tại đinh sán trước kia, đã muốn hội tụ cũng đủ thiên địa linh khí, hôm nay đang lấy những này linh khí cọ rửa kinh mạch, triệt để cải tạo bản thân. Đinh sán bên kia, giờ mới bắt đầu, hơn nữa từ phía trên mà nguyên khí cuồng bạo trình độ đến xem, tựa hồ vượt ra khỏi khống chế, xa không bằng tiêu phàm bên kia tính trước kỹ càng chính nhất. Hồng Thiên cũng không quay đầu lại, vời đến một tiếng. Ngay tại cách đó không xa đứng hầu lô chính nhất bể bộn tức tiến lên vài bước, không người thi lễ, sư phụ. Hồng Thiên tiện tay giao cho hắn một tấm lệnh bài, nói ra, đem bả Thiên sông đại trận mở ra, toàn lực mở ra. Vâng, sư phụ. Lô chính nhất tiếp nhận lệnh bài, không nói hai lời, khẽ không người tự lui xuống. Thanh phu nhân gật gật đầu, tựa hồ đối với Hồng Thiên cái này quyết đoán sâu chấp nhận. Cái gọi là thiên sông trận, là trấn phái đại trận phụ trợ pháp trận, lớn nhất tác dụng chính là hội tụ càng nhiều là thiên địa nguyên khí, vì trấn phái đại trận cung cấp nhất năng lượng cường đại cung ứng. Chỉ là thiên sông đại trận nếu như toàn lực mở ra lời mà nói, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tổng đàn bên ngoài mặt khác mà phương thiên địa linh khí cân đối, theo người khác địa bàn cướp đoạt thiên địa linh khí, không khỏi khiến cho mặt khác tông môn bất mãn. Như không phải tất yếu, Hồng Thiên bình thường sẽ không hạ lệnh mở ra thiên sông đại trận hôm nay vì bảo hiểm để hồng thiên cũng bất chấp những thứ này mặt khác tông môn thật muốn có cái gì bất mãn đến lúc đó làm tiếp giải thích không muộn mười ngày thời gian mà thôi cũng sẽ không có người thật sự bởi vì này sự kiện cùng trở mặt thành thù thật muốn trở mặt hồng thiên cũng nghiêm nghị không sợ sau một lát cả đầm lầy trên không bỗng nhiên tối sầm lại vô số năm thải vân hà theo chỗ xa hơn hướng bên này bầu trời hội tụ mà đến quay cuồng gào thét thanh thế kinh người vốn là hơi có vẻ đơn bạc thiên địa linh khí, rất nhanh lại trở nên cực kỳ tràn đầy, phân biệt hướng đông bắc cùng tây nam hai cái phương hướng cuồn cuộn hội tụ mà đi. Tính ra canh giờ về sau, xét đánh chi tiếng nổ lớn, từng đạo vàng bạc hai màu tia chấp, tự năm thải vân hà bên trong tránh hiện ra, nhìn phương vị, đang tại tiêu phàm chỗ ở trên không. Thanh phu nhân lắp bắp kinh hãi, nói ra, nhanh như vậy mà bắt đầu độ lôi kiếp. Vàng bạc hai màu thiên lôi, chính là nguyên anh tu sĩ tiến dài thời điểm tất nhiên sẽ xuất hiện lôi kiếp, cũng là kim đan kỳ tu sĩ càng tiến một bước phải vượt qua một đạo rãnh trời. Có không ít kim đan hậu kỳ đại thành tu sĩ, chính là tại tiến giai nguyên anh lúc vẫn lạc tại lôi kiếp phía dưới. Mà một khi chịu đựng được lôi kiếp, tự ý nghĩa đột phá bình cảnh thành công. Đương nhiên, nếu như tu vi không đủ, rất có thể ngay lôi kiếp đều dẫn phát không được, trực tiếp đã đột phá bình cảnh thất bại. Tiêu phàm lần đầu tiên đột phá bình cảnh thời điểm, chính là loại tình hình này. tuy nhiên pháp lực cũng đủ thâm hậu, tâm tình không đủ ổn định, cũng liền lôi kiếp đều không có dẫn phát, liền tự hành buông tha cho tiến giai. chỉ là lần này tiêu phàm lôi kiếp không khỏi tới quá là nhanh chút ít. trước sau bất quá một ngày thời gian, vàng bạc hai màu lôi kiếp liền hiện thân ra. từ trước đến nay tiến giai nguyên anh đột phá bình cảnh sẽ không có như thế nhanh chóng đích. hồng thiên xem như cực kỳ hiếm thấy tu luyện thiên tài, lúc trước đột phá nguyên anh bình cảnh lúc cũng trọn vẹn nhịn ba ngày ba đêm, mới dẫn động lôi kiếp. Thanh phu nhân lại càng đến ngày thứ sáu thượng mới có lôi kiếp xuất hiện. Thực lực của hắn, vốn đã đến nguyên anh cảnh giới, lần này tiến dai, bất quá là nước chảy thành sông. Kỳ thật chính là muốn độ cái lôi kiếp mà thôi. Hồng Thiên nhàn nhạt nói ra. Loại tình hình này, trước kia ngược lại chưa bao giờ thấy qua. Người này nếu không phải cái loại này vạn năm khó gặp tu luyện kỳ tài, ngay cả có qua nào đó đặc biệt kỳ ngộ, nếu không không có thể như vậy không giống người thường. Hồng Thiên cười nói, tu chân giới các loại kỳ tài tầng tầng lấp lấp. kỳ ngộ cơ duyên tự nhiên cũng là không ít, chúng ta ngẫu nhiên đụng phải như vậy một cái, cũng không coi là nhiều kỳ quái. Liền trong lúc nói chuyện, đạo thứ nhất vàng bạc hai màu thiên lôi đã muốn ẩm ẩm đánh xuống. Thật là lợi hại, thanh phu nhân như là lầm bầm lầu bầu loại mà cảm thán nói. Nàng là trải qua lôi kiếp đích, tự nhiên lập tức tự cảm ứng được đến, Đạo này hai màu thiên lôi uy lực, tại phía xa nàng đã từng kinh nghiệm lôi kiếp phía trên. Bình thường mà nói, lôi kiếp càng mạnh mẽ, chứng minh người độ kiếp cảnh giới càng mạnh. Tiêu Phàm nếu như độ kiếp thành công, đặt chân nguyên anh cảnh giới, chỉ sợ thần thông mạnh, cũng xa không phải bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ có thể chịu được bằng được đích. Ít nhất thanh phu nhân cảm thấy đơn đả độc đấu, không chịu hoán linh trùng tương trợ lời mà nói, chính mình tám phần không phải là Tiêu Phàm đối thủ liễu tương đương cho dù triệu hoán linh trùng tương trợ, Tiêu Phàm có hai đầu tam giai lưng sắt con bạo ngược cũng đủ để kinh sợ đại bộ phận linh trùng liếu tương đương. Thanh phu nhân hai đầu năm màu con rết, tuy nhiên đã là tam giai đại thành linh trùng, lại trời sinh đã bị lưng sắt con bạo ngựa khắc chế. Nhưng đạo này rất lợi hại hai màu thiên lôi bổ xuống, nhưng lại không hề có động tĩnh gì, ngay một điểm gợn sóng đều chưa từng kích khởi. Chỉ có tại thiên lôi đánh xuống lập tức, năm thải vân hà khôn ngoan lược lộ ra một tia khe hở cho thiên lôi thông qua. Lập tức lại hợp làm một thể, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh qua. Ngay hồng thiên trên mặt đều lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Ngay sau đó, đạo thứ hai thiên lôi lại lại đánh rớt. Tình hình rõ ràng cùng đạo thứ nhất thiên lôi đánh xuống lúc giống như đúc, tại năm thải vân hà bên trong biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, có lẽ hay là điểm bụi không sợ hãi. Hồng thiên loát tròm dâu cánh tay thoảng qua dừng lại một chút, mặt sắc ngưng trọng lên. Đạo thứ ba, đạo thứ tư thiên lôi lần lượt đánh xuống, như trước có lẽ hay là không hề có động tĩnh gì. Không có khả năng, nhất định có cái gì có thể chống cự thiên lôi pháp bảo. Thanh phu nhân không thể kìm được, lạnh lùng nói ra. Nhớ ngày đó, nàng kinh nghiệm đến đạo thứ tư thiên lôi thời điểm, trong cơ thể pháp lực sớm đã tiêu hao hơn phân nửa, không thể không tranh thủ thời gian nuốt rất nhanh khôi phục pháp lực linh dược mới có thể tiếp tục kiên trì. Lúc ấy hiện tượng thiên văn chi nổi giận, thanh phu nhân hiện tại nhớ tới đều cảm thấy nghĩ mà sợ, không rét mà run. Ở đâu tưởng tiêu phàm như vậy, chút nào gợn sóng đều không có. Hồng Thiên không nói hai lời, phi thân lên. Thanh phu nhân theo sát phía sau. Trong khoảng khắc, hai người liền đi tới tiêu phàm chỗ ở trên không, một đạo nhân ảnh từ phương Tây bay vụt mà đến, đúng vậy mã trưởng lão. Hiển nhiên mã trưởng lão cũng một mực đều ở chú ý tiêu phàm cùng đinh sán tiến dai, Tiêu phàm điềm nhiên như không có việc gì thừa nhận bốn đạo thiên lôi cường hãn, đồng dạng đưa tới mã trưởng lão lòng hiếu kỳ. Ba người song song lơ lửng tại ngũ sắc mây tía biên giới nơi, đều tự vận khởi thần thông, hướng mây tía phía dưới thăm hỏi mà đi. Sau đó, đệ ngũ đạo thiên lôi ầm ầm đánh xuống. Hiển nhiên, thiên lôi tựa hồ cũng bị tiêu phàm chọc giận, đệ ngũ đạo thiên lôi cường độ, tại phía xa phía trước bốn đạo thiên lôi phía trên, vàng bạc hai màu lôi quang dây dưa cùng một chỗ, trừng trường thành cánh tay phẩm chất, hùng hổ, quả muốn đem tiêu phàm một kích diệt sát. Ngũ sắc mây tía trong, ngân sắc lôi quang lóe lên. Để ngũ đạo thiên lôi lại như vậy vô thanh vô tức mà bị hấp thu đắc sạch sẽ, không có nửa điểm tiết ra ngoài. Hí! Hồng thiên và ba người nhịn không được đảo rút một luồng lương khí, phảng phất đau răng tựa như. Ngũ sắc mây tía thức sự quá dày đặc, dùng ánh mắt của bọn hắn, cũng chỉ mơ hồ tại đám mây bên trong chứng kiến một điểm màu vàng loang loáng, tựa hồ là việc của người nào đó bảo vật phát ra quang mang. Sau đó hùng hổ đệ ngũ đạo thiên lôi, cứ như vậy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngay nửa phần tính tình đều không có. Đây là cái gì bảo vật, như thế nghịch thiên. Rất nhanh, đệ lục đạo, đệ thất đạo, đệ bát đạo thiên lôi lần lượt đánh xuống, một đạo so một đạo kinh sức lực gấp, một đạo so một đạo mãnh liệt, hàng loạt mũi tên loại, không có nửa điểm dừng lại, ngay chút nào thở dốc cơ hội cũng không cho nhưng kết quả cùng phía trước năm đạo thiên lôi không có bất kỳ khác nhau, ngũ sắc đám mây bên trong kim sắc quang mang liên tục lóng lánh, ba đạo vừa thô vừa to vô cùng thiên lôi đồng dạng vô thanh vô tức mà bị hấp thu đắc sạch sẽ, ngay nửa phần dãy ruộng cơ hội đều không có. Dùng như ý lôi quang tháp huy năng, chính là tiến giai nguyên anh kỳ hai màu thiên lôi, thật sự là không quá sức. Cái này, điều này sao có thể, coi như là cực phẩm pháp bảo, nên vậy cũng sẽ không có như vậy huy năng ha mã trưởng lão há to miệng, không thể chọn đến. Tuy nhiên hắn không có cực phẩm pháp bảo, nhưng cũng hiểu biết có quan hệ cực phẩm pháp bảo tình hình, giống nhau cực phẩm pháp bảo, tuyệt không có như vậy nghịch thiên năng lực, có thể vô thanh vô tức mà ngay thu tám đạo hai màu thiên lôi. Có bảo vật như vậy, đây chẳng phải là nói bất luận cái gì lôi tiếp cũng có thể không để trong lòng rồi. Chuyện như vậy, không chỉ nói tận mắt thấy, trước kia cho dù ngay nghe đều chưa nghe nói qua. Thật bất khả tư nghị audio điện tử võ tấn bền hết chương 1005